Bắc Minh Việt các người thật to gan, dám xông vào đế cung, đốt giết Tẩm cung thần phi. Đây là tội bất kính lớn, sẽ liên lụy cửu tộc. Phong Phi Vân một mình xông tới bên ngoài Tẩm cung Lạc thần phi, đánh đâu thắng đó, phong độ chiến thần. Phong Phi Vân quan sát dấu vết chiến đấu xung quanh, hiển nhiên người Bắc Minh Việt mới tấn công đến Tẩm cung không lâu. Tu vi đám tu sĩ này không quá mạnh, kẻ mạnh nhất là nửa bước cự phách. Bọn họ vội vàng tập kết, nếu không có chuyện quan trọng thì không thể nào vắng mặt nửa bước cự phách được. Long thần nhai đã vào Tẩm cung, tu sĩ canh giữ bên ngoài do bốn nửa bước cự phách Bắc Minh Việt dẫn đầu. Bắc Minh Khiếu cười dài. Thần vương đại nhân cũng xông đến, dù liên lụy cửu tộc thì phong gia các ngươi cũng khó thoát tội. Bắc Minh Khiếu là một vị thái thượng trưởng lão của Bắc Minh gia tộc, nhìn như trung niên nhưng thật ra đã tu luyện 430 năm. Miệng Bắc Minh Khiếu gọi Phong Phi Vân là thần vương đại nhân nhưng không chút xem trọng hai chữ thần vương, dù sao Phong Phi Vân quá trẻ. Khi Bắc Minh Khiếu tung hoành thiên hạ thì Phong Phi Vân chưa sinh ra, tiểu bối lông mới nhú dù có tư chất xuất chúng vẫn chỉ là tiểu bối. Phong Phi Vân gật đầu cười nói. Dẻo mồm lắm, tài đổi trắng thay đen rất giỏi. Các ngươi nên biết tùy tấn đế bế quan không quan tâm chuyện giành nghĩa vàng, nhưng nếu các ngươi làm quá cũng sẽ bị trừng phạt. Xông Tẩm cung, ép buộc thần phi nương nương. Chuyện như vậy nếu truyền đến hánh địa thì các ngươi không ai chịu nổi. Một nửa bước cự phách khác của Bắc Minh Việt đứng trên cung tường đổ, hai tay chắp sau lưng, trên đầu có dòng khí màu xanh xoay tròn. Chuyện này không cần thần vương đại nhân lo lắng. Đầu tiên, thần vương đại nhân đã biết nhiều chuyện như vậy chẳng lẽ cho rằng có thể an toàn rút lui sao? Thứ hai, thái tử lên ngôi là tấn đế mới, người mặc cửu ngũ long bào, tay nắm khí vạn thiên hạ, khi đó sẽ do thái tử điện hạ quyết định. Thứ ba, Bắc Minh Việt chúng ta đã truyền thừa vạn năm, nội tình cực kỳ khổng lồ, không yếu hơn hoàng tộc. Tấn đế muốn đụng vào Bắc Minh Việt cũng phải suy nghĩ kỹ. Phong Phi Vân, người còn rất non, nhiều thứ không đơn giản như mặt ngoài đã thấy. Thế lực, nội tình của Bắc Minh Việt rất khổng lồ, thâm căn cố đế trong thần tấn vương triều. Phong Phi Vân sớm hiểu biết điều này, hoàng tộc đề phòng Bắc Minh Việt, muốn đối phó những thế gia môn Việt nhưng mãi không có cơ hội thích hợp. Lần này, bầy long nuốt trời, hoàng tộc đổi cũ thay mới là để đối phó bốn môn Việt, suy yếu thế lực của họ. Tấn đế giao rắc rối này cho La Phù công chúa, cũng thử thách nàng có thể ngồi vững trên ngai tấn đế không. Phong Phi Vân giơ đao đứng thẳng, cười nói. Nếu vậy thì không còn gì để nói, hôm nay ta quyết xông vào Tẩm cung thần phi, để xem các ngươi có ngăn ta được không. Phong Phi Vân biến thành bóng trắng như hồn ma, giây lát lao tới trăm trượng, áp sát Tẩm cung. Mười lão nhân Bắc Minh Việt đã chờ ở cổng Tẩm cung kết thành trận pháp to lớn. Chỉ tính trận bàn đã dài 10 thước lơ lửng giữa không trung. Ngay khi Phong Phi Vân xông tới, trận pháp đè xuống. Ầm 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 ầm. Trong trận pháp khảm 81 linh thạch cung cấp năng lượng bất tận, mấy trăm tia chớp màu tím thô cỡ cánh tay bắn ra, phát ra tiếng sấm kinh thiên động địa. Mười lão nhân này là đại sư trận pháp tu vi cao sâu, bài bố trận pháp rất siêu. Sấm sét làm dưới đất trào lên suối dung nham. Phong Phi Vân cầm thiên tủy binh đảm nâng tụ thành màn sáng kim loại màu trắng bao phủ toàn thân. Các tia chớp giáng vào màn sáng kim loại trắng, tự động dung nhập vào, bị chuyển xuống lòng đất đánh bật dung nham tuôn trào, văng khắp nơi. Mười lão nhân nhanh chóng lùi lại nhưng vẫn bị dung nham dính vào y phục, có ba lão nhân tay áo bị đốt một khúc thành tro. Tiểu tử này quá giỏi, trận pháp đó có thể giết nửa bước cự phách nhưng không tổn thương hắn một ly. Chẳng lẽ tu vi của Phong Phi Vân ngang ngửa với nửa bước cự phách? Hừ, có thể xông vào đây chắc đã thoát khỏi tay Trác La, có chút bản lĩnh. Bắc Minh Khiếu đứng dưới cung tường đổ, cách hơn 20 bước nhưng gã không công kích. Đại nhân vật nửa bước cự phách như Bắc Minh Khiếu, lại còn là đệ tử trực hệ của Bắc Minh Việt, gã khinh thường đánh nhau với tu sĩ trẻ, đây là làm nhục thân phận của mình. Bắc Minh Khiếu nhắc Trác La là người áo xám nửa bước cự phách sơ kỳ. Bắc Minh Khiếu cho rằng Phong Phi Vân trốn khỏi tay Trác La mới đến Tẩm cung, gã không tin tuổi tác, tu vi của hắn có thể giết được thái thượng trưởng lão tà đạo. Một nửa bước cự phách Bắc Minh Việt mở miệng nói. Hắn dám một mình xông vào đây là ỉm cái chết, nếu chúng ta chặt đầu hắn xuống tin tưởng thái tử điện hạ, Việt chủ sẽ trọng thưởng hậu hĩnh. Một số tu sĩ Bắc Minh Việt nghe câu đó liền động tâm. Nếu giết Phong Phi Vân là công lớn, rất có thể được thưởng cho tu luyện trong bí cảnh gia tộc 10 năm. Một nam nhân gầy gò lao ra ngoài. Ta lấy mạng hắn,
nam nhân đến cảnh giới thiên mệnh đệ ngũ trọng, tử phủ trung cung mở ra, một khúc mâu gãy bay ra. Mâu cỡ một thước, loang lổ rỉ sét, nhưng mặt cắt bóng loáng, có ánh sáng tựa phù văn di chuyển. Đây là tàn binh linh khí nhị phẩm, mặc dù bị bẻ gãy nhưng có linh y tin, trận pháp. Trải qua Bắc Minh Mộc Lâm sửa chữa 200 năm, tàn mâu này đã phục hồi 3 phần uy lực, ngang ngửa với linh khí nhất phẩm. Cây mâu gãy này là chiến binh mạnh nhất của Bắc Minh Mộc Lâm, hoàn toàn kích phát uy lực linh khí trong mâu, có lực lượng phô thiên cái địa bộc phát chấn sập cung tường, đất đai nứt toác mảng lớn. Phong Phi Vân đang ngăn cản 10 lão nhân đánh ra trận pháp chợt cảm giác sau lưng có uy lực linh khí ập đến. Phong Phi Vân cau mày, ngón tay bắn ra tia sáng đen, là một chiếc nhẫn. Ầm, uy lực linh khí càng cường đại hơn kích phát chấn vỡ khúc mâu thành mấy mảnh bay ngược về cắm vào người Bắc Minh Mộc Lâm. Phập, phập, phập. Bắc Minh Mộc Lâm thấy sức chiến đấu của Phong Phi Vân quá đáng sợ, gã chưa kịp phản ứng thì cơ thể bị ba khúc mâu gãy đâm trúng thủng ba lỗ máu to. Bắc Minh Mộc Lâm bị đóng đinh trên cung tường màu vàng, máu cơ hỉ dọc theo cung tường xuống tụ thành suối nhỏ. Đáng giận, Phong Phi Vân nắm giữ một linh khí tam phẩm. Mắt Bắc Minh khiếu lóe tia tham lam, đó là linh khí tam phẩm, báu vật vô giá. Tuy Bắc Minh khiếu là nửa bước cự phách nhưng gã chưa có linh khí, dù sao Bắc Minh Việt có quá nhiều cao thủ mà linh khí thì rất thưa tớt. Bắc Minh khiếu không có tư cách được một linh khí, đừng nói TMF hầm, dù là nhất phẩm cũng không có. Linh khí tàn phá trong tay Bắc Minh Mộc Lâm đã làm Bắc Minh khiếu thèm thuồng chứ nói gì Phong Phi Vân lộ ra linh khí tam phẩm. Phong Phi Vân tiến vào đế cung, xông thẳng tới tẩm cung thần phi tốn thời gian gần 10 phút. Lúc này bên ngoài đế cung gió nổi mây phun. La Phù công chúa trước tiên nhận được ngọc phi phù của Phong Phi Vân. La Phù công chúa vốn đang xem cuộc chiến dưới chiến đài, sau khi đọc xong ngọc phi phù thì biến sắc mặt, mang theo đám tu sĩ, quan viên bước nhanh đi Thiên Vũ Điện. La Phù công chúa một mình vào Thiên Vũ Điện, bước chân rất nhanh, một bước đi ra 10 trượng. Mẫu hậu, việc lớn không tốt. Hoa thần phi ngồi trên phượng ỷ màu vàng, mắt khép hờ đang tập trung tĩnh tọa. Hoa thần phi chậm rãi mở mắt ra, lạnh nhạt nói. Đã dạy ngươi bao nhiêu lần, gặp chuyện không được hoảng hốt. Có chuyện gì? La Phù công chúa ném ngọc phi phù ra, ngọc phi phù bay vào bàn tay trắng nõn nà của hoa thần phi. Hoa thần phi xem xong nội dung trong ngọc phi phù cũng biến sắc mặt, đứng bất dậy. Hoa thần phi lẩm bẩm, đến nhanh thật. Mắt hoa thần phi lóe tia sốt ruột, nàng suy nghĩ nhiều điều nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Hoa thần phi nói, người định làm sao? La Phù công chúa đã trưởng thành, là lúc nàng tự mình quyết định. La Phù công chúa dứt khoát nói, dốc sức ra tay, vũ lực giành quyền. Vậy ngươi cứ làm thoải mái đi. Mắt hoa thần phi lóe tia sáng nhìn sâu trong hậu cung, đột nhiên biến mất tại chỗ. Ngay sau đó hoa thần phi xuất hiện bên ngoài đế cung, lao nhanh vào hậu cung. La Phù công chúa đứng trong Thiên Vũ Điện, liên tục ra 10 mệnh lệnh điều binh khiển tướng, bình tĩnh vững vàng. Trong thần đô xảy ra biến cố, nhiều nơi đánh nhau, nhất là 9 thần môn ngoài thành bị cướp quyền trước tiên. 9 thần môn mở rộng, 9 vị thống lĩnh toàn bộ đổi chủ. Bên ngoài thần đô mỗi một tòa trọng trấn có 8.000 vạn thần võ quân trú đóng, đột nhiên trọng trấn vang téng chống rung trời chấn động 800 dặm. Thần võ quân nhanh chóng tập kết, vũ khí sáng choang rầm rộ lao hướng thần đô. Mọi chuyện xảy ra trong mấy phút, rất nhanh, như thể tất cả đã sắp đặt sẵn chỉ chờ có người ra lệnh một tiếng là thùng thuốc nổ thần đô sẽ bị đốt, nổ tung ánh sáng huyễn lệ. Trong đế cung tiếng chiến đấu không dứt. Bắc Minh Khiếu là cảnh giới nửa bước cự phách sơ kỳ. Nhưng sức chiến đấu mạnh hơn Trác La. Bởi vì Bắc Minh Khiếu là tài tuấn nghịch thiên, năng lực lĩnh ngộ thiên đạo càng mạnh, thể chất ưu tú hơn. Bắc Minh Khiếu vỗ trưởng kèm theo khí lạnh, bông tuyết kéo dài dưới đất chạy thẳng tới chân Phong Phi Vân. Đây là Bắc Minh thần công, thần thông chấn tộc Bắc Minh Việt. Nửa bước cự phách ra tay không đơn giản, dù không sử dụng linh khí, chỉ đơn giản là một thuật pháp cũng đủ nghiền nát một góc tòa thành. Phong Phi Vân chủ động nghênh chiến. Nếu ngươi muốn có linh khí tam phẩm này đến vậy thì ta sẽ cho ngươi. Chiếc nhẫn miểu quỷ lơ lửng trong lòng bàn tay Phong Phi Vân tỏa ánh sáng đen to lớn như áng mây. Uy lực linh khí tam phẩm bộc phát, chỉ dư âm toát ra đã đâm thủng ba tu sĩ Bắc Minh Việt, ngực thủng một lỗ to cỡ đầu người. Ba tu sĩ Bắc Minh Việt té xuống đất. Bắc Minh Khiếu ở trung tâm linh khí càng chịu lực lượng khổng lồ hơn, cơ thể như bị vạn ngọn núi đè đầu.
Bắc Minh Khiếu đánh ra Bắc Minh Thần Công bị đẩy về, xông ngược vào đan điền. Bắc Minh Khiếu hộc búng máu. Tại sao cường đại như vậy? Vẻ mặt Bắc Minh Khiếu tràn ngập khó tin. Dù Phong Phi Vân nắm giữ linh khí tam phẩm nhưng Bắc Minh Khiếu có tu vi nửa bước cự phách, sao có thể bị một tiểu bối đánh hộc máu? Bắc Minh Khiếu tu hành 400 năm chẳng lẽ không bằng tu vi người ta mấy trăm năm? Ba cường giả Bắc Minh Việt đẳng cấp nửa bước cự phách nhận ra tình hình không ổn. Phong Phi Vân cường đại vượt sức tưởng tượng của bọn họ, cộng thêm linh khí tam phẩm trong tay hắn, cao thủ nửa bước cự phách bình thường chưa hắc đấu lại. Không tha cho tiểu tử này được, mới 20 tuổi đã đánh lại nửa bước cự phách. Nếu cho tiểu tử này thêm mấy năm, dù là nửa bước cự phách cũng phải lùi bước trước mặt hắn. Một móng vuốt đen to lớn đè xuống, lông đen dài 7-8 thước, móng tay như lưỡi dao mũi kiếm. Growl. Bắc Minh Dậu Dương cưỡi con mèo ba đầu màu đen khổng lồ lao ra. Con mèo to có ba cái đầu, cao hơn 20 thước, đã tu luyện hơn 900, sắp vào cảnh giới linh thú. Con mèo ba đầu này là thượng cổ dị chủng, thân thể biến to biến nhỏ. Lúc không chiến đấu nó cỡ bàn tay, ngoan ngoãn đáng yêu. Lúc chiến đấu mèo ta bê đầu ngang ngửa với một cổ thú hoang dã. Dị thú chiến hồn gầm giống trong người Phong Phi Vân, vô số chiến hồn hiện ra trên lưng hắn, chảy vào thiên tủy binh đảm. Nhát đao chém ra, lực lượng siêu hung mãnh chặt móng vuốt mèo to ba đầu, miệng vết thương dài ba thước, vòi máu phun ra. Mèo to ba đầu gào rú thê thảm. Mèo. Tiếng rú như quỷ khóc làm người nổi da gà, mèo to ba đầu lại gầm giống xông lên. Hai nửa bước cự phách khác lao lên tấn công, ai cũng không tầm thường. Hai nửa bước cự phách đánh ra một chiêu cấm pháp biến thành hai ngọn núi cao đè đầu Phong Phi Vân. Ầm 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 ầm. Phong Phi Vân vung hai nắm đấm đánh nát hai ngọn núi, thụt lùi ra sau. Lúc này một đám tu sĩ Bắc Minh Việt đánh ra đợt công kích, nhiều sấm sét chém hướng Phong Phi Vân. Chân Phong Phi Vân đạp luân hồi tật tốc bay ra ngoài, vị trí hắn vừa đứng bị đánh thủng một cái hố to, bên trong bốc khói đen, tia chớp xuyên toa. Đám tu sĩ Bắc Minh Việt không hiền gì, bọn họ phản ứng lại, biết Phong Phi Vân không dễ chọc nên dốc sức công kích bất ngờ. Phong Phi Vân đúng là mạnh nhưng bị hạn chế tu vi, tối đa chống lại một nửa bước cự phách là cùng. Nhưng Bắc Minh Việt có bốn nửa bước cự phách, mấy chục tu sĩ tu vi không tầm thường. Bọn họ kéo nhau vây công làm Phong Phi Vân dựa vào luân hồi tật tốc tránh né. Phong Phi Vân, ngươi nghĩ ngươi là cự phách sao? Dám đơn độc một mình xông vào đây, đúng là tìm chết. Bắc Minh Dậu Dương cưỡi trên mèo to ba đầu màu đen xông tới trước mắt Phong Phi Vân. Bắc Minh Dậu Dương đánh ra thần thông thô cỡ cây cột suýt đụng trúng người Phong Phi Vân. Phong Phi Vân dùng luân hồi tật tốc né qua nhưng vai bốc khói, bị thần thông thuật pháp đánh trúng. Nếu không có bao tay chiến khải màu vàng thì Phong Phi Vân đã bị thương. Không phải nửa bước cự phách nhưng đủ giết ngươi. Mắt Phong Phi Vân bắn ra hai hỏa quang đỏ rực, hai con phượng hoàng to bay hướng Bắc Minh Dậu Dương. Ầm. Hai ảo ảnh phượng hoàng bị móng vuốt mèo dài 7-8 thước rạch nát, nổ hai đoàn sáng chói mắt. Phong Phi Vân như hồn ma dễ dàng xuyên qua hỏa quang, giơ thiên tủy binh đảm chém xuống đầu Bắc Minh Dậu Dương. Ầm. Cùng lúc đó, Phong Phi Vân lấy ra vũ hóa đài trong đan điền tử phủ, một tòa thánh bia màu đen to lớn bay ra đè lưng mèo to ba đầu. Con mèo già có tu vi hơn 900 năm bị đè gào thét inh ỏi. Mèo mèo. Thiên tủy binh đảm xẹt qua cổ Bắc Minh Dậu Dương trong đường tơ kẽ tóc, kéo một lỗ máu hình cung, sâu nửa tấc. Nếu Bắc Minh Dậu Dương không né nhanh thì nhát đao kia đã chặt cổ gã. Bắc Minh Dậu Dương sờ cổ mình, lòng thầm run sợ. Bắc Minh Dậu Dương vội điều khiển mèo đen thụt lùi. Bắc Minh Dậu Dương sơ sẩy xông tới trước mặt Phong Phi Vân là quyết định sai lầm. Muốn đi, đã muộn. Vũ hóa đài đè lưng mèo to ba đầu bỗng bay lên, 10 ám bóng người dùng ANS trên đài phát ra thiên đạo kỳ âm chấn áp đỉnh đầu Bắc Minh Dậu Dương. 18 bóng người thấp thoáng, lực lượng ngày càng mạnh mẽ. Ầm, vang tiếng ngã xuống đất. Mèo to ba đầu dài 20 thước không chịu nổi áp lực cường đại bị đè xuống đất. Bắc Minh Dậu Dương té lăn quay. Bùm! Bắc Minh Dậu Dương muốn bay lên nhưng áp lực từ phần ngực đè chặt gã. Phong Phi Vân đạp ngực Bắc Minh Dậu Dương, tiếng xương gãy vụn, chân hắn lún sâu vào ngực gã. Bây giờ ngươi đã biết là ai tự tìm chết chưa? Phong Phi Vân ra tay vô tình, lúc này nếu hắn có chút lòng lương thiện thì sẽ chết vào tay đám người Bắc Minh Việt. Chân Phong Phi Vân giẫm nát trái tim Bắc Minh Dậu Dương.
Giày Phong Phi Vân bị máu nhuộm đỏ, hắn rút chân khỏi ngực Bắc Minh Dậu Dương, mũi giày nhỏ máu đỏ. Một vị nửa bước cự phách đã chết, chết trong tay Phong Phi Vân. Phong Phi Vân không chút dừng lại, tiếp tục chạy nhanh vào Tẩm Cung Thần Phi. 10 lão nhân ngưng tụ trận pháp lại ngăn cản Phong Phi Vân, bọn họ liên tục khắc 7 trận pháp có thể nhốt nửa bước cự phách. Chơi trận pháp với ta, các ngươi còn non. Chân Phong Phi Vân đạp trận pháp như dẫm vào mặt hồ sinh ra gợn sóng nhưng không kích phát trận pháp. Phong Phi Vân vượt qua trận pháp thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ bảy, 10 lão nhân biểu tình kinh hoàng, bọn họ cực khổ vất vả khắc trận pháp nhưng không ảnh hưởng đến Phong Phi Vân chút nào, hắn như vào trốn không người. Cút ra đây! Phong Phi Vân đạp qua trận văn thứ bảy, phất tay áo. Thiên tủy binh đảm biến thành hàng ngàn kiếm nhỏ cỡ bàn tay mưa kiếm đầy trời đâm thủng 10 lão nhân. Cơ thể bọn họ thủng lỗ chỗ, té trong vũng máu. Các tu sĩ Bắc Minh phiệt đuổi theo sau lưng Phong Phi Vân không bỏ nhưng bị 7 trận pháp chặn lại, đang bận phá trận. Phong Phi Vân nhanh như chớp xông vào Tẩm Cung Lạc Thần Phi, đá cửa bật mở. Phong Phi Vân nhìn cảnh tượng bên trong, con người co rút. Tẩm Cung Thần Phi trừ Tấn Đế ra không nên có nam nhân bình thường thứ ai xâm nhập, dù có cũng là thái giam. Đây là luật thép của đế cung, hoàng tử, thái tử cũng không thể xâm phạm. Đây là một tòa hương duy, cổng khắc bằng ngọc thạch, cột to 10 người không ôm hết, vách tường đúc bằng kim đồng, mái ngói là thủy tinh lưu ly. Chỉ có 4 thần phi mới ở trong chỗ hao lệ vàng son như thế, có cao thủ đại nội bảo vệ. Nhưng các cao thủ đại nội đã chết. Trong tẩm cung có ột đỉnh thanh đồng cao cỡ nửa người, bên trong đốt hương lan trắng, mùi thơm cao quý nhất. Nhưng mùi hương không thể che đi mùi máu gai mũi. Phong Phi Vân đứng ngoài cửa, con người co rút. Một nữ nhân khuynh quốc khuynh thành ngã trong vũng máu, ngực cắm một thanh thiết kiếm. Thiết kiếm từ sau lưng đâm vào người, máu nhuộm tuyết phượng vân bào trên người nàng đỏ rực. Đây là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, dù nàng chết vẫn động lại trang nhã, xinh đẹp mà dong chi tục phấn không thể sánh bằng. Nàng là Lạc Thần Phi, có sắc đẹp và địa vị cao. Lạc Thần Phi không có quyền lợi tham gia vào cuộc tranh quyền nhưng vẫn chết vì đấu tranh quyền lực. Chỉ trách Lạc Thần Phi lắm miệng. Nếu nàng không nói bí mật chiếu thư cho gia chủ Lạc gia thì tin tức sẽ không lộ ra ngoài, vậy nàng sẽ không chết. Cho nên một nữ nhân dù đẹp cỡ nào, có quyền thế bao nhiêu, mạnh cách mấy, nếu nhiều chuyện quá là tự đâm đầu vào chỗ chết. Họa từ miệng mà ra, ai đều hiểu đạo lý này nhưng ít người thật sự giữ được bí mật. Miệng nữ nhân là nhiều chuyện nhất, đừng mơ bọn họ giữ được bí mật nào. Chẳng lẽ là thái tử ra tay giết Lạc Thần Phi? Sai. Long thần nhai mặt xanh mét ngồi trong tẩm cung, khắp nơi bị lật tung lên, ngọc thạch dưới đất cũng bị tốc lên, ghế nằm gỗ bị đập nát nhưng không tìm được thứ long thần nhai muốn. Một lão thái giám đứng bên cạnh long thần nhai, vóc dáng gầy gò, lông mày màu trắng dài một thước gần như che con mắt. Tuy lão thái giám đã gần đất xa trời nhưng cho cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Khí lạnh âm trầm trên người lão thái giám có thể đông lại áng mây chân trời. Có lão thái giám canh giữ bên cạnh. Không ai đến gần long thần nhai được. Đây là một trong 5 tổng quản thái giám đế cung, tổng quản Bắc cung. Thấy Phong Phi Vân đứng trước cửa, long thần nhai ngồi yên trên ghế, khí độ siêu phàm. Long thần nhai liếc Phong Phi Vân một cái rồi thu về tầm mắt, nói. Phong Phi Vân, ngươi đến muộn một bước. Phong Phi Vân phát hiện hơi thở nguy hiểm từ người lão thái giám, hắn không vào phòng. Phong Phi Vân lạnh lùng cười. Ngươi cũng đã đến muộn. Đại Thiên Vương. Rõ ràng Lạc Thần Phi không chết trong tay Long Thần Nhai, gã đến muộn một bước, không được chiếu thư, cửu ngũ Long Bào. Nếu không Long Thần Nhai sớm cầm chiếu thư, cửu ngũ Long Bào rời khỏi đây từ lâu. Sắc mặt Long Thần Nhai càng âm trầm, 5 ngón tay bấu tay vịn ghế lún sâu. Long Thần Nhai liều mạng xông vào Tẩm Cung Thần Phi, mắt thấy ngôi Tấn Đế gần ngay trước mắt lại phát hiện bị người nhanh chân hơn, cục tức làm gã suýt hộc máu. Long Thần Nhai nói. Hừ, tuy ta đến uộn nhưng biết là ai lấy 2 thứ đó đi. Phong Phi Vân nhìn xác chết Lạc Thần Phi, ánh mắt nghiêm túc hơn. Phong Phi Vân lờ mờ đoán được đó là ai. Tuy tính cách Long Thần Nhai hơi yếu hèn nhưng gã là một thiên tài ý chí siêu phàm. Long Thần Nhai nói, tu vi Lạc Thần Phi đã đến cảnh giới cự phách thiên mệnh đệ thất trọng, nhưng trên người Lạc Thần Phi chỉ có một nhát kiếm chí mạng nói lên nàng bị giết trong tình huống không cảnh giác. Nếu tu vi của Lạc Thần Phi không cao thì Tấn Đế đã chẳng giao chiếu thư,
cửu ngũ long bảo CSO2E bảo quản. Long thần nhai tiếp tục bảo. Nghĩa là người giết Lạc Thần Phi hoặc rất gần gũi với nàng, hoặc tu vi cao hơn nàng rất nhiều. Còn tình huống thứ ba là người đó mặc ẩn tàm xa la, lẻn vào sau lưng Lạc Thần Phi, đột nhiên tấn công, một chiêu chí mạng. Đầu tiên, người gần gũi với Lạc Thần Phi có tu vi yếu hơn nàng nhiều, dù đánh lén cũng không thể lấy mạng trong một chiêu. Thứ hai, nếu có siêu cao thủ lẻn vào đế cung thì không cần đâm sau ưng, trực tiếp trấn áp Lạc Thần Phi là có thể tra hỏi chỗ giấu hai thứ đó. Không cần lục tìm khắp nơi trong tẩm cung. Cho nên chỉ có một tình huống, người cướp hai thứ đó đã mặc ẩn tàm xa la, nàng là đệ nhất mỹ nhân thiên hạ, Nam Cung Hồng Nhan. Phong Phi Vân im lặng, kết quả Long Thần Nhai phân tích rất giống hắn, người ra tay chắc chắn là Hồng Nhan Nhi. Nam Cung Hồng Nhan lấy cửu ngũ long bào vì gom đủ năm thần y, nàng lấy chiếu thư rất có thể là vì Phong Phi Vân. Phong Phi Vân thầm lo lắng cho Nam Cung Hồng Nhan. Rốt cuộc nàng vẫn không nghe lời ta, không rời xa thần đô, lẫn vào dòng nước đục này. Tuy Nam Cung Hồng Nhan có hồng loan hỏa thường, ẩn tàm xa la trên người, dù là cự phách cũng không làm gì được nàng. Nhưng tu vi của Nam Cung Hồng Nhan rất thấp, trong thần đô gió mây tụ tập, thường xuất hiện người có tu vi cao hơn cự phách. Nếu những người đó ra tay, dù Nam Cung Hồng Nhan mặc ẩn tàm xa la cũng sẽ bị phát hiện. Vì chiếu thư, cửu ngũ long bào, nhiều thế lực lớn sẽ liều mạng điên cuồng. Trong sóng chiều đó, bản thân Phong Phi Vân không chắc mình có thể sống rời khỏi thần đô không, huống chi Nam Cung Hồng Nhan lấy cả hai. Nam Cung Hồng Nhan không lấy hai báu vật mà là hai tai họa, sẽ vời đến sát kiếp vô cùng cho nàng. Chắc nàng luôn ở bên cạnh ta, chưa từng đi xa. Nên trong xa liễn, ta và Long Thanh Dương đối thoại bị nàng nghe thấy, nàng biết chiếu thư, cửu ngũ long bào nằm trong tay Lạc Thần Phi. Nàng như cái bóng đi theo ta, lúc ta khát thì tặng ly trà. Dù ta ôm Kỷ Linh Xuân vào lòng, vùi nàng vào mộ thì nàng vẫn chỉ đứng yên một bên. Nàng đón gió tuyết rét lạnh, chưa từng rời xa. Nàng sợ bị ta trách móc nên không lộ mặt ra, chỉ mặc xa la mỏng manh yên lặng canh giữ, như cái bóng vô hình. Thích một người là ở trong bóng tối yên lặng nhìn người đó. Phong Phi Vân không kịp chờ, trong lòng nổi lên bất an. Phong Phi Vân trực giác sắp xảy ra chuyện hắn không ngờ tới, hắn phải nhanh chóng tìm ra Nam Cung Hồng Nhan. Ở trong lòng Phong Phi Vân dù có 10 thần tấn vương triều cũng không quan trọng bằng một Nam Cung Hồng Nhan. Nếu Nam Cung Hồng Nhan xảy ra chuyện không may thì Phong Phi Vân sẽ đau khổ suốt đời. Thích một người là thích tất cả của người đó, bao dung khuyết điểm của nàng. Dù Nam Cung Hồng Nhan ra tay tàn nhẫn, tâm kế thâm sâu. Nhưng tấm lòng Nam Cung Hồng Nhan đối với Phong Phi Vân rất thuần khiết. Nàng sông hang hổ vì hắn, dù chảy máu, chết không hối tiếc. Có Hồng Nhan chi kỷ như thế đời còn gì tiếc nuối. Quá đủ để Phong Phi Vân liều mạng vì Nam Cung Hồng Nhan. Nam Cung Hồng Nhan, ngươi cảm thấy có thể đi ra được sao? Khóe môi Long Thần Nhai cong lên độc ác nói. Hậu cung hỗn loạn, tẩm cung thần phi bị hủy, thần phi nương nương chết. Những sự kiện này phải có người gánh vác, nếu không phải vì chờ ngươi thì ta sớm đuổi theo giết Nam Cung Hồng Nhan. Phong Phi Vân cảm giác khí thế mạnh mẽ tỏa định làm hắn không thể nhúc nhích. Phong Phi Vân dục dịch một chút là sẽ hứng lấy công kích sấm sét. Ngươi muốn giá họa mọi thứ lên đầu ta. Long Thần Nhai cười nói. Phong Phi Vân địa nghịch bát đạo, mạnh mẽ xông vào hậu cung muốn làm nhục Lạc Thần Phi nương nương nhưng không thành công, vì vậy ra tay giết nương nương. Bản thái tử đánh chết ác đồ cầm thú không bằng tại chỗ để răn đe. Ngươi đoán xem nếu ta nâng xác ngươi ra ngoài. Công bố kết quả này cho thiên hạ thì mọi người có tin không? Tổng quản Bắc Cung cười âm hiểm. Với cá tính của Phong Phi Vân tất cả có thể làm được chuyện này. Phong Phi Vân bật cười, mắt tràn ngập tà khí. Phong Phi Vân cười nói. Đương nhiên ta có thể làm ra chuyện này, nếu đối tượng là Bắc Minh Thần Phi thì ta sẽ càng bạo lực hơn. Bắc Minh Thần Phi là mẫu hậu của Long Thần Nhai, Phong Phi Vân nói câu đó là đang gián tiếp chửi gã. Long Thần Nhai nghiến răng. Muốn chết. Long Thần Nhai ra lệnh, Tổng quản Bắc Cung đứng bên cạnh gã hành động. Tổng quản Bắc Cung đánh ra trưởng ấn, khí lạnh khiếp người đông vỡ cửa bằng ngọc thạch. Khối băng lan tràn dưới đất, phủ lên lớp dày như muốn đóng băng mọi thứ trên đời. Đối phương ra tay quá nhanh, Phong Phi Vân bị Tổng quản Bắc Cung tỏa định nên không có cơ hội tránh né. Đành cứng rắn đỡ. Phong Phi Vân điều động 9.998 dị thú chiến hồn. Tất cả tràn ngập trên đôi tay hắn.
Cánh tay Phong Phi Vân thô gấp đôi, tràn đầy thú văn. Phong Phi Vân hú dài, hai đấm đánh ra. Ầm. Phong Phi Vân như đánh vào ngọn núi thần, đôi tay truyền đến chấn động mạnh mẽ. Người Phong Phi Vân rung lạnh, hắn như sợi bông bị thổi bay, nội tạng lệch đi, ngực cực kỳ đau đớn. Đây là sức mạnh đẳng cấp cự phách. Tu vi của Tổng quản Bắc Cung vô cùng đáng sợ, hèn gì Long Thần Nhai không hề sợ hãi. Có cường giả như thế bảo vệ đủ bóp chết Phong Phi Vân. Bên ngoài vang tiếng trận pháp vỡ, mấy chục tu sĩ Bắc Minh Việt xông vào Tẩm Cung Thần Phi. Ba nửa bước cự phách dẫn đầu đoàn người, khí thế như ba chiến long công phá bảy trận pháp, xung phong vào Tẩm Cung Thần Phi. Vô số tiếng gió rít vang bên tai. Trong đế cung có rất nhiều cao thủ bảo vệ, trong đó không thiếu cường giả đẳng cấp cự phách, nhưng những người này núp trong bóng tối không dám ra tay. Dù sao đây là cuộc chiến ngai vàng, khó giúp phe nào. Nếu tùy tiện ra tay giúp sai người thì hậu quả là cái chết. Bọn họ chỉ có thể khư khư bảo vệ mình, yên lặng theo dõi kỳ biến. Thần vương, công chúa hay thái tử cứ để bọn họ đánh nhau đổ máu, còn bọn họ tốt nhất trung lập không đắc tội ai. Không thể ở lại nữa, bị bọn họ vây công thì chỉ có thể chờ chết. Phong Phi Vân bay vọt lên, hắn định phá tan Chu Thiên trận màn trời, nhanh chóng trốn khỏi đế cung. Ầm, vách tường Tẩm Cung bị đụng sập. Tổng quản Bắc Cung bay ra Tẩm Cung, hai hàng lông mày trắng, tóc trắng tỏa ánh sáng trắng. Mỗi sợi như thần tàm ti biến dài vạn trượng tựa hai thiên hà trắng luốn lượn quấn quanh Phong Phi Vân. Hai chân mày của Tổng quản Bắc Cung dài vạn trượng, trong suốt lấp lánh ngưng tụ xương lạnh. Cự phách tùy ý vung tay đều có lực lượng kinh thiên động địa, như thần linh đánh ra thần thông vô thượng đè ép người ngộp thở. Phong Phi Vân buộc phải bay về lại, nếu không sẽ bị hai hàng chân mày trắng của Tổng quản Bắc Cung xiết cổ. Xẹt 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 xẹt. Ba nửa bước cự phách Bắc Minh Việt xung phong, lệ khí khiếp người, khí thế như ba thanh kiếm chọc trời chặn đường Phong Phi Vân đi. Phương xa có mấy chục tu sĩ chiếm mấy chục hướng, ai nấy tay bấm thần thông tùy thời hành động. Phong Phi Vân đứng trên đất trống bên ngoài Tẩm Cung Thần Phi, không khí lạnh lẽo, hoa mai nở, cánh hoa bị gió thổi bay. Có cánh hoa rơi vào tóc Phong Phi Vân, có rơi xuống giày hắn. Tuy bị cường địch vây quanh nhưng Phong Phi Vân rất bình tĩnh, lòng tĩnh như mặt hồ không chút gợn sóng. Càng trong hoàn cảnh nguy hiểm Phong Phi Vân càng cần giữ bình tĩnh. Cộp cộp cộp, Long Thần Nhai bước ra Tẩm Cung Thần Phi, gã đứng trên thềm đá ngọc cao cao, sau lưng là cung khuyến to lớn nguy nga. Bộ dáng Long Thần Nhai ung dung, mỉm cười nói. Phong Phi Vân, hôm nay ngươi không trốn ra được. Sau khi ngươi chết ta sẽ bắt Nam Cung Hồng Nhan, lấy chiếu thư, cửu ngũ long bào từ tay nàng, đăng cơ làm tấn đế mới. Nam Cung Hồng Nhan là thần phi của ta, trong hậu cung sẽ có một chỗ cho nàng. Long Thần Nhai muốn chọc giận Phong Phi Vân. Tâm kế, tài trí của Long Thần Nhai thuộc hàng bậc nhất, nếu gã gan dạ hơn, cứng rắn hơn sẽ là một vị vua tuyệt vời. Phong Phi Vân cười nói. Long Thần Nhai, có biết tại sao ngươi không bằng La Phù công chúa không? Nói thật cho ngươi biết, chiếu thư của tấn đế viết tên La Phù công chúa. Phong Phi Vân không biết nội dung chiếu thư, hắn chỉ trả đũa Long Thần Nhai. Sắc mặt Long Thần Nhai âm trầm gào thét. Không thể nào, ta kỳ tài ngút trời, 10 năm trước được sắc phong làm thái tử kế vị, trên chiếu thư phải là tên của ta. Long Thần Nhai càng quan tâm nội dung chiếu thư càng chứng minh gã không tự tin. Phong Phi Vân tiếp tục bảo. Ngươi vốn không bằng La Phù công chúa, đây là sự thực không thể chối cãi. Tấn đế truyền hậu lệnh cho Hoa Thần Phi, tặng bát bộ long liễn cho La Phù công chúa đã nói rõ ý nghĩ của mình. Mắt Long Thần Nhai lúc sáng lúc tối, biểu tình liên tục thay đổi. Long Thần Nhai đột nhiên cười to bảo. Ha 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 ha, nói lung tung, Phong Phi Vân. Ngươi chỉ muốn kéo dài thời gian, chờ người đến cứu phải không? Tiếc rằng ta sẽ không cho ngươi cơ hội này, giết hắn cho ta. Ầm, điện vũ sụp đổ. Một áng thần hà từ trên trời giáng xuống. Hoa Thần Phi đầu đội phượng quan, trang nhã thanh thoát dạp thần hà giáng xuống. Hoa Thần Phi phất tay áo hất bay hai tu sĩ Bắc Minh Phiệt ngoài cùng. Cánh tay ngọc nõn nã vươn ra, bóp nát hai tu sĩ Bắc Minh Phiệt. Hoa Thần Phi tu luyện, Thái Thượng Tẩy Tủy Kinh. Đây là một bộ thần điển tuyệt học, uy lực siêu cường đại, giơ tay nhấc chân có uy lực đập nát thiên địa. Dù gì là thần phi, trước khi gả cho tấn đế là thiên chi kiêu nữ tư chất tuyệt đỉnh, vào hậu cung được muôn vàn yêu thương, hưởng thụ tài nguyên đếm hoài không hết,
được thần vương đích thân chỉ điểm nên tu vi tăng tiến siêu nhanh. Hoa thần phi chạy đến nơi, người phát ra thiên uy vô thượng, đây là thánh khí mẫu nghi thiên hạ buộc đám tu sĩ Bắc Minh Việt thụt lùi. Phong phi vân nhẹ nhõm, rốt cuộc cứu binh chạy tới. Tốt rồi, với tu vi của hoa thần phi thì dù là cự phách như tổng quản Bắc Cung chưa chắc là đối thủ của nàng. Nhưng lúc này một điện vũ cung vàng rát ngọc lơ lửng trên trời bỗng toát ra hàn vân xanh biếc. Trong tầng mây có tay ngọc nõn nà ngăn bước chân hoa thần phi. Điện vũ lơ lửng cách nơi này không xa, khoảng 10 dặm, là tẩm cung của Bắc Minh thần phi. Bắc Minh thần phi mặc trường sam, da trắng như tuyết đứng trên đỉnh điện vũ, tóc dài đen nhánh rũ xuống dài 3, 4 thước bay trong gió. Bắc Minh thần phi quốc sắc thiên hương, tựa như một vị ngọc nữ từ 9 tầng trời giáng xuống. Bàn tay bay múa như cầm ngân hà đánh hướng hoa thần phi. Bắc Minh thần phi là nữ nhi của Bắc Minh Mặc Thủ, từng là đệ nhất mỹ nhân Bắc Minh Việt, kỳ tài ngút trời. Trước khi chưa gả cho tấn đế, Bắc Minh thần phi đã tới cảnh giới nửa bước cự phách. Bắc Minh thần phi ra tay, trời long đất lở, chấn một nửa đế cung rung động. Hoa thần phi khí thế khiếp người lao thẳng lên mây đấp pháp với Bắc Minh thần phi. Hai vị thần phi đánh nhau, mấy phi tử khác chạy tứ tán, không dám xen vào. Trên bầu trời mây sét cuồn cuộn, thỉnh thoảng truyền ra tiếng nổ đi đùng. Hai vị thiên chi kiêu nữ đánh nhau trên bầu trời, uy thế làm hồn người run rẩy. Tuy cùng là thần phi, hầu hạ chung một nam nhân nhưng quan hệ của bọn họ không hòa thuận mà như kẻ thù. Nói đúng hơn là một nam nhân nếu có trên hai nữ nhân, vậy đám nữ nhân sẽ không hòa thuận với nhau. Bọn họ tranh đấu gay gắt, đấu đá chết sống, âm mưu quỷ kế, chỉ muốn đưa nữ nhân khác vào chỗ chết. Huống chi bây giờ liên quan cuộc chiến ngai báu, Hoa Thần Phi và Bắc Minh Thần Phi đánh nhau chết sống rất dữ dội. Phong Phi Vân, có mẫu hậu của ta ra tay, Hoa Thần Phi khó bảo giảm an toàn, ta xem còn ai cứu được ngươi không? Long Thần Nhai rất tin tưởng Bắc Minh Thần Phi, gã biết rõ tu vi của mẫu hậu mình hơn bất cứ ai. Long Thần Nhai vung tay trước mặt. Giết! Ba nửa bước cự phách lao lên ngay, phát động công kích dữ dội nhất. Bắc Minh Khiếu từng chịu thiệt lớn trong tay Phong Phi Vân, gã hận hắn nhất, ra tay độc ác nhất. Bắc Minh Khiếu lấy pháp khí bản mệnh ra, là một thanh chiến kiếm màu đen dài 3 thước, rộng bằng bàn tay, mặt trên có huyễn văn di chuyển, nhìn là biết không phải đúc bằng sắt thường. Vù 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 vù. Chiến kiếm bay ra, tiếng gió như sấm. Bắc Minh Đồng cũng lấy bảo binh ra, là một pháp phương luân ấn màu xanh, to cỡ bánh xe. Pháp phương luân ấn xẹt qua một ngọn núi. Núi đó tan vỡ phát ra tiếng nổ điếc tai. Một nửa bước cự phách khác chủ yếu luyện thể, làn da lóe ánh kim loại bước nhanh tới, cỏ cây trong tẩm cung thần phi bị chấn vỡ thành bột phấn. Ba nửa bước cự phách cùng ra tay, đều dốc hết sức, muốn xóa sổ Phong Phi Vân trong thời gian ngắn nhất. Phong Phi Vân dùng miểu quỷ nửa bước bảo vệ cơ thể, lấy vũ hóa đài, thiên tủy binh đảm ra đánh với ba cự phách. Phong Phi Vân ngưng tụ lực lượng dị thú chiến hồn vỗ ra một trường va chạm thịt xương với cự phách luyện thể, chấn lỗ chân lông trên tay đối phương chảy máu rơi tí tách xuống đất. Tu sĩ bình thường dù có 10 thần niệm cũng không thể một lòng chia ra 10 suy nghĩ, dù làm được phân tâm thành hai cũng không thể phát huy hết lực lượng. Chỉ có cự phách mới tách suy nghĩ ra hai hướng, cùng sử dụng hai linh khí, phát huy hết uy lực của hai linh khí mà không bị ảnh hưởng. Nhưng Phong Phi Vân mới chỉ là thiên mệnh đệ tứ trọng đã có thể phân tâm thành bốn, đánh nhau với ba cự phách và điều động chiếc nhẫn miểu quỷ bảo vệ bản thân. Tổng quản Bắc Cung không ra tay, lão đứng một bên cảnh giác sợ Phong Phi Vân thừa dịp bỏ chạy. Dù sao thân pháp của Phong Phi Vân kỳ lạ, nếu để hắn trốn ra vòng vây thì không cách nào bắt giữ được. Long Thần Nhai rất ghen tị. Phong Phi Vân có thể cùng lúc ngăn ba cự phách công kích, tu vi đáng sợ biết mấy. Chẳng lẽ Phong Phi Vân mạnh hơn cả biểu ca ta đây? Long Thần Nhai cũng được gọi là thiên tài, còn là thiên tài đẳng cấp sử thi nhưng so với Phong Phi Vân thì lu mờ không ánh sáng. Tổng quản Bắc Cung nói. Hắn nhờ có thần thức cực kỳ cường đại, có thể một lòng phân tâm ra bốn, hiếm thấy đương thời. Nếu tính sức chiến đấu chưa chắc thắng được Bắc Minh công tử. Long Thần Nhai sốt ruột nói. Vậy sao ngươi còn không mau ra tay trấn áp hắn, tránh cho đêm dài lắm mộng. Long Thần Nhai quan tâm nhất là chiếu thư, cửu ngũ long bào trong tay Nam Cung Hồng Nhan, gã phải nhanh chóng bắt lại trước khi nàng chạy ra thần đô. Tổng quản Bắc Cung lắc đầu, nói. Căn bản không cần ta ra tay, có ba vị nửa bước cự phách đủ trấn áp Phong Phi Vân rồi.
Tuy Phong Phi Vân có thể một lòng phân tâm ra bốn nhưng tu vi chỉ có thiên mệnh đệ tứ trọng, không đánh lại ba vị nửa bước cự phách. 10 phút nữa sẽ thua ngay. Long thần nhai rắn giọng. Ta không chờ lâu được, bây giờ ngươi đi trấn áp hắn ngay. Ta muốn tự mình dẫm chân Phong Phi Vân. Tổng quản Bắc Cung không biết nên nói cái gì, đành ra tay điều động lực lượng thức tỉnh con rồng bạo lực. Khi Tổng quản Bắc Cung hành động thì Phong Phi Vân cũng nhúc nhích. Ánh sáng hình cung dưới chân Phong Phi Vân nhấp nháy, hắn lướt ngang sang bên phải né công kích của một vị cự phách luyện thể. Phong Phi Vân vận dụng thiên tủy binh đảm, vũ hóa đài, chiếc nhẫn miểu quỷ đổ ập xuống Bắc Minh Khiếu, đánh bay gã đụng ngã một tòa đại điện, thân thể rơi vào phế tích. Bắc Minh Khiếu thua rút lui, vòng vây không còn kín kẽ, hở một lỗ nhỏ. Phong Phi Vân dốc sức vận chuyển luân hồi tật tốc biến thành luồng gió bay ra tẩm cung thần phi. Tổng quản Bắc Cung công kích sau lưng Phong Phi Vân nhưng hắn đỡ được, tiếp tục chạy tới trước. Nếu Tổng quản Bắc Cung không tham gia thì Phong Phi Vân không có hy vọng trốn thoát, sẽ bị lão đuổi về. Nhưng Phong Phi Vân biểu hiện quá bình tĩnh làm Long Thần Nhai nôn nóng, gã nóng nảy thế lạp hái Tổng quản Bắc Cung công kích. Phong Phi Vân chỉ chờ cơ hội này. Tổng quản Bắc Cung vừa ra tay sẽ bị phân tâm, Phong Phi Vân bắt giữ một dây kỳ diệu phá vòng vây chạy ra ngoài. Bên ngoài có một số tu sĩ Bắc Minh Việt muốn ngăn cản bước chân Phong Phi Vân nhưng bị hắn giết ngay chết không kịp ngáp, phơi thây đầy đất. Không biết bây giờ thế cục bên ngoài Hoàng Thành sao rồi. Phong Phi Vân như cơn gió bay trên đỉnh ngàn vạn ngọc điện. Tổng quản Bắc Cung, ba cự phách bám sát theo sau, bị Phong Phi Vân bỏ rơi ngày càng xa đến khuất bóng. Hiện giờ tốc độ của Phong Phi Vân bỏ xa cự phách, miễn hắn thoát khỏi vòng vây thì muốn lại giết hắn là chuyện khó như lên trời. Thần đô xảy ra biến đổi kinh thiên, khó lửa đốt chí ngàn dặm, khắp nơi là đại chiến kinh thiên động địa, khói thuốc súng nồng nặc che lấp mặt trời, tiếng chém giết chấn động mặt đất. Đây đúng là đánh vỡ rồi xây dựng lại. Trong một ngày nghiêng trời lệch đất, thần Tấn Vương triều là hòa bình, quốc thái dân an, ca vũ thăng bình. Nhưng hôm nay máu chảy thành sông, tiếng giết chóc rung trời. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một số tu sĩ đứng trên con đường cổ kính nhìn các chiến xa rầm rập tuôn ra san bằng thành vực, trường thành sụp đổ, nỗi lòng rung động khó tả, cứng người. Trên bầu trời, hai cường giả đỉnh cao đang đấu pháp. Một luồng linh quang bắn ra đè chết mấy tu sĩ dưới đất. Cuộc chiến này đến quá đột ngột, vượt ngoài dự đoán của mọi người. Đây là cuộc chiến quyền lực, đương nhiên có vài thiên môn mạnh mẽ âm thầm ra tay, muốn quấy đục nước, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Tuy rằng có rất nhiều thế lực cường đại muốn hủy diệt thần Tấn Vương Triều để mình thay thế, nhưng người thông minh đều biết căn cơ thần Tấn Vương Triều vẫn rất dồi dào, không thể nào sụp đổ trong một đêm. Mọi người không thật sự giành lấy hoàng quyền mà chỉ kích động chiến loạn, châm lửa góp gió khắp nơi, tiêu hao nội tình thần Tấn Vương Triều. Chỉ cần chiến tranh đánh càng dữ thì bọn họ núp trong bóng tối cười càng vui. Đây là trận chiến quyền lực giữa công chúa với hoàng tử, nhiều người muốn thấy cả hai lưỡng bại câu thương. Tiêu hao căn cơ thần Tấn Vương Triều. Trong Hoàng Thành, cuộc chiến phò mã đã ngừng, các tu sĩ chạy trốn ra ngoài, cảnh tượng hỗn loạn. Đám thiên tài tuấn kiệt được lão nhân hộ đạo đưa ra Hoàng Thành, chạy tới ra thần đô, chỉ muốn cách thần đô càng xa càng tốt. Trật tự thần đô hỗn loạn, trở thành nguồn gốc tai hại. Ở lại thần đô là tìm cái chết, thiên tài không thể chết được. Trong tương lai gần mấy thiên tài trưởng thành sẽ là lực lượng mạnh nhất để hủy diệt thần Tấn Vương Triều. Tu sĩ có tu vi cường đại cách mấy trước biển thần võ quân rầm rộ đều thật nhỏ bé, nếu không trốn thì dù là cự phách cũng sẽ bị thương đâm nát bấy. Tình hình chiến đấu như thế nào? Phong Phi Vân trốn ra đế cung gặp ngay La Phù công chúa, nàng ngồi trong thiên vũ điện, rất là bình tĩnh. Tu sĩ liên tục đưa ngọc phi phù cho La Phù công chúa. Mỗi cách một phút là một ngọc phi phù truyền vào thiên vũ điện báo cáo tình hình chiến đấu. Trước mặt La Phù công chúa hiện bản đồ chiến đấu ánh sáng xanh rộng 18 thước ghi lại địa hình, trận pháp nguyên thần đô. Rất nhiều vùng rất bí ẩn, cửa ải quan trọng đều ghi dấu hiệu đặc biệt. La Phù công chúa ghi lại ngọc phi phù rồi đánh bay ra ngoài, ngọc phi phù thành luồng sáng bay ra thiên vũ điện, lại là một mệnh lệnh được chuyển đi. La Phù công chúa trả lời. Tình hình rất tệ, cáo giả Bắc Minh Mặc Thủ định dùng vũ lực giành quyền, nâng đỡ thái tử kế vị. Trong thần đô có 1/3 thành vực rơi vào vòng kiểm soát của bọn họ. Bắc Minh Mặc Thủ đã có kế hoạch từ trước, rất có thể mấy ngày trước âm thầm điều động lực lượng.
Nếu để bọn họ đánh vào hoàng thành sẽ cưỡng ép cướp quyền long linh thạch, đế tỷ. Có lấy được chiếu thư, cửu mũ long bào không? Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Bị người nhanh chân giành trước, yên tâm, không phải phe thái tử. Sợ là bây giờ thái tử như kiến bò chảo nóng, rất muốn lấy lại hai thứ này. Chiếu thư đại biểu danh chính ngôn thuận, chỉ khi cầm chiếu thư là long thần nhai có thể xưng đế ngay hôm nay. Cửu mũ long bào chính là tượng trưng cho đế hoàng, đại biểu lực lượng tuyệt đối, long thần nhai càng muốn có được nó hơn. Phong Phi Vân nói, đế tỷ, long linh thạch ở đâu? Hay chúng ta đi lây chúng trước, nắm giữ tiên cơ? Phong Phi Vân không cho La Phù công chúa biết chiếu thư, cửu mũ long bào bị Nam Cung Hồng Nhan đánh cắp. Nếu để La Phù công chúa biết chuyện, chắc chắn nàng sẽ lén phái người truy bắt Nam Cung Hồng Nhan. Phong Phi Vân đánh lạc hướng chú ý của La Phù công chúa rời sang Long Linh Thạch, đế tỷ. Long Linh Thạch là một thần thạch chịu tải vận mệnh quốc gia thần Tấn Vương Triều, là thánh vật Vương Triều, liên kết với Long Mạch dưới đất. Nắm giữ Long Linh Thạch là có thể khống chế Long Mạch. Một khi Long Linh Thạch bị phá hủy, hoặc bị người mang ra khỏi thần đô thì Long Mạch dưới lòng đất sẽ mất khống chế, chạy trốn lẻn vào sâu dưới đất. Thần đô mất Long Linh Thạch không còn không thích hợp tu tiên luyện đạo, cũng không xem như thần đô. Bởi vì linh khí mỏng manh, tu sĩ sẽ bỏ đi, nơi này biến thành tòa thành trống. Thần đô phồn hoa hưng thịnh là vì dưới lòng đất có, Long Mạch, Linh Mạch khổng lồ của thần Tấn Vương Triều. Linh khí nơi này đậm đặc tinh thuần, thích hợp tu tiên nhất nên nhiều tu sĩ tụ tập lại. Nếu Long Mạch bỏ trốn thì quốc vận của thần Tấn Vương Triều cũng bị suy yếu theo. Từ đó thấy được tầm quan trọng của Long Linh Thạch như thần khí một nước. Về đế tỷ là tượng trưng cho tấn đế, cùng với thần vương lệnh, hậu lệnh làm cùng một tài liệu. Bên trong đế tỷ ẩn chứa lực lượng các đời tấn đế, uy lực mạnh hơn thần vương lệnh, sánh bằng chấn thế sát binh. Đương nhiên điều quan trọng nhất của đế tỷ không phải lực lượng bản thân nó mà là tượng trưng sức mạnh đế vương hiệu lệnh thiên hạ. La Phù công chúa lắc đầu, nói. Long Linh Thạch từng bị trộm nên bây giờ luôn đặt trong tẩm cung của tấn đế, có 6 lão tổ hoàng tộc bảo vệ. Không có tấn đế cho phép hay ai đến gần Long Linh Thạch sẽ bị đánh chết. Lực lượng của 6 lão tổ hoàng tộc siêu cường đại. 20 năm trước có người thừa dịp tấn đế không có trong đế cung muốn trộm đi Long Linh Thạch. Kết quả tên trộm bị 6 lão tổ hoàng tộc trấn giết, máu nhuộm đế cung, 7 cự phách bỏ mình, không ai sống sót. Lực lượng của chúng ta không thể nào cướp Long Linh Thạch được. Phong Phi Vân hơi thất vọng, dù sao chiếm Long Linh Thạch là có thể điều động, khống chế Long Mạch dưới lòng đất, tương đương kiểm soát nguyên thần đô, đây là cách trực tiếp nhất. Nhưng 6 lão tổ hoàng tộc tuyệt đối không cho phép bất cứ ai đụng vào Long Linh Thạch, dù Phong Phi Vân là thần vương, La Phù công chúa là thiên nữ hoàng gia cũng không được. Lão tổ hoàng tộc cho phép thái tử, công chúa tranh quyền nhưng tuyệt đối không tha thứ bọn họ đụng vào căn cơ vương triều. La Phù công chúa tiếp tục bảo. Đế tỷ thì ta suy đoán được vài phần, chắc chắn phụ hoàng giao đế tỷ cho một thân tín tu vi cường đại, tuyệt đối đáng tin. Người này rất có thể là tổng quán trung cung. Phong Phi Vân không quá hiểu biết về tấn đế. Tại sao công chúa cho rằng tấn đế giao đế tỷ cho tổng quán trung cung? La Phù công chúa đáp. Tấn đế hùng tài vĩ lực hơn người, sớm nhìn thấu thần đô khó tránh khỏi cuộc tranh đấu. Tấn đế cố ý muốn thử thách ta và Long Thần Nhai, nên giao hai thứ đại biểu thân phận tấn đế vào tay hai người tấn đế tin tưởng nhất. Một cái là cửu mũ long bào, một cái là đế tỷ. Được một trong hai thứ này là có thể danh chính ngôn thuận xưng đế. Chuyện hoàng gia khiến người khó hiểu. Nếu là gia đình bình thường, phụ mẫu tuyệt đối không cho phép huynh đệ tỷ muội tranh giành gia sản, sẽ hết sức ngăn cản. Nhưng hoàng tộc lại khác, bởi vì gia đình quá lớn. Sự nghiệp quá phong phú hơn nữa quốc gia tu tiên như thần Tấn Vương Triều thời gian đế vương cai trị rất dài, chớp mắt là mấy trăm năm hay cả ngàn năm. Nếu để người bình thường làm vua, vương triều khổng lồ đến mấy qua mấy trăm năm tàn phá sẽ suy sụp. Cái gọi là cây to đón gió, bây giờ thần Tấn Vương Triều giặc trong giặc ngoài, hoàng tộc phải chọn là đệ tử tài đức vẹn toàn ưu tú nhất cầm quyền. Đệ tử khác dù chết trong cuộc chiến cũng là xứng đáng. Nếu không tranh thắng được huynh đệ tỷ muội của mình thì làm sao chấn phục văn võ bá quan trên triều đình, cường địch bốn phương? Làm sao phục thiên hạ? Dù thần đô bị đánh phế, hoàng tộc nguyên khí đại thương thì sao? Miễn tấn đế còn sống thì thần Tấn Vương Triều không bị diệt. Nếu chọn một phế vật làm tấn đế thì chắc chắn thần Tấn Vương Triều đi hướng diệt vong. Mỗi người đều muốn sinh trong hoàng gia,
nhưng không biết hoàng gia là vô tình nhất. Vì sự nghiệp hoàng tộc mấy ngàn năm, nhẫn tâm từ bỏ nhi tử ruột thịt. La Phù công chúa tiếp tục bảo. Tổng quản trung cung là đứng đầu năm tổng quản hậu cung, từ nhỏ lớn lên cùng tấn đế, là nô bộc trung thành nhất của tấn đế. Trên đời này tấn đế là tất cả của tổng quản trung cung, nếu tấn đế chết thì hắn sẽ cô chút do dự chịu chết. Nếu tấn đế kêu đi chết, tổng quản trung cung sẽ không nhíu mày tự tử ngay. Phong Phi Vân rung động hỏi. Người như thế có thể xem là người không? La Phù công chúa nói. Không là người, xem như cái bóng, dấu chân, hơi thở của tấn đế. Hắn không phải bản thân, mọi thứ của hắn chỉ thuộc về tấn đế. Nếu một người có thể biến người khác trở thành cái bóng của mình, vậy người đó tu dưỡng thiên đạo đáng sợ biết mấy. Nghe La Phù công chúa nói xong, Phong Phi Vân đánh giá tấn đế càng cao. La Phù công chúa tiếp tục bảo. Nhưng ngươi đừng xem thường tổng quản trung cung, tu vi của hắn rất mạnh. Lúc ta còn nhỏ xíu, khi ấy ta ở trong đế cung chính mắt thấy hắn vác ba cái đầu đẫm máu đi tẩm cung của tấn đế. Ta nhớ kỹ mặt mũi ba đầu người, sau này ta vẽ hình ảnh lại cho mẫu hậu xem. Mẫu hậu nhìn hình dạng ba người kia, mẫu hậu luôn ung dung bình tĩnh bỗng biến sắc mặt, búng tay đốt cháy ba tờ giấy thành tro. Mẫu hậu nghiêm túc dặn ta không được nói việc này ra, nếu không sẽ vời đến họa ngập đầu. Mẫu hậu mờ mịt nói ba người kia là nhân vật tuyệt đỉnh đương thời, là cao tầng đỉnh bốn môn phiệt. Ngay từ khi đó ta đã bỉa hai chuyện. Một, tấn đế đã tính toán đối phó bốn môn phiệt. Hai, tu vi của tổng quán trung cung cực kỳ cường đại, là nhân vật vô cùng nguy hiểm. Tổng quán trung cung là đao giết người của tấn đế, những chuyện tấn đế không tiện làm thì hắn sẽ làm thay. Nếu tấn đế giao đế tỷ cho tổng quán trung cung, trừ phi ta có thể leo lên ngai báu. Nếu không hắn sẽ không bao giờ giao đế tỷ cho ta. Tấn đế phái tổng quán trung cung đi giết người chắc chắn là nhân vật quan trọng nhất trong bốn môn phiệt, hơn nữa là loại người ảnh hưởng ích lợi hoàng tộc, người bình thường không đáng lọt vào mắt tấn đế. Tấn đế muốn đối phó bốn môn phiệt sẽ không đơn giản tùy tiện giết ba người là xong. Một mặt nào đó chứng minh tổng quán trung cung cường đại, thay giết người tấn đế, người bình thường không làm được điều đó. Dù biết rõ đế tỷ ở trong tay tổng quán trung cung nhưng không thể lấy nó. Phong Phi Vân đứng bên ngoài Thiên Vũ Điện, đứng trên thềm ngọc cao cao nhìn hoàng thành xa xăm. Cổng thành đóng chặt, trận pháp như ngọn núi lửa bảo vệ nơi đó. Bên ngoài hoàng thành lửa gió hừng hực, tiếng giết ngút trời. Trên bầu trời, chiến thú bay, chiến uy linh khí xua tan tầng mây. Thỉnh thoảng có người từ áng mây rớt xuống. Hai luồng sáng bia ra khỏi đế cung. Vừa bay vừa đánh nhau, như hai sao băng phóng lên trời. Phong Phi Vân thấy rõ đó là Bắc Minh Thần Phi, Hoa Thần Phi, hai người biến mất phía cuối trời. Phong Phi Vân mở miệng hỏi. Bây giờ công chúa có bao nhiêu người trong hoàng thành? La Phù công chúa nhíu mày nói. Bởi vì chuyện xảy ra đột nhiên nên cường giả đẳng cấp nửa bước cự phách đều bị phái ra ngoài, người muốn làm gì? Phong Phi Vân nhíu chặt mày. Vốn định bắt giặc trước bắt vua. La Phù công chúa hiểu ý Phong Phi Vân, nếu trong tay La Phù công chúa nắm quyền lớn có thể trực tiếp xông vào đế cung làm thịt thái tử, vậy thì Mạc Bắc Minh mặc thủ nhảy nhót cỡ nào cũng không gây ra sóng gió gì được. Nhưng chuyện xảy ra quá đột ngột, hai phe không chuẩn bị gì, ứng biến tại chỗ. La Phù công chúa nắm giữ lực lượng mỏng manh, không thể chiến đấu với thái tử, càng đừng nói là giết Long Thần Nhai. Từ lúc bùng nổ đến bây giờ mới qua nửa canh giờ, nhưng chiến hỏa đã đốt thần đô. Thời gian gấp gáp, xảy ra biến cố lớn như vậy, nếu là người bình thường chưa phản ứng kịp, La Phù công chúa ung dung ứng đối đâu ra đấy đã là trí tuệ cao. Phong Phi Vân nhanh chóng quyết định. Chúng ta hãy rời khỏi hoàng thành ngay. La Phù công chúa hỏi. Chẳng lẽ nhường lại hoàng thành cho Long Thần Nhai sao? Phong Phi Vân dứt khoát nói. Thứ nhất, người phe Bắc Minh mặc thủ chưa chiếm lĩnh hoàng thành thì có giao hoàng thành vào tay thái tử, một mình hắn không gây sóng gió gì được. Thứ hai, bây giờ thái tử nắm giữ số lượng thuộc hạ có hạn, không cướp Long Linh Thạch, đế tỷ được. Thứ ba, bên cạnh thái tử có một cường giả đẳng cấp cự phách, nếu chúng ta ở lại đây sẽ là miếng mồi trong miệng bọn họ. La Phù, kiên trì là quan trọng nhưng trước đại cục đôi khi bỏ đi là một loại tấn công. Thứ bốn, chẳng lẽ công chúa không muốn đi tìm chiếu thư, cửu ngũ Long Bảo sao? La Phù công chúa bị Phong Phi Vân thuyết phục, nàng lấy bát bộ Long Liễn ra. Long liễn tựa như một tòa điện vũ giác vàng rực rỡ. Trên đầu liễn lao ra tám long hồn dài hơn 10 thước,
người uốn lượn, tiếng rồng ngâm gầm gừ, thanh âm như sấm sét. Bát bộ long liễn là xa liễn nhanh nhất thiên hạ, long hồn kéo xe dù là cự phách cũng không đuổi kịp tốc độ. Khi Phong Phi Vân sắp leo lên long liễn, khóe mắt thoáng qua bóng dáng quen thuộc nhảy ra đầu tường đế cung. Bóng người rút chân về, khom người, ưỡn ngực quay 720 độ trong không trung, hai chân khép chặt, lưng thẳng tắp. Đôi chân đạp đất vững vàng, động tác trèo tường mây bay nước chảy, đẹp mắt, kỹ xảo quen thuộc. Tất Ninh xuất đáp xuống đất, mắt tì hí liếc bốn phía xác định không có người lại nhanh như chớp chui vào một ngõ hẻm. Tất Ninh xuất. Phong Phi Vân lắc người biến mất ngoài thiên vũ điện, đáp xuống ngõ hẻm, đứng trước mặt Tất Ninh xuất. Tất Ninh xuất ngước lên thấy Phong Phi Vân thì âu vội xoay người bỏ chạy. Xoẹt. La Phù công chúa từ trên trời giáng xuống đầu bên kia con hẻm, chặn đường lui của Tất Ninh xuất. Tất Ninh xuất đành phải dừng bước, đứng thẳng người, quay đầu, chắp hai tay, cười tủm tỉm nói. Thì ra là Phong huynh và công chúa điện hạ tâm sự tình cảm ở đây. Khụ khụ, ta không quấy rầy hai người, đi trước đây. Tất Ninh xuất nghênh ngang lướt qua người Phong Phi Vân. Phong Phi Vân vươn tay ngăn Tất Ninh xuất lại, cười nói. Lão Tất, trong ngực ngươi có gì? Có gì đâu. Hai tay Tất Ninh xuất che ngực như tiểu nương tử sợ bị hiếp. Hoảng hồn lắc đầu nguầy nguậy. Thật sự không có gì, tu tiên giới không có. Tất Ninh xuất thập thò chuồn ra đế cung, chắc chắn gã đã cũa mất đồ tốt. Phong Phi Vân hắn rõ ràng ngực Tất Ninh xuất phồng to sắp nứt bụng, bảo gã không trộm đồ trong đế cung mới là lạ. Trước giờ tay chân Tất Ninh xuất không sạch sẽ, nổi tiếng có ba tay. Tất Ninh xuất nhân dịp thần đô hỗn loạn, lẻn vào đế cung kiếm chắc là chuyện thường. La Phù công chúa rút một thanh chiến kiếm ra. Ánh sáng chết chóc phun nuốt trên kiếm phong. La Phù công chúa đi từng bước áp sát Tất Ninh xuất, lạnh lùng nói. Thần phi nương nương chết thảm, chắc là tên giặc này đã làm. Bây giờ ta lấy đầu của ngươi tế điện thần phi nương nương. Tất Ninh xuất sợ chân mềm nhũn, La Phù công chúa là hoàng gia tiên nữ 100%, mới rồi gã xâm nhập đế cung hốt mẻ lớn, giờ thấy nàng thì gã có tật giật mình. Tất Ninh xuất trốn ra sau lưng Phong Phi Vân, nhát gan nói. Phong Phi Vân, chúng ta có tình cảm vượt qua hoạn nạn, người hãy mau nói cho công chúa điện hạ biết là ta bị oan. Trước giờ ta chưa từng giết người. Phong Phi Vân biết La Phù công chúa cố ý hù Tất Ninh xuất, hắn cười nói. Cái này, ta khó bảo đảm, dù sao chúng ta tận mắt thấy ngươi ra khỏi đế cung, nếu không giết người vậy ngươi đi mừng thọ sao? Ta chỉ thuận tay, chết tiệt, coi như hai ngươi giỏi. Mỗi lần lão tử gặp Phong Phi Vân là không có chuyện tốt. Lần nào cũng bị đen ăn đen, người muốn lấy bao nhiêu thì tùy. Tất Ninh xuất cắn răng móc túi càn khôn ra khỏi ngực, mở miệng túi vải đưa tới trước mặt Phong Phi Vân. Túi càn khôn là linh bảo, không gian bên trong có thể chứa đại điện lớn trăm thước. Bây giờ cái túi vải chứa đầy ắp, bên trong bắn ra bảo quang nhiều màu, không biết chứa bao nhiêu báu vật. Phong Phi Vân không thèm nhìn mấy báu vật, hắn nhìn chằm chằm một miếng sắt đen hình vuông trong tay Tất Ninh xuất. Miếng sắt bị túi càn khôn che một nửa, lộ ra góc nhỏ. Khối sắt đen chất liệu rất đặc biệt, giống thần vương lệnh y như đúc. Phong Phi Vân xòe tay. Đưa thần vương lệnh cho ta. Ngươi nói cái này, đây không phải thần vương lệnh, nó là một khối thiết bảo hiếm hoi, không biết có lực lượng đặc biệt gì mà không thể cất vào túi càn khôn được. Tất Ninh xuất lấy khối sắt đen bên dưới túi càn khôn ra. Đó là cái ấn sắt đen vuông nửa thước. Chất liệu giống thần vương lệnh y như đúc. Mới rồi Phong Phi Vân chỉ thấy một góc nên tưởng là thần vương lệnh. Mắt La Phù công chúa tràn ngập mừng rỡ. Đây, đây là đế tỷ. La Phù công chúa giật lấy ấn sắt từ tay Tất Ninh xuất. La Phù công chúa nâng đế tỷ, bàn tay hiện ra cơ khí long hoàng màu vàng. Đế tỷ màu đen cảm nhận khí long hoàng tỏa ánh sáng rực rỡ chói lòa, hiện ra hàng chữ bí ẩn chứa thần tắc đại đạo. Uy nghi đế vương hùng hồn tràn ra. Tất Ninh xuất giật mình suýt rớt tòng mắt, bị đế uy chấn áp ngồi bệch sống đất. La Phù công chúa vội thu khí long hoàng lại, đế tỷ trở về hình dạng cũ. La Phù công chúa nhanh chóng cất đế tỷ, hé môi thở hổn hển, hơi thở thơm ngát. Nỗi lòng La Phù công chúa quá kích động, đây là thứ nàng khao khát mơ ước từ lâu, đại biểu quyền lợi chí cao vô thượng, bây giờ nó nằm trong tay nàng. Bất cứ ai đều sẽ bị quyền lợi che mờ mắt, đây là ma lực của quyền thế. Phong Phi Vân đứng yên nhìn cảnh tượng đó, mắt La Phù công chúa rất giống Thủy Nguyệt Đình lúc trước một kiếm giết chết, đều là nữ nhân khao khát quyền lực,
quá giống. Phong Phi Vân không có hứng thú với đế tỷ, sau khi tìm Nam Cung Hồng Nhan rồi hắn sẽ hoàn thành các chuyện đã hứa, sau đó rời khỏi Thần Tấn Vương Triều. Phong Phi Vân không có chút gì lưu luyến Thần Tấn Vương Triều, hắn hở hững thản nhiên. La Phù công chúa hít sâu lấy lại bình tĩnh, hỏi. Ngươi làm sao lấy được đế tỷ? Tất Ninh Xuất rất muốn khóc giống, gã trộm đế tỷ của Thần Tấn Vương Triều, nếu chuyện này đồn ra ngoài sẽ chấn động giới ăn trộm. Nhưng hiện thực là Tất Ninh Xuất và đế tỷ gần trong gang tấc rồi bị La Phù công chúa cướp đi. Tất Ninh Xuất thầm nghĩ. Chết tiệt, có mắt mà không nhận biết vàng ngọc, nếu sớm biết thứ này là đế tỷ thì đánh chết lão tử cũng không lấy ra. Ngoài miệng Tất Ninh Xuất ngoan ngoãn trả lời. Sợ từ người một lão thái giám. La Phù công chúa cảm thấy khó tin. Bộ dạng lão thái giám đó như thế nào? Tất Ninh Xuất nói. Lông mày trắng, hơi thở đen, không có hầu kết, trán có một nốt ruồi đen to, hai tay như móc sắt. La Phù công chúa và Phong Phi Vân liếc nhau, rõ ràng đây là tổng quản Trung Cung. Không ngờ tổng quản Trung Cung tu vi tuyệt đỉnh thế mà gặp ăn trộm, bị trộm mất đế tỷ. Sâu trong đế cung truyền ra tiếng hét chói tai chấn động khung trời. Ăn trộm, trốn đâu rồi? Là giọng của tổng quản Trung Cung, chắc mới rồi La Phù công chúa dùng khí long hoàng dẫn động đế tỷ làm hơi thở đế tỷ truyền ra ngoài, bị tổng quản Trung Cung trong đế cung phát hiện nên lao nhanh ra ngoài hoàng thành truy sát. Tổng quản Trung Cung mạnh mẽ xông tới, khí thế kia như người khổng lồ ập vào mặt. Phong Phi Vân chộp vai Tất Ninh Xuất ném gã vào bát bộ long liễn, hắn và La Phù công chúa nhanh chóng chạy vào bát bộ long liễn. Tám con long hổ bay lên đụng phá màn trời chu thiên trận bên trên hoàng thành, kéo bát bộ long liễn biến thành ánh sáng vàng bay đi. Trong đế cung, một bàn tay to mấy chục thước đè xuống, trưởng phong đập sụp thiên vũ điện thành phế tích đổ nát, trên mặt đất lộ ra hố to trưởng ấn khổng lồ, là vị trí bát bộ long liễn mới đậu. Nếu bát bộ long liễn bay muộn một giây thì bây giờ đã bị đè nát bấy. Bát bộ long liễn giáp xuống trước một tòa linh thạch phường cũ kỹ, kéo hai dấu liễn dài sâu hóm dưới đất, gạch đá dày bể ra. Đây là linh thạch phường chỗ trú của thần cấm vệ. Hai bóng người lao ra linh thạch phường, áo xám khoác màu trắng, tinh thần căng thẳng đề phòng. Hai người thấy Phong Phi Vân bước ra khỏi bát bộ long liễn thì thở phào một hơi, quỳ một gối xuống đất. Bái kiến thần vương. Đứng dậy đi. Phong Phi Vân bước nhanh vào linh thạch phường, La Phù công chúa cất bát bộ long liễn đi theo sau lưng hắn. Ba người đi vào linh thạch phường, cánh cửa đóng lại. Thái Tể Phủ, Quỳnh Lâu Điện Ngọc. Bên ngoài chiến hỏa ngút trời, trong phủ đệ vẫn bình yên thái bình. Bắc Minh Mặc Thủ ngồi bên cạnh hồ nước, gió nhẹ thổi ống tay áo tung bay, rất là ý thơ. Bắc Minh Mặc Thủ vẽ bức tranh, xuân thượng đông đi, xong, nhoẻn miệng cười. Trong thần đô hiện tại Bắc Minh Mặc Thủ là người duy nhất bình tĩnh. Hai thị nữ xinh đẹp một bưng thau vàng chứa nước trong, một người dùng khay bạc nâng gấm vóc tiến lên. Bắc Minh Mặc Thủ rửa sạch tay, cầm vải gấm lên lau khô, sai người lấy đi bút, nghiên mực đi. Bắc Minh Mặc Thủ ngồi xuống ghế, nói. Tình hình chiến đấu bây giờ thế nào? Hơn 10 vị thần tướng đã chờ sẵn bên ngoài, nóng nảy như kiến bò chảo nóng. Nghe Bắc Minh Mặc Thủ hỏi. Cả đám vội báo cáo. Chín thần môn đã bị cướp quyền, thủ vệ mở rộng chín thần môn. Thần võ quân đóng bên ngoài thần đô đã xông vào, ba thiên hầu thần vương phủ dẫn quân, có hai lực lượng thẳng hướng hoàng thành. Có một lực lượng mạnh nhất lao hướng Thái Tể Phủ. Thần đô có khoảng 20 thế lực tham gia vào chiến đấu, thành vực phá hoại nghiêm trọng, trật tự thần đô hoàn toàn tan vỡ. Bắc Minh Mặc Thủ yên lặng nghe, bình tĩnh như thể mọi thứ nằm trong dự đoán của gã. Đột nhiên vang tiếng ồn ào, Thái tử Long Thần Nhai xông vào trong. Long Thần Nhai hét to. Ngoại công, hỏng chuyện rồi. Bắc Minh Mặc Thủ ngắt lời. Chẳng phải ngươi ở trong hoàng thành sao? Tại sao chạy ra đây? Lúc trước báo cáo tình hình chiến đấu không làm Bắc Minh Mặc Thủ dao động, nhưng thấy Long Thần Nhai thì gã tức giận, bực tức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ta! Long Thần Nhai trả lời. Lạc Thần Phi bị người giết, chiếu thư. Cửu Ngũ Long Bảo đã bị cướp. Cái gì? Mới rồi Bắc Minh Mặc Thủ chỉ tức giận bây giờ là nổi khùng lên, nếu không phải các thần tướng có mặt tại chỗ thì gã đã tát má Long Thần Nhai. Dù Nguyên Thần Đô bị đánh chiếm, dù La Phù công chúa, Phong Phi Vân bài bố hoàn thiện cách mấy, miễn trong tay có chiếu thư và Cửu Ngũ Long Bảo, giành lấy hoàng thành thì Long Thần Nhai có thể xưng đế nay,
được các lão tổ hoàng tộc công nhân. Khi đó dù La Phù công chúa gây rối cỡ nào cũng muộn. Bắc Minh Mặc Thủ không ngờ Long Thần Nhai mang theo nhiều cường giả đi chẳng những không cướp được chiếu thư, cửu ngũ long bào còn chạy về phủ, hỏi sao Bắc Minh Mặc Thủ không giận điên. Một ván cờ không nằm ở chỗ ai mạnh hơn, quan trọng là một con cờ quyết định thắng thua. Con cờ đặt xuống quyết định toàn cục. Bắc Minh Mặc Thủ cho rằng gã đã hoàn toàn nắm quân cờ này, nhưng gã không ngờ Long Thần Nhai việc lớn không xong toàn làm hỏng chuyện. Bắc Minh Mặc Thủ bình ổn lửa giận, hỏi. Phong Phi Vân chết chưa? Long Thần Nhai cắn chặt răng. Hắn, trốn rồi. Sợ Bắc Minh Mặc Thủ tức giận, Long Thần Nhai bổ sung thêm. Tuy Lạc Thần Phi đã chết nhưng ta biết ai giết nàng, chiếu thư, cửu ngũ long bảo chắc chắn nằm trong tay kẻ đó. Bắc Minh Mặc Thủ hỏi. Là ai? Long Thần Nhai gằn giọng. Nam Cung Hồng Nhan. Mắt Long Thần Nhai âm trầm, nếu không tại Nam Cung Hồng Nhan thì bây giờ gã đã ngồi trên ngai vàng tấn đế. Tiện nhân này nếu bị gã bắt thì sẽ hành hạ nàng. Bắc Minh Mặc Thủ nghe xong sắc mặt dịu lại, cười kỳ dị. Bắc Minh Mặc Thủ nói. Thì ra là nàng, vậy dễ xử, ta sẽ bắt tọn ổ. Phong Phi Vân ơi Phong Phi Vân, tuổi nhỏ đã tâm kế thâm sâu, xuyên thấu bài bố của ta. Tốt tốt tốt, bây giờ không tha cho ngươi được nữa. Long Thần Nhai không hiểu Bắc Minh Mặc Thủ nói gì. Nam Cung Hồng Nhan mặc ẩn tàm xa la, lại có cửu ngũ long bào, muốn bắt nàng còn khó hơn bắt Phong Phi Vân. Tại sao Bắc Minh Mặc Thủ chắc ăn như vậy? Trong Linh Thạch Phường, Thần Hà cấm vệ cơ hồ bị phái ra ngoài, chỉ bốn người canh giữ tại đây. Nơi này là mảnh đất bí mật thích hợp ẩn núp nhất, có thể âm thầm chỉ điểm giang sơn, bài binh bố trận, khống chế thế cục nguyên thần đô. Phong Phi Vân tháo bức tranh trên tường xuống trải trên bàn thanh đồng, vừa xem bản đồ vừa nói. La Phù, bây giờ nàng có được đế tỷ, phải chăng có thể điều động lực lượng ẩn của hoàng tộc? La Phù công chúa nói. Về mặt lý luận thì đúng. Về mặt nào đó Phong Phi Vân nhỉnh hơn La Phù công chúa chút xíu, dứt khoát nói. Vậy điều động lực lượng hoàng tộc ngay đi, dùng tốc độ nhanh nhất tấn công phe chống đối, chiếm lĩnh hoàng thành. Thế cục bây giờ là ai dùng vũ lực chiếm lĩnh hoàng thành thì người đó xưng đế, hơn nữa chúng ta có đế tỷ đại biểu thân phận tấn đế. Nếu xưng đế thì là danh chính ngôn thuận. La Phù công chúa mới nhận được chiến báo, biết tình hình chiến đấu trong ngoài hoàng thành, nói. Nhưng bên ngoài hoàng thành bị phe thái tử chiếm lĩnh hơn phân nửa, nếu cổng hoàng thành đóng lại thì dù ngàn vạn thần võ quân cũng không phá được. Trong thần đô tuy phe Phong Phi Vân chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng vị trí trung tâm bên ngoài hoàng thành lại bị cường giả phe thái tử chiếm đóng. Phong Phi Vân nghiêm túc nói. Thứ nhất, khiến đấu chiến thiên hầu chạy đi hoàng thành, tấn công thành. Thứ hai, La Phù công chúa hãy sử dụng đế tỷ hiệu lệnh lực lượng hoàng tộc mở cửa thành ra. Cần phải cùng lúc tiến hành hai phương án này, ngay lập tức. Một thần hà cấm vệ lặng lẽ rời đi truyền lệnh. La Phù công chúa viết mật thư, dùng ấn ký thần dị trên đế tỷ đánh hướng hoàng thành. Không biết có thể điều động lực lượng hoàng tộc hay không nhưng chuyện gì cũng phải thử một lần. La Phù công chúa nói. Nếu lấy được chiếu thư thì tốt rồi, có thể hiệu lệnh tu sĩ trong thiên hạ làm việc cho ta. Trong đầu Phong Phi Vân hiện ra thân hình xinh đẹp của Nam Cung Hồng Nhan. Hắn thở dài thườn thượt. Tất Ninh Xuất bỗng chạy tới, vừa chạy vừa té lăn quay. Xảy ra chuyện lớn. Chuyện lớn gì, nói từ từ. Tất Ninh Xuất thở hổn hển. Mới rồi ta ra ngoài đi dạo, phát hiện mọi người đang bàn tán một việc. Bọn họ nói thần vương đương triều đã chết, bị thái tử tự tay giết chết. Thái tử điện hạ hoàn toàn khống chế thần đô, bây giờ đang vận chuyển xác thần vương đi thần vương miếu. Thần vương đương triều tức là Phong Phi Vân. Hiển nhiên có người đang bịa đặt, hai quân chiến đấu, đôi khi sức phá hoại của tin đồn rất lớn, khiến một phe quân tâm hỗn loạn, nhanh chóng tan tác. La Phù công chúa trầm ngâm, Bắc Minh Mặc Thủ không uổng là cáo già, biết lực lượng quan trọng nhất của phe La Phù công chúa là Phong Phi Vân nắm giữ thần vương phủ. Miễn trụ cột chính Phong Phi Vân chết thì lực lượng thần vương phủ sẽ năm bè bảy mảng. Mặt Phong Phi Vân xanh mét. Hắn biết tầm ư đồ của Bắc Minh Mặc Thủ không đơn giản như thế. Thần vương miếu ở bên ngoài thần đô, cách thần đô 3.000 dặm, pho tượng các đời thần vương được cung phụng ở đó. Giờ thần đô đang trong phút chiến đấu kịch liệt nhất, thái tử rời khỏi thần đô đi thần vương miếu. Tất Ninh Xuất gãi đầu nói. Đúng rồi, ta cũng thấy lạ.
dù bọn họ muốn bại đặt ngươi chết cũng không cần bảo vận chuyển xác ngươi đi thần vương miếu. Bọn họ có ý đồ gì? Phong Phi Vân giật mình, vỗ xuống bàn cái rầm, mắt tràn ngập sát ý. Phong Phi Vân gằn giọng. Bọn họ đang dụ Hồng Nhan mắc câu, khốn kiếp. Phong Phi Vân biến mất trong linh thạch phường, dùng hết sức vận chuyển luân hồi tật tốc lao ra ngoài thần đô. Lòng Phong Phi Vân nóng như lửa đốt. Bắc Minh Mặc Thủ đã biết Nam Cung Hồng Nhan trốn ra thần đô, muốn bắt nàng khó như lên trời. Vì vậy Bắc Minh Mặc Thủ lấy Phong Phi Vân làm mồi dụ Nam Cung Hồng Nhan mắc câu. Nếu dụ Nam Cung Hồng Nhan trở về thần đô thì Phong Phi Vân sẽ đi ngăn lại ngay, âm mưu của Bắc Minh Mặc Thủ không thành công. Nhưng nếu chuyện xảy ra bên ngoài thần đô, dù Phong Phi Vân muốn đi cứu cũng đã muộn. Đây là ý đồ thật sự của Bắc Minh Mặc Thủ. Ngày hôm nay có nhiều tu sĩ từ thần đô chạy trốn ra ngoài như dân chạy nạn. Bên ngoài thần đô toàn là tu sĩ vội vàng chạy đi xa. Nam Cung Hồng Nhan cưỡi xe hoa lệ, nàng ngồi trong xe, hai con thỏ trắng tinh cao ba thước kéo xe. Hai con thỏ lông xù rất đáng yêu, mắt tròn xoe to hơn nắm tay, rất có linh tính. Xe đẹp chạy dọc theo đường cái đi hướng Thiết Lĩnh trọng trấn phía nam. Đây là nơi Nam Cung Hồng Nhan và Phong Phi Vân đã hẹn trước. Chân con thỏ ngắn ngủn nhưng tốc độ kéo xe không chậm. Nam Cung Hồng Nhan ngồi trong xe, lòng lâng lâng. Nàng như thiếu nữ tình yêu mới chớm nở lần đầu tiên hẹn hò, có chút ngọt ngào, xấu hổ, mong đợi. Nam Cung Hồng Nhan vốn cho rằng chuyến đi này rất nguy hiểm, nhưng vượt ngoài dự đoán của nàng là cực kỳ thuận lợi, hỏi sao nàng không vui vẻ. Hôm nay tâm tình của Nam Cung Hồng Nhan rất tốt, nàng trò chuyện với con thỏ. Thỏ ơi thỏ, các ngươi phải chạy mau lên, nếu để tên xấu xa Phong Phi Vân tới Thiết Lĩnh trọng trấn trước một bước sẽ giận ta không nghe lời. Các ngươi cũng biết tên kia rắc rối nhất, Phi Phi, vân vân, ai dốc sức nhiều một chút, chờ đến Thiết Lĩnh trọng trấn sẽ tăng thêm một rổ cà rốt cho ăn, ta chưa từng lừa thỏ. Hai con thỏ kéo xe dường như nghe hiểu lời Nam Cung Hồng Nhan nói, mắt tròn xoe lấp lánh, cắn chặt răng dốc sức kéo xe. Ngày đông rét lạnh sắp hoa, băng tuyết trên núi tan chảy xuống dưới thành dòng suối, trong suốt ngọt lành. Trong rừng cây phong lá chất dày, tuyết tan, lá cây bị ánh nắng phơi khô đỏ rực như hoa. Thân cây xanh thấm trụi lùi có mấy con chim lông sặc sỡ đậu, chúng nó nhảy nhót hót véo von, thanh âm vang vọng núi rừng. Có nơi này mầm lú chồi non toát ra mùi thơm gỗ thoang thoảng. Mùa xuân đến rồi. Hai con thỏ trắng tinh kéo chiếc xe đẹp chạy đến, trong xe phát ra tiếng đàn đẹp đẽ, vui vẻ ấm lòng người đan xen khúc nhắc mùa xuân. Mấy con chim trên cây líu ríu bay theo chiếc xe, nhưng chúng nó chỉ là con chim bình thường, tốc độ bay có hạn, rất nhanh bị bỏ xa. Trên đường toàn là tu sĩ từ thần đô chạy ra, có tu sĩ lưng cõng chiến kiếm, có tu sĩ cưỡi tỏa kỵ cự thú. Có rất nhiều xe cổ, hàng đống nô bộc đi theo. Một lão đạo vừa đi vừa nói. Chuyện đời vô thường, người mới sống đó lại chết đó. Một lão nhân khác nói. Đúng vậy. Thái tử khống chế thế cục thần đô, thần vương và công chúa thua. Nghe nói thần vương bị giết tại chỗ, công chúa bị nhốt. Hết cách, ai kêu sau lưng thái tử có Bắc Minh Phiệt ủng hộ. Trong thần đô thế lực của ai ngang ngửa được với Bắc Minh Phiệt. Bắc Minh Mặc Thủ nổi tiếng là cáo già, ở sau lưng chơi cờ. Hai tiểu bối Phong Phi Vân, La Phù công chúa đấu sao lại. Két! Một chiếc xe đẹp chợt ngừng lại. Vì ngừng gấp nên thùng xe bằng kim đồng lá mạnh sắp rớt ra ngoài. Mấy tu sĩ giang trò chuyện bị xe cản đường cùng dừng bước. Bọn họ là trưởng lão danh môn trong tu tiên giới, tu vi đứng đầu một phương, không sợ có người chặn đường cướp bóc. Thêm nữa ngồi trên chiếc xe xa hoa như thế sao là trộm cướp được. Trong xe truyền ra thanh âm rất đẹp. Các người mới nói ai chết. Bọn họ chưa từng nghe thanh âm tuyệt vời như thế, nhưng giọng rất lạnh, lạnh thấu xương. Làm răng người run cầm cập. Trong xe xa hoa kia là thiên sứ hay ma quỷ? Trên đời này có nhiều cao nhân, bọn họ là trưởng lão danh môn, nếu quá tự cao thì sẽ chết không kịp ngáp. Một lão đạo trả lời. Thần vương đương triều. Giọng Nam Cung Hồng Nhan càng lạnh. Không thể nào. Nam Cung Hồng Nhan lao ra đánh thủng chiếc xe đụng vào người lão đạo, đánh bay lão ra ngoài. Phụt. Lão đạo chăm chỉ tu hơn 100 năm. Tu vi không tầm thường nhưng cũng không chịu nổi hộc máu, bị thương nặng nằm dưới đất. Con người nàng sao vô lý vậy? Sư thúc của ta toàn nói thật, lừa nàng làm gì? Một thiếu niên mặc đạo bào màu xanh nói. Tranh giành quyền lực ở thần đô,
Phong Phi Vân và La Phù công chúa thua, Phong Phi Vân bị thái tử tự tay giết chết, hiện tại xác chết đưa đi thần vương miếu chôn. Mọi người đều biết chuyện này. Không thể nào, tuyệt đối không thể, hắn đã hứa với ta nhất định sẽ chạy tới thiết lĩnh trọng trấn, hắn chắc chắn sẽ đến. Các ngươi đang gạt người, chắc chắn là gạt người. Lừa đảo, chết hết đi. Nam Cung Hồng Nhan áo trắng như tuyết bỗng bị lửa đỏ bao phủ. Nam Cung Hồng Nhan lao ra thùng xe, lửa nóng cháy đốt lá khô dưới mặt đất, đốt nguyên cánh rừng phong. Lửa bốc cháy nghi ngút tận trời. Khi Nam Cung Hồng Nhan ra khỏi rừng phong, bên trong xác chết đầy đất, không một người sống. Mấy trăm người chết, bên trong nồng nặc mùi lửa đốt khét thịt. Những người này nói Phong Phi Vân chết nên năm chết trước. Lừa đảo, toàn là lừa đảo. Áo trắng của Nam Cung Hồng Nhan dính máu, tóc dài rũ xuống, lá đỏ dính vào mái tóc đen. Mắt Nam Cung Hồng Nhan thẫn thờ, con người tờ máu dữ tợn. Nam Cung Hồng Nhan đi hướng Nam, thẳng tiến thần vương miếu. Nam Cung Hồng Nhan hỏi. Phong Phi Vân chưa chết. Một tu sĩ trả lời. Phong Phi Vân đã chết, bị thái tử giết chết, hiện tại thi thể đang chuyển đến thần vương miếu. Thái tử hận Phong Phi Vân chắc sẽ hành xác. Lừa đảo, chết đi. Nam Cung Hồng Nhan vươn bàn tay trắng hoàn mỹ bẻ gãy cổ tu sĩ. Nam Cung Hồng Nhan đi hướng Nam, xác chết trải đường. Nam Cung Hồng Nhan như nữ ma đầu khát máu, áo trắng nhuộm thành áo đỏ. Nam Cung Hồng Nhan lại hỏi. Phong Phi Vân chết chưa? Một nam nhân mập mạp nhìn sau lưng Nam Cung Hồng Nhan, run cầm cập lắp bắp nói. Hắn, không chết, chết. Lừa đảo, chết đi. Nam Cung Hồng Nhan vỗ một chưởng đè nam nhân lún xuống đất, người nàng cứng ngắc, cắn chặt môi, rơi lệ như mưa. Nam Cung Hồng Nhan lẩm bẩm. Có lẽ, hắn chết thật rồi. Phương xa, một chiếc thuyền cổ bay giữa không trung. Thiên Toán Thư Sinh, Tô Quân, Yến Tử Vũ, Kỷ Vân Vân ở trên thuyền. Bọn họ trốn ra thần đô, trò chuyện vui vẻ, uống trà trên mây bàn việc lớn trong thiên hạ. Linh giác của Thiên Toán Thư Sinh có cảm ứng, gã là người đầu tiên phát hiện xác chết đầy đường. Thiên Toán Thư Sinh nhìn theo xác chết mấy chục dặm trông thấy Nam Cung Hồng Nhan. Ủa, các người nhìn kìa, phải Nam Cung Hồng Nhan không? Mấy người khác nhìn theo. Biểu tình Yến Tử Vũ nghiêm túc nói. Nàng bị gì vậy? Tại sao giết nhiều người như thế? Tay Thiên Toán Thư Sinh giấu trong ống tay áo suy tính nhanh, mắt liếc Tô Quân. Đôi mắt Tô Quân đã mù nhưng cảm ứng được ánh mắt của Thiên Toán Thư Sinh. Tô Quân ung dung cười nói. Ta và Nam Cung Hồng Nhan đúng là có thù nhưng đó là mối thù trước khi mù mắt. Tuy rằng mắt ta bị nàng hại mù, nhưng ta cũng nhìn thấu suốt, nhìn thấu mình muốn cái gì. Từ mặt nào đó ta nên cảm ơn Nam Cung Hồng Nhan. Tô Quân ngừng một lúc, tiếp tục bảo. Trong lòng ta thân phận Nam Cung Hồng Nhan bây giờ không phải kẻ thù mà là người yêu của bằng hữu. Thiên Toán Thư Sinh tính ra kết quả, sắc mặt trầm trọng nói. Nếu bây giờ nàng là người yêu của bằng hữu thì chúng ta không thể ngồi ngó. Có rắc rối lớn, mau lên, đuổi theo nàng, nếu không hậu quả khó thể tưởng tượng. Thiên Toán Thư Sinh mà nói rắc rối lớn thì chắc chắn là rất lớn. Tô Quân, Yến Tử Vũ điều động linh khí toàn thân rót vào thuyền cổ, linh mang bao bọc thuyền phát ra tốc độ siêu nhanh đuổi theo Nam Cung Hồng Nhan. Phong Phi Vân lòng nóng như lửa đốt lao hướng thần vương miếu, tăng tốc độ đến cực hạn. Hồng Nhan tốt nhất đừng có chuyện gì, nếu không ta sẽ để nguyên Bắc Minh Việt chôn cùng. Mắt Phong Phi Vân đỏ rực, máu yêu ma bị hắn áp chế có dấu hiệu thức tỉnh, sát khí khiếp người. Mỗi khi Phong Phi Vân nhúc nhích là đạp qua một ngọn núi. Cảm giác bất an trong lòng Phong Phi Vân càng lúc càng mãnh liệt. Khi Phong Phi Vân sắp chạy đến thần vương miếu thì thấy chân trời đỏ thẫm, ánh lửa chiếu nửa bầu trời. Sóng nhiệt mênh mông đè Phong Phi Vân từ trên mây xuống. Chỉ mới là sóng nhiệt ập đến đã đốt quần áo hắn thành tro, làn da bị đốt cháy. Cách mấy trăm dặm lực lượng ngọn lửa đã mạnh mẽ như thế, nếu ở trung tâm ngọn lửa chắc nửa chân nhân cũng sẽ bị thiêu chết. Đây là Thiên Hỏa Liễu Nguyên Đại Trận, Phong Phi Vân rất quen thuộc nó. Trận pháp này đã luyện nguyên thần vương phủ thành biển dung nham. Vị trí Thiên Hỏa Liễu Nguyên Đại Trận là ở thần vương miếu. Long thần nhai đứng trên áng mây. Bốn lão nhân tu vi siêu đẳng đứng sau lưng bảo vệ gã. Bốn lão nhân đẳng cấp cự phách, khí thế hùng dũng như bốn thần linh bảo vệ Long Thần Nhai. Long Thần Nhai nhìn ngọn lửa cháy 300 dặm mặt đất, cười nói. Ngoại công nói đúng, tiện nhân kia đến thật,
ha 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 ha. Tiếc rằng chưa kịp chơi ả thì đã bị luyện chết trong thiên hỏa liệu nguyên đại trận. Một lão nhân lưng đeo hồ lô bình tĩnh nói. Nàng mặc hồng loan hỏa thường, lại có ẩn tàm xa la, chỉ có dùng thiên hỏa liệu nguyên đại trận mới luyện chết nàng ta, không có sai sót gì. Long thần nhai cười tủm tỉm gật gù, so với Nghĩa Vàng thì một nữ nhân chẳng là gì. Trong thiên hỏa liệu nguyên đại trận, thiên địa bị đốt đỏ rực, đất đai biến thành dung nham. Thần vương miếu xây trên đỉnh núi bị nung đỏ rực, chậm rãi hòa tan. Mơ hồ thấy một bóng dáng tuyệt sắc đứng trong thần vương miếu, nàng muốn lao ra nhưng bị tảng đá to nặng trăm vạn cân từ trên trời ném xuống làm nàng té xuống đất. Xung quanh thiên hỏa liệu nguyên đại trận tụ tập bao nhiêu là cao thủ, nàng không lao ra được. Phong Phi Vân đứng cách mấy trăm dặm, mắt bốc lửa đỏ như máu. Phong Phi Vân bất chấp tất cả xông vào thần vương miếu. Ầm, ầm. Tô Quân, Yến Tử Vũ dốc hết sức chạy tới níu chặt tay Phong Phi Vân kéo hắn về. Hai tay Tô Quân như kiềm sắt bắt chặt tay phải Phong Phi Vân. Không thể qua đó, Bắc Minh Việt có ít nhất 10 cường giả cự phách giáng lâm, người đi là chịu chết. Cút ra. Mắt Phong Phi Vân đỏ như máu, bộc phát tất cả lực lượng, tà khí dâng lên trong Diêm Vương Thích. Một tay Phong Phi Vân túm Tô Quân, tay kia kéo Yến Tử Vũ đập hai người vào nhau. Sức mạnh Phong Phi Vân cực kỳ lớn, Tô Quân, Yến Tử Vũ bị đụng gãy hai khúc xương. Nhưng Yến Tử Vũ, Tô Quân không buông tay. Tô Quân lấy xích sắt huyền vũ thiết thô cỡ cánh tay trói mình và Phong Phi Vân lại. Tô Quân gồng sức nửa người lún xuống đất, gã như cái cọc hình người đóng đinh Phong Phi Vân lại. Yến Tử Vũ lấy móc sắt nửa vầng trăng đâm thủng cánh tay mình và Phong Phi Vân, gắn liền tay hai người với nhau. Nửa người Yến Tử Vũ lún xuống đất, thành cái cọc hình người. Bọn họ đến muộn một bước, không kịp ngăn Nam Cung Hồng Nhan lại nhưng không thể để mất cả Phong Phi Vân. Bọn họ không muốn Phong Phi Vân đi chịu chết, phải giữ hắn lại. Phong Phi Vân như nghe tiếng Nam Cung Hồng Nhan đau đớn gào thét. Phong Phi Vân quát to, máu yêu ma dâng trào, từ làn da tuôn ra ngàn vạn thú hồn xông tới trước, kéo lê Yến Tử Vũ, Tô Quân để lại hai cái hố sâu dưới đất, vách hố nhuộm máu. Trên đồng cỏ, cỏ dại bị đốt, củi khô bắt lửa, mặt đất thành hỏa vực. Tô Quân, Yến Tử Vũ ngưng tụ lực lượng mạnh nhất của mình, cột chặt người vào Phong Phi Vân, bị kéo lê dưới đất. Phong Phi Vân bây giờ như có thể kéo một tòa núi lớn. Yến Tử Vũ, Tô Quân bị kéo lê hơn 30 dặm, để lại vệt máu dưới đất, cái hố sâu nửa người. Phong Phi Vân như muốn dốc hết sức ra, đôi giày bị mầy thủng, hai tay nhỏ máu nhưng vẫn lao hướng thiên hỏa liệu nguyên đại trận. Phương xa, trong thiên hỏa liễu nguyên đại trận loáng thoáng có tiếng đàn cổ du dương, hoặc có nữ nhân đang khóc lóc, lại như khúc bi thương tận thế. Máu yêu ma lại thức tỉnh trong thân thể của hắn, nếu không chế ngự được hắn, dù không chết vào tay Bắc Minh Việt cũng sẽ biến thành yêu ma. Bắc Minh Việt cầm gỗ trầm hương bạch ngọc, hình dạng rất giống cây thước có linh tính điểm vào lưng Phong Phi Vân. Tuy Phong Phi Vân gần như biến ma nhưng linh giác vẫn rất nhạy bén, hắn quay đầu hú dài. Grow. Mắt Phong Phi Vân bá ra muôn vàn ngọn lửa đẩy lùi thiên toán thư sinh, nho bào màu trắng bắt lửa, bị đốt thủng lỗ chỗ. Để ta. Một vầng trăng sáng màu trắng bay lên, dưới ánh trăng, một nữ nhân thanh nhã như luồng khói bay tới. Nàng như nữ thần bước ra từ trong tranh. Đông Phương Kinh Nguyệt chạy đến, từ cuối chân trời bay tới. Trán Đông Phương Kinh Nguyệt bắn ra thuyền cổ màu ngọc, nàng nâng thuyền trên tay, xung quanh như chạy chậm lại, thời gian chảy chậm. Đông Phương Kinh Nguyệt không bị ảnh hưởng, từng bước đến sau lưng Phong Phi Vân, mắt tràn đầy trìu mến. Một ngón tay chậm rãi diểm vào Diêm Vương Thích trên lưng Phong Phi Vân. Tuy động tác Phong Phi Vân chậm gấp 10 lần nhưng hắn vẫn đánh trả, vỗ vào vai Đông Phương Kinh Nguyệt. Đông Phương Kinh Nguyệt không né tránh, chịu đựng một chưởng của Phong Phi Vân. Rốt cuộc Phong Phi Vân bị chế ngự, hắn té xuống đất như chúng cửu tiêu thần lôi. Vai phải Đông Phương Kinh Nguyệt bị Phong Phi Vân đánh gãy xương. Nàng giơ tay trái ôm hắn không để hắn té xuống. Đông Phương Kinh Nguyệt ôm Phong Phi Vân chậm rãi ngồi xuống, lặng yên không nhúc nhích. Thần Vương Miếu làm trung tâm, mặt đất bị đốt thành biển lửa, luyện hóa hết thảy. Ha 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 ha, rốt cuộc chết, để lại chút linh hồn. Long thần nhai đứng trên mây cười tâu toét, phất tay trong thiên hỏa liệu nguyên đại trận bay ra hai thần y. Một thần y bốc cháy, lông chim hồng liên bện thành, đó là hồng liên hỏa thường. Mặc vào hồng liên hỏa thường trừ phi chủ nhân chết, nếu không nó sẽ không rơi xuống.
Nam Cung Hồng Nhan đúng là đã bị luyện chết trong thiên hỏa liễu nguyên đại trận. Thần y thứ hai ánh sáng vàng rực rỡ, bên trên thêu chín thần long vàng, bộ dạng tranh vanh rất có linh tính, như thể bộ đồ phong ấn chín con thần long thật. Đó là cửu ngũ long bào mỗi đời tấn đế của thần Tấn Vương triều sẽ mặc. Long thần nhai được hai thần y, gã kích động người run run. Đặc biệt long thần nhai vừa bắt được cửu ngũ long bào liền khoác lên người, đế uy hùng hồn ra cố trên người gã. Bốn tu sĩ già đẳng cấp ngân câu phiệt quỳ dưới đất, cao giọng quát. Bái kiến tấn đế. Long thần nhai cười dài. Ha 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 ha. Long thần nhai chắp hai tay sau lưng, khí vũ hiên ngang. Đột nhiên long thần nhai nhíu mày, tìm kiếm trong thiên hỏa liễu nguyên đại trận nhưng không được gì. Một lão nhân hỏi. Tấn đế đang tìm gì? Long thần nhai càng tìm càng sốt ruột. Chiếu thư. Có khi nào đã bị thiên hỏa liễu nguyên đại trận luyện hóa rồi không? Long thần nhai lạnh lùng nói. Nhảm nhí, chiếu thư do phụ hoàng tự tay viết, bên trên có ấn ký bất diệt của đế tỷ, thiên hỏa liễu nguyên đại trận không thể nào luyện hóa nó được. Long thần nhai ngừng một lúc, nói tiếp. Chắc tiện nhân Nam Cung Hồng Nhan đã phái người đưa chiếu thư cho Phong Phi Vân từ trước. Nếu chiếu thư rơi vào tay Phong Phi Vân hay La Phù công chúa thì nguy to, quay về thần đô ngay. Long thần nhai bay ra ngoài trước, bốn cự phách và cường giả thần hỏa doanh bài bố thiên hỏa liễu nguyên đại trận theo sau, rầm rộ bay hướng thần đô. Lửa vẫn cháy, cỏ cây trong ngàn dặm bị đốt thành tro, vị trí chính giữa thành biển dung nham, sóng nhiệt ngập trời, thiêu cháy mọi sinh vật trên mặt đất. Vù 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 vù. Gió nóng thổi qua thiên địa nhưng không thể đem lại chút ấm áp cho trái tim Phong Phi Vân. Khi Phong Phi Vân tỉnh lại đám người long thần nhai đã đi ba canh giờ. Lửa dã tắt ngấm nhưng biển dung nham ngay chính giữa chưa đông lại. Có từng đoàn lửa bắn trên mặt dung nham. Phong Phi Vân đờ đẫn đứng bên cạnh dung nham. Một khối đá nặng ngàn cân rơi xuống dưới chân Phong Phi Vân, lăn vào dung nham, chớp mắt bị hòa tan phát ra tiếng ủng ục. Bên trong còn sót lại hơi thở thiên hỏa, sức phá hoại của dung nham này mạnh hơn dung nham trong lòng đất gấp vô số lần, có thể luyện chết bản tôn chân nhân hình thần đều diệt. Đông Phương Kinh Nguyệt đứng bên cạnh Phong Phi Vân. Phong Phi Vân, nếu ngươi trách ta thì bây giờ hãy giết ta đi, ta tuyệt đối không đánh trả. Người Tô Quân đẫm máu, da thịt nửa người dưới ma sát rách toác, máu thịt bầy nhầy. Tô Quân bị Phong Phi Vân kéo dưới đất hơn 10 dặm, suýt gãy xương. Phong Phi Vân đờ đẫn, mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm biển dung nham. Phong Phi Vân, Nam Cung Hồng Nhan chết cũng có phần lỗi của ta. Nếu ngươi muốn giết thì ta không có cầu oán hận nào. Yến Tử Vũ cũng thê thảm như Tô Quân, xương đôi chân sắp lòi ra ngoài, cánh tay vì đóng vào tay Phong Phi Vân nên tay trái bị phế. Phong Phi Vân bần thần hỏi. Dã chết. Tô Quân, Yến Tử Vũ, Thiên Toán Thư Sinh im lặng. Bọn họ trơ mắt nhìn Nam Cung Hồng Nhan bị luyện chết trong thiên hỏa liễu nguyên đại trận, bị đốt chết. Không ai tưởng tượng được một người sống bị lửa đốt chết là nỗi đau đến mức nào. Nam Cung Hồng Nhan mặc hồng liên hỏa thường. Có thể ngăn được lửa trong thiên hỏa liễu nguyên đại trận, nàng chết ất chậm, muốn trốn nhưng không thoát, muốn chết cũng khó. Giống như bỏ một người vào chảo nước sôi chiên từ từ. Đông Phương Kinh Nguyệt nói. Ngươi đã cố gắng hết sức rồi, muốn trách chỉ trách chúng ta. Giọng Phong Phi Vân khàn khàn nức nở. Thật sự đã chết, vậy cũng nên có hồn đi. Người bị thiên hỏa liễu nguyên đại trận luyện chết đừng nói hồn, dấu ấn sinh mệnh cũng bị luyện hóa sạch. Hoàn toàn chết trong thiên địa này. Đông Phương Kinh Nguyệt im lặng. Cũng nên có hồn đi. Phong Phi Vân xoay người bấu đôi vai Đông Phương Kinh Nguyệt, lắc mạnh, năm ngón tay muốn bóp nát vai nàng. Vai Đông Phương Kinh Nguyệt vừa bị Phong Phi Vân đánh nát bây giờ hắn lại bấu chặt, nàng đau đớn cắn chặt răng. Cũng nên có hồn đi. Cũng nên có hồn đi. Phong Phi Vân liên tục lầm bầm có một câu, chỉ cần mọi người hồn là có thể chuyển tu quỷ đạo. Một sẽ dốc hết sức giúp Nam Cung Hồng Nhan tu luyện. Dù Nam Cung Hồng Nhan biến thành lệ quỷ khát máu thì Phong Phi Vân không quan tâm, nhưng thiên hỏa liễu nguyên đại trận rất vô tình, không để lại chát tàn hồn nào, không có cơ hội chuyển tu quỷ đạo. Ấn ký sinh mệnh hoàn toàn bị xóa bỏ. Bùm! Phong Phi Vân nhảy vào biển dung nham. Tô Quân, Yến Tử Vũ hết hồn, định nhảy xuống theo nhưng bị Thiên Toán Thư Sinh ngăn lại. Thiên Toán Thư Sinh nói. Không sao. Cứ mặc kệ hắn. Một canh giờ sau, Phong Phi Vân trồi lên từ dung nham, người như khúc gỗ mất đi sự sống. Người Phong Phi Vân bị phỏng nhiều chốc nhưng hắn không quan tâm.
Phong Phi Vân vớt hai thứ từ biển dung nham lên, một là xương phượng hoàng, một bộ ẩn tàm sa la. Ẩn tàm sa la bện bằng ẩn tàm ti, chỉ có Phong Phi Vân thi triển phượng hoàng thiên nhãn mới trông thấy nó. Cho nên Long Thần Nhai lấy cửu ngũ long bào, hồng liên hỏa thường đi nhưng ẩn tàm sa la còn ở lại. Xương phượng hoàng đã chìm dưới đáy dung nham, thần thức như Long Thần Nhai không thăm dò được. Long Thần Nhai không ngờ trong người Bắc Minh Mặc Thủ có một khối xương phượng. Đây là thứ Phong Phi Vân tự tay bỏ vào người Nam Cung Hồng Nhan, giờ hắn tìm được nó nhưng không để lại chút hơi thở của nàng. Đây chỉ là một khối xương phượng như bằng chứng Nam Cung Hồng Nhan đã chết, không thể quay về. Sinh ly tử biệt là đau đớn nhất đời người. Trong đầu Phong Phi Vân nhớ lần đầu tiên gặp Nam Cung Hồng Nhan thật kinh diễm, bị hút hồn. Lần đầu tiên nghe tiếng ca của Nam Cung Hồng Nhan như tiếng trời, thanh âm vẫn còn quanh quẩn trong lòng Phong Phi Vân. Hồng Nhan cười vì ai? Phong hoa khi nào bỏ đi? Trong hồng trần lòng không già, quân không ở, người như cỏ. Chờ khi Hồng Nhan già, ai vẽ mày cho Hồng Nhan? Sáng sớm trên vũ tháp, Nam Cung Hồng Nhan đánh đàn. Hiện giờ tiếng cá không còn trên đời nữa, đàn cổ của Nam Cung Hồng Nhan cũng bị luyện hóa thành tro bụi, hoàn toàn biến mất, như chưa từng xuất hiện trên đời. Ngoài trời có tiếng tiêu nức nở vọng đến, không biết là ai đang thổi. Tiếng tiêu thê lương ra giết, làm người nghe rơi lệ. Đông Phương Kinh Nguyệt nói, Nam Cung Hồng Nhan đã chết, đây là sự thực không thể chối cãi. Điều bây giờ ngươi cần làm là phấn chấn lên, trả thù cho nàng chứ không phải ôm khúc xương truy điệu. Những người khác không dám lên tiếng, chỉ có Đông Phương Kinh Nguyệt là nói chuyện. Không, không, không đúng. Chắc chắn nàng chưa chết, chúng ta đã hẹn nhau sẽ gặp ở Thiết Lĩnh Trọng Trấn, chắc nàng chờ ta tại đó. Nàng thích gạt người nhất. Ha 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 ha. Chúng ta bị nàng lừa, ta đi Thiết Lĩnh Trọng Trấn tìm nàng ngay. Chắc chắn nàng ở đó, nhất định có ở đó. Phong Phi Vân cười tươi rói nói. Các ngươi nhăn nhó cái gì? Ta không sao, ta đi Thiết Lĩnh Trọng Trấn tìm nàng, các ngươi bận việc thì cứ đi làm đi. Phong Phi Vân nói xong phấn chấn chạy nhanh hướng Thiết Lĩnh Trọng Trấn. Phong Phi Vân càng cười tươi bọn họ càng lo lắng. Giao hắn cho ta đi. Đông Phương Kinh Nguyệt đuổi theo Phong Phi Vân, không rời một bước. Phong Phi Vân nhiều lần phát hiện Đông Phương Kinh Nguyệt, mạnh mẽ đuổi nàng đi nhưng nàng vẫn bám sát sau lưng hắn mãi khi đến Thiết Lĩnh Trọng Trấn. Nụ cười trên mặt Phong Phi Vân không tươi chút nào, rất nhanh hắn không cười nữa. Biểu tình Phong Phi Vân không mếu, nhưng còn khó xem hơn cả khóc. Thiết Lĩnh Trọng Trấn không có Nam Cung Hồng Nhan, Phong Phi Vân ngồi trên tảng đá to đầu trấn chờ đợi. Tay Phong Phi Vân ôm xương phượng dần lạnh lẽo, ngồi im không nhúc nhích. Phong Phi Vân nhìn từng người từ xa đến, đôi mắt có khi sáng rỡ, có khi tối tăm, cuối cùng hoàn toàn mất ánh sáng. Phong Phi Vân không chớp mắt cái nào, hắn như tượng đá hòa cùng tảng đá dưới thân. Phong Phi Vân đợi 7 ngày 8 đêm. Màn đêm lại buông xuống, mưa rơi lất phất, mưa xuân miên man, sấm xuân ầm ầm. Mưa rơi trên người Phong Phi Vân làm ướt tóc hắn, ướt rèm mi, ướt toàn thân. Mưa lạnh lẽo, lạnh thấu xương. Đông Phương Kinh Nguyệt đứng bên tảng đá to, hứng nước mưa, cùng Phong Phi Vân hóa đá. Sấm mùa xuân đầy trời, mưa phun răng khắp Thiết Lĩnh Trọng Trấn. Rào rào. Bốn phía tối đen, chỉ có trong Thiết Lĩnh Trọng Trấn gần đó thấp thoáng mấy ngọn đèn nhưng dần vụt tắt trong mưa lạnh. Thiên địa bị hắc ám bao phủ, chân trời lóe tia chớp chiếu sáng bóng dáng Phong Phi Vân. Giờ phút này, Phong Phi Vân lạc lõng. Người ướt đẫm nước, tóc ướt sũng. Hai tay Phong Phi Vân nâng xương phượng, che kín như đang che chở người mình yêu. Tia chớp biến mất, thiên địa lại tối đen. Ầm 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 ầm. Ngay sau đó, tiếng sấm chấn màng tai đau rát. 7 ngày 8 đêm Phong Phi Vân không nhúc nhích, đôi mắt không còn tia sáng. Thời gian dài không chớp mắt, Phong Phi Vân nhìn đăm đăm phương xa, đôi mắt đục ngầu làm người ta nghi ngờ cứ tiếp tục thế này có khi nào hắn sẽ bị mù mắt. Đông Phương Kinh Nguyệt đứng lặng bên cạnh Phong Phi Vân, đôi mắt không nháy, mắt sáng dần mông lung. Thật lâu sau môi Phong Phi Vân mấp máy. Có lẽ, nàng là kẻ lừa gạt, kẻ lừa đảo thường không giữ lời hứa. Thanh âm khào khào không vui không buồn, khô khốc như rách cổ họng. Đông Phương Kinh Nguyệt đứng lặng, không trả lời, vì nàng biết Phong Phi Vân không nói chuyện với nàng. Phong Phi Vân nhúc nhích, thời gian dài không cử động nên cơ thể cứng ngắc. Phong Phi Vân lấy xương phượng dán chặt trong ngực ra, cầm trong tay xem xét kỹ. Xương phượng tỏa ánh sáng đỏ nhàn nhạt,
mặt trên khắc một bóng người yểu điệu, một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần. Phong Phi Vân ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm nữ nhân trên xương phượng. Áo trắng thon gầy, hình dáng hoàn mỹ, tay ôm đàn tranh cổ, không phải Nam Cung Hồng Nhan thì là ai? Nhưng Nam Cung Hồng Nhan trên xương phượng không đeo khăn che mặt, khuôn mặt đẹp không thể tả, ngôn ngữ đẹp nhất thế gian miêu tả nàng là nhục nhã nàng. Mọi người đều cho rằng trước khi chết Nam Cung Hồng Nhan rất kinh hoàng, sợ hãi. Nhưng thật ra trước khi chết Nam Cung Hồng Nhan rất bình tĩnh, nàng đào xương phượng ra khỏi thân thể, khắc khuôn mặt mình lên xương phượng. Nam Cung Hồng Nhan biết mình chết chắc, chỉ có khối xương phượng này có lẽ không bị luyện hóa. Nam Cung Hồng Nhan không muốn mãi đến lúc chết Phong Phi Vân không biết khuôn mặt nàng thế nào, đó là chuyện khó chịu hơn cái chết. Vì vậy Nam Cung Hồng Nhan khắc mặt mình lên xương phượng, nếu trăm ngàn năm sau Phong Phi Vân còn nhớ mặt nàng là quá đủ. Nếu chết rồi không để lại chút dấu ấn là chuyện không cam lòng biết bao. Cuộc đời mấy phần bi thương, cần gì phải chọn ta? Phong Phi Vân ôm chặt xương phượng, chậm rãi khép mắt. Thân hình ôm đàn tranh cổ khó thể xóa khỏi ký ức. Lần đầu tiên nhắm mắt. Dù không cam lòng nhưng Hồng Nhan đã chết, mãi mãi biến mất trên cõi đời. Đông Phương Kinh Nguyệt đứng lặng, mắt không chớp. Phong Phi Vân xem Đông Phương Kinh Nguyệt là pho tượng, không quan tâm. Phong Phi Vân lấy cái hộp sắt đỏ thắm ra khỏi linh thạch, đó là thứ duy nhất Nam Cung Hồng Nhan để lại cho hắn. Nam Cung Hồng Nhan nói khi nào nguy hiểm Phong Phi Vân hãy mở hộp ra. Bên trong chứa cái gì? Khi Phong Phi Vân chạm vào hộp sắt thì tâm tình rất nặng nề, cảm giác như sợ di vật. Phong Phi Vân do dự thật lâu mới mở cấm văn trên hộp, mở nắp ra. Bên trong mông lung phát ra ánh sáng tím nhạt. Đây là một bộ đồ màu tím, không nhìn ra chất liệu là gì. Không phải loại chất liệu nào Phong Phi Vân từng thấy. Bên trên có hoa văn, giống da rắn lột nhưng càng như da rồng hơn. Phong Phi Vân lấy bộ đồ A, mở áo, bên trên có 9 co thần cưu, chính giữa là ký hiệu bí ẩn. 8 ký hiệu này khó ai trong thần tấn vương triều nhận ra nhưng Phong Phi Vân lại biết, nó là 8 quẻ phù. Quẻ phù truyền thừa ở thời kỳ viễn cổ. Đồn rằng một con long mã cõng một mai rùa trồi lên mặt nước, phun nuốt bên bờ sông. Một tiên hiền nhân loại đi ngang qua, quan sát hoa văn mai rùa, diễn sinh 8 quẻ phù đại biểu 8 loại tháp pháp tu luyện đầu tiên của nhân loại. Chẳng lẽ đây chính là cưu cửu quẻ bào, yêu ma chiến y? Không đúng, nếu là yêu ma chiến y thì trên áo nên có khí yêu ma đậm đặc. Tại sao cái áo này không có chút khí yêu ma nào? Phong Phi Vân lấy phong thư đặt ở đáy hộp ra, hàng chữ xinh đẹp, là Nam Cung Hồng Nhan tự tay viết. Phong Phi Vân rung động. Phong Phi Vân, khi ngươi đọc lá thư này chắc trong hoàn cảnh bất lực nhất, nguy hiểm nhất. Đọc đến đây Phong Phi Vân cười khổ, đúng là bây giờ hắn bất lực. Phong Phi Vân đọc tiếp. Bộ đồ trong hộp là yêu ma chiến y, tức là di vật duy nhất mẫu thân ngươi để lại cho ngươi. Một vị cường giả cái thế Nam Thái Phủ cho ta biết được năm thần y sẽ có lực lượng vô địch thiên hạ, có tuổi thọ dài. Trước khi gặp ngươi, ta cố gắng hết sức tìm ra 5 món thần y. Nhưng gặp ngươi rồi. Ta cảm thấy chỉ cần có được ngươi là ta có lực lượng vô địch thiên hạ, sinh mệnh vĩnh hằng. Khí yêu ma trên yêu ma chiến y quá đậm đặc, nếu ngươi trực tiếp mặc vào sẽ kích động máu yêu ma trong người. Khi tu vi của ngươi chưa đến chân nhân cảnh, không cách nào áp chế ma tính, yêu khí đó. Nên ta tự quyết định, dẫn máu yêu ma trên yêu ma chiến y vào xương phượng, dùng xương phượng luyện hóa máu yêu ma. Ta mất 1 năm trời mới xong, sau khi máu yêu ma bị luyện hóa. Người mặc yêu ma chiến y vào vừa có sức chiến đấu cường đại vừa áp chế yêu ma chi khí tùy thời thức tỉnh trong người. Ha ha, đừng quá cảm động, chẳng qua muốn cho ngươi một niềm vui bất ngờ, tên ngốc. Phong Phi Vân siết chặt lá thư, mắt ướt nước, bóng dáng Nam Cung Hồng Nhan như thấp thoáng trên tờ giấy, nhoẻn miệng cười với hắn. Nam Cung Hồng Nhan nói, chỉ cần có được Phong Phi Vân là có lực lượng vô địch thiên hạ, sinh mệnh vĩnh hằng. Nghĩa là Phong Phi Vân là tất cả của Nam Cung Hồng Nhan, hắn là thiên hạ, là vĩnh hằng của nàng. Phong thư viết trước khi Nam Cung Hồng Nhan đi lấy cửu ngũ long bào, nàng đã giao yêu ma chiến y cho Phong Phi Vân, bản thân không thể gom đủ 5 thần y nhưng vẫn đi lấy cửu ngũ long bào. Nam Cung Hồng Nhan làm điều này vì bản thân mình sao? Nam Cung Hồng Nhan sớm quyết định gom đủ 5 thần y cho Phong Phi Vân, khiến hắn vô địch thiên hạ, nàng là nữ nhân sau lưng vô địch thiên hạ. Mỗi nữ nhân đều không hy vọng làm bình hoa, mong muốn giúp đỡ người mình yêu,
Nam Cung Hồng Nhan cũng vậy. Khi một nữ nhân yêu nam nhân, đôi khi nàng ngốc như con nít 3 tuổi, đôi khi làm chuyện cực đo na nhất trên đời, đôi khi làm chuyện xấu trời đất khó tha. Nhưng tất cả đều vì người mình yêu. Yêu một người là lặng lẽ hiến dâng, đến chết không ngừng. Phong Phi Vân hít sâu, chậm rãi gấp phong thư đặt vào hộp sắt đỏ, cất đi. Mắt rơi lệ càng nhiều lòng càng lạnh. Phong Phi Vân nhảy xuống tảng đá, đứng trong mưa, sống lưng hắn thẳng tắp như thanh kiếm sắp ra khỏi vỏ. Xoẹt xoạc. Phong Phi Vân mặc yêu ma chiến y cưu cửu quẻ bào vào người, rất nhanh nó hòa hợp cùng cơ thể hắn. Chiến khí ngút trời bộc phát sau lưng Phong Phi Vân, bóng rồng khổng lồ trăm thước bay lên từ sau lưng hắn. Con rồng dữ tợn, vảy sắc bén, há mồm phun ra tử vân, hút khí dẫn động thiên địa phong lôi như có thể nuốt trời. Phong Phi Vân lấy xương phượng ra, lại nhìn thân hình xinh đẹp khác bên trên. Mắt Phong Phi Vân lóe tia đau đớn, sau đó sát ý thay thế tất cả. Hồng Nhan, nàng là tim của ta. Phong Phi Vân cầm xương phượng nóng cháy ấn vào tim mình, xương phượng dung hợp với trái tim hắn. Bất tử phượng hoàng thân, bước thứ hai luyện cốt chính thức bắt đầu. Đây là khối xương phượng thứ nhất của Phong Phi Vân, khối xương phượng phượng hoàng thứ nhất là xương tâm. Khối xương phượng này là trái tim Phong Phi Vân. Phong Phi Vân vốn là thể chất nhân loại, muốn tu ra khối xương phượng thứ nhất phải chờ tới đẳng cấp cự phách. Nhưng sau khi có xương phượng này, Phong Phi Vân trực tiếp bước chân vào luyện cốt cảnh. Bị xương phượng ảnh hưởng, xương toàn thân Phong Phi Vân kêu răng rắc, rèn luyện lại lần nữa, trong suốt lấp lánh như ngọc thạch đỏ thẫm. Chỉ một giây thể chất của Phong Phi Vân tăng gấp 6 lần. Cho ta hai con dị thú chiến hồn. Người Phong Phi Vân tỏa sáng rực rỡ, mái tóc dài bay ngược lên trời. Đông Phương Kinh Nguyệt đánh ra hai vầng sáng bao bọc hai dị thú chiến hồn tu vi cường đại bay hướng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân một tay bắt một con dị thú chiến hồn, cắn nuốt, luyện hóa nó. Vạn thú lao ra từ cơ thể Phong Phi Vân lơ lửng khắp nơi trong thiên địa, xây dựng thế giới vạn thú. Không gian toàn là dị thú chiến hồn, trong khoảnh khắc thiên địa biến thành hồng hoang man thú cảnh. Vạn thú chiến thể đại thừa. Người Phong Phi Vân phát ra yêu khí ngút trời. Thú hồn chấn động khung trời. Sát ý từ người Phong Phi Vân làm xúc vật trong phạm vi mấy chục dặm thành bãi máu, nếu không phải yêu ma chiến y áp chế yêu ma chi khí trong người hắn có lẽ bây giờ hắn đã mất lý trí, thành kẻ điên khát máu. Vù 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 vù. Phong Phi Vân như đại ma xuất thế vọt lên trời, mang theo chiến vân bay hướng thần đô. Đông Phương Kinh Nguyệt hỏi. Ngươi tính đi đâu? Giọng Phong Phi Vân văng vẳng trên bầu trời. Ta nguyện hóa thân yêu ma, huyết tẩy thần đô. Thanh âm khàn khàn ồm ồm như có tử thần giảng đạo trên áng mây. Trên bầu trời, khí túc sát thật lâu không tán. Tuy Phong Phi Vân đã nổi khùng nhưng hắn còn đáp lời nghĩa là thần chí không hoàn toàn bị yêu ma chi khí cắn nuốt, điều này khiến Đông Phương Kinh Nguyệt yên tâm. Đông Phương Kinh Nguyệt chỉ hơi yên tâm, mới rồi Phong Phi Vân nói câu kia lạnh thấu xương, lệ khí nặng nề làm nàng không yên lòng chút nào. Đông Phương Kinh Nguyệt vội vàng đuổi theo hắn. Phong Phi Vân đi trong long mạch dưới đất, người hắn như vòng xoáy to, trên đường đi hút linh khí long mạch. Dù là Phượng Hoàng luyện cốt, hay vạn thú chiến thể đều cần linh khí khổng lồ tẩy lễ. Nơi linh khí sung túc nhất là long mạch dưới lòng đất. Sông dài màu vàng dưới đất có vô số dị thú bản cứ, sinh trưởng trong long mạch. Khi Phong Phi Vân lướt qua trước mặt chúng nó, đám dị thú bị giết hết. Nguyên long mạch dưới đất trôi nổi xác chết dị thú. Long mạch màu vàng bị nhuộm thành màu máu, như biển thây. Phong Phi Vân đến dưới lòng thần vương phủ, nơi nữ ma bế quan. Nữ ma và Long Thương Nguyệt đã đi, chỉ để lại ao ma huyết đen thui. Máu tràn ngập ma tính xâm nhiễm vách đá vài trăm thước, từng lũ phản chiếu như mạch máu răng khắp vách đa, ét. Nữ ma đi nhưng để lại ao ma huyết. Nữ ma bế quan tại đây vốn là vì A Bì trừ ma huyết. Chém ma tính trong người, thành thánh đạo. Nữ ma rời đi nghĩa là nàng đã trừ hết ma huyết trong cơ thể, thành tựu thánh đạo chi nguyên, hiện giờ tu vi đạt đến trình độ nào khó thể đoán chừng. Nhưng chắc chắn một điều là nữ ma mạnh hơn trước kia. Long Thương Nguyệt không có ở đây, không phải nàng tự đi hay bị nữ ma mang đi. Yêu khí tràn ngập quanh thân Phong Phi Vân, yêu ma chiến y bị gió trong long mạch thổi bay phần phật. Đôi mắt Phong Phi Vân yêu dị nhìn chằm chằm ao ma huyết như lòng người, máu yêu ma trong cơ thể hắn sôi sục. Dưới tình huống bình thường yêu ma chiến y sẽ áp chế máu yêu ma trong người Phong Phi Vân,
nhưng nếu hắn cố ý uống ma huyết, cố ý muốn hóa thân yêu ma thì dù là yêu ma chiến y cũng không áp chế được. Phong Phi Vân đứng trong long mạch thật lâu không nhúc nhích. Phía xa, mắt Đông Phương Kinh Nguyệt mông lung, áo trắng phất phới, tay ôm hồng ngọc tỷ bà ngồi trên long mạch linh khí mênh mông. Người chiến vực như sáp ong ngọc thạch, tay ngọc bắn đàn tỷ bà tấu khúc thiên âm tĩnh tâm. Khúc tỷ bà say lòng người, hoa trong gương, trăng trong nước, rốt cuộc là mơ. Hồng trần mờ ảo nhiều khách lướt qua, tỷ bà vẫn say lòng người. Đông Phương Kinh Nguyệt muôn kéo Phong Phi Vân về, nếu uống ma huyết là sẽ hóa thân yêu ma thật. Diêm Vương Thích trên lưng Phong Phi Vân lóe ánh sáng tà tính, khí thi hủ tràn ngập toàn thân hắn, như có ngàn vạn lệ quy đang xâm nhập cơ thể. Sau lưng Phong Phi Vân là yêu khí biến thành bóng dáng cuồng long màu tím, cao trăm thước, dữ tợn khát máu. Đôi mắt Phong Phi Vân tà dị, giọng khàn khàn đầy tử khí. Nàng, sao không đi mau? Khúc tỷ bà, ngừng. Đông Phương Kinh Nguyệt thở dài thườn thượt. Nếu ta đi thì ai kéo ngươi trở về? Một câu đơn giản lại chất chứa tình cảm thiết tha. Nàng không kéo về được. Ánh mắt Phong Phi Vân dứt khoát, lệ khí càng tăng lên. Phong Phi Vân há mồm hút, ao ma huyết bay ào ào vào cổ họng hắn, trôi xuống bụng. Trông như vô số huyết quản bay vào miệng Phong Phi Vân, đan xen hình ảnh ma tính. Mấy hôm nay trong thần đô không ngừng cuộc chiến, phe thái tử đánh vào hoàng thành trước, người ủng hộ thái tử khống chế đại cục. Thần đô, trong hoàng thành. Hôm nay thái tử sẽ tế thái miếu, đăng cơ đại bảo. Mấy chục lão tổ hoàng tộc đích thân đến, văn võ bá quan đi theo. Thần trung gióng lên, tù và thổi vang vọng nửa thần đô. Một cái đỉnh thanh đồng to đặt trước thái miếu, bên trong dầu đốt cháy ngọn lửa vọt lên cao hơn 10 trượng, như dự báo quốc vận thần Tấn Vương Triều cũng sẽ lửa cháy muôn đời giống cái đỉnh thanh đồng này. Phụng Thường một trong cửu khanh tay nâng tế văn, đứng trước thái miếu cao giọng quát. Tấn đế đến, kèn thổi vang, long thần nhai khí vũ hiên ngang mặc cửu ngũ long bào, khí độ quân lâm thiên hạ. Long hồn lượn lờ quanh người, ánh sáng vàng chói lòa. Long thần nhai từng bước đi lên bậc thềm đá. Bên dưới, hàng vạn người quỳ xuống. Thái tể, thái sư trong tam công tiến đến, có thể không quỳ. Thái phó không nằm trong số đó. Vang tiếng nổ điếc tai, thanh âm chấn động nguyên hoàng thành. Đám người giật mình, long thần nhai dừng bước chân nhìn hướng phát ra thanh âm. Khóe môi Bắc Minh Mặc Thủ cong lên. Không sao. Tiếp tục tế tự đi, đừng chậm trễ giờ lành. Lại vang tiếng nổ đinh tai, thanh âm dữ dội hơn làm màng tia đau rát. Mặt đất nứt ra. Thanh âm thứ ba vang lên, tiếng sụp đổ ầm ầm như có ngọn núi cao sập xuống. Không phải núi sập mà là tường hoàng thành, tường thành cao trăm thước như dãy núi sụp đổ ba dặm. Nhìn theo lỗ hổng hoàng thành thấy bên ngoài toàn là cự thú chiến xa, trăm vạn chiếc chiến xa. Cự thú gầm giống xua tan áng mây trên bầu trời. Ba thiên hầu thống lĩnh ức vạn thần võ quân bao vây hoàng thành, biển người đông đúc không thấy cuối. Đây là biển người thật sự, nhìn ra ngoài trăm dặm toàn là thần võ quân bao vây hoàng thành. Thần võ quân đông nghìn nghịt đồng thanh kêu lên. Giết, giết, giết. Chiến thanh chấn động, một nửa quan viên trong hoàng thành té dưới đất, có người bị sát khí làm ngất xỉu, có người sợ xỉu. La Phù công chúa tiến quân thần tốc. Hàng trăm cường giả đi theo bên người. Có đại nhân vật tiên môn, có quan viên triều đình, có ba thiên hầu thần vương phủ. Tay La Phù công chúa nâng đế tỷ leo lên thái miếu, nhìn chằm chằm cửu ngũ long bào trên người long thần nhai. La Phù công chúa đối diện mọi người, lòng bàn tay bộc phát khí long hoàng kích hoạt đế tỷ. Đế tỷ biến thành thần ấn to như một ngọn núi nhỏ lơ lửng trên thái miếu, thần văn đan xen, tràn ngập đế uy vô thượng. Giọng La Phù công chúa vang vọng khắp hoàng thành. Thấy đế tỷ như gặp tấn đế. Mọi người lại quỳ xuống. Bái kiến tấn đế. La Phù công chúa cất đế tỷ, nói. Long thần nhai, ngươi không có đế tỷ đã muốn xưng đế sao? Long thần nhai mặc long bào, không hề sợ hãi. La Phù, ngươi dẫn thần võ quân đến là muốn làm loạn sao? La Phù công chúa khí thế khiếp người. Buồn cười, ta cầm 39 là chính thống. Sao lại bảo là phản loạn? Long thần nhai ưỡn ngực, cười khẩy nói. Thái miếu trọng địa, dù là tấn đế cũng mặc đồ thường, không am minh theo vũ khí gì. Người dẫn thần võ quân sát khí đằng đằng tấn công, đây là bất kinh với các vị tổ tiên. Long thần nhai sớm biết hôm nay sẽ không bình tĩnh,
La Phù công chúa sẽ tấn công nên đã nghĩ cách ứng đối từ trước, vẻ mặt không chút thay đổi. Mấy chục lão tổ hoàng tộc nét mặt xa xầm, rất bất mãn La Phù công chúa dùng vũ lực công phá hoàng thành, thế này là đang hủy hoại cơ nghiệp của tổ tiên. La Phù công chúa nói, nếu để cho ngươi làm tấn đế sẽ mất nước, đó mới là bất kính với tổ tiên. Trong tay áo La Phù công chúa bay ra một luồng sáng vàng, chiếu thư tơ vàng thêu rồng nằm trong tay nàng. La Phù công chúa mở chiếu thư ra, cao giọng đọc. Tấn đế có chiếu, sách phong long La Phù làm tấn đế đời thứ 8 thần tấn vương triều, khâm thử. Trên chiếu thư tràn ngập đế uy, khi chiếu thư mở ra thì mỗi chữ bay lên như mấy con rồng nhỏ màu vàng uốn lượn trong không trung. Chiếu thư này là một tiểu cô nương đưa đến Linh Thạch Phường nơi thần Hà cấm vệ cư trú, vốn định giao cho Phong Phi Vân nhưng hắn không có trong Linh Thạch Phường, thế là chiếu thư rơi vào tay La Phù công chúa. Trước khi Nam Cung Hồng Nhan rời khỏi thần đô đã nhờ tiểu cô nương đưa chiếu thư. Mọi người trong hoàng thành lần thứ 3 quỳ xuống. Bắc Minh Mặc Thủ bình tĩnh ung dung, nhắm mắt tĩnh dưỡng. Long Thần Nhai không vội vàng, gã đứng dưới đỉnh thanh đồng, cười tủm tỉm. Long Thần Nhai không tìm được chiếu thư trên người Nam Cung Hồng Nhan thì dĩ nhiên nàng đã sớm trao cho Phong Phi Vân, La Phù công chúa nhận được chiếu thư là nằm trong vòng tính toán của bọn họ. La Phù công chúa khép chiếu thư lại, nói. Long Thần Nhai, cởi cửu ngũ long bào ra, hôm nay bản công chúa sẽ đăng cơ đại bảo. Phập! Không chút báo trước, trong cự đỉnh thanh đồng bay ra một người lửa, tay cầm trường thương lả cháy nhanh chóng đâm thủng người La Phù công chúa. La Phù công chúa không kịp trở tay bị đâm xa hơn chục thước, bị đóng đinh trên cột đồng thái miếu. Máu phun ra từ ngực La Phù công chúa chảy thành dọc suối nhỏ xuống bậc thềm. Mọi chuyện xảy ra quá đột nhiên, cường giả tiên đạo bảo vệ bên cạnh La Phù công chúa, mấy chục lão tổ hoàng tộc không kịp phản ứng. Có ai ngờ cự đỉnh thanh đồng cháy lửa lại che giấu một người. Một người bị lửa bao phủ, mặc hồng liên hỏa thường, che giấu hơi thở quá kỹ, đây là sát thủ đỉnh cao nhất. Người lửa ám sát La Phù công chúa xong mở màn trời, trong khoảnh khắc biến mất, tu vi cao làm người lạnh gáy. Sát thủ này được Bắc Minh Mặc Thủ mới đến chuyên môn ám sát La Phù công chúa. Chiêu này gọi là giải quyết tận gốc, một chiêu định thắng bại. La Phù công chúa chết thì mặc kệ tay nàng nắm giữ lực lượng cường đại cách mấy cũng không có đất dùng võ. Bắc Minh Mặc Thủ thường hay nói một câu. Chơi cờ quan trọng là quân cờ. Muốn thuê sát thủ tu vi cao đẳng cũng không dễ dàng gì, lại còn ám sát thiên nữ hoàng gia đương triều, dù là cung chủ thái thượng đoạt mệnh cung cũng không dám nhận. Nhưng Bắc Minh Mặc Thủ nêu hồng liên hỏa thường làm vật trao đổi khiến một sát thủ bán tôn chân nhân đồng ý ra tay. Nhiều người không biết Nam Cung Hồng Nhan đã chết, chỉ nhận ra hồng liên hỏa thường. Hồng liên hỏa thường là Nam Cung Hồng Nhan ám sát La Phù công chúa. Bắc Minh Mặc Thủ hí mắt ra, nhếch môi cười. Long Thần Nhai đến bên cây cột thái miếu, nhìn La Phù công chúa bị đóng đinh trên cột đồng. Trường thương thanh đồng còn cắm trước ngực La Phù công chúa, máu chảy ròng ròng. Long Thần Nhai cười châm chọc, giật đế tỷ khỏi tay nàng. Long Thần Nhai đứng trên bậc thềm cao nhất, mặc cửu ngũ long bào, giơ đế tỷ. Long Thần Nhai cao giọng quát. La Phù công chúa đã chết, ta là tấn đế, ai dám không phục sẽ xử theo tội phản loạn. Nguyên Hoàng Thành rung mạnh. Chấn động dư âu đòi hơn vừa rồi, mặt đất nứt mảng lớn. Không ai biết xảy ra chuyện gì, Bắc Minh Mặc Thủ luôn bình tĩnh cũng vẻ mặt trầm trọng nhìn hướng mặt đất nứt ra. Dường như có cái gì sắp phá đất chui lên. Sầm bộp. Trên bầu trời bỗng có ma vân giáng xuống, hắc ám bao phủ hoàng thành, xòe tay không thấy năm ngón. Một tia chớp thô cỡ cây cột giáng xuống, như thanh thiên đao muốn chém thiên địa thành hai nửa. Có yêu nghiệt tuyệt thế gì sắp xuất thế sao? Đất đai nứt nẻ lún xuống lộ ra một cái hố to, sát khí hùng dũng dâng lên trời. Một cuồng long màu tím lao ra, dài trăm thước, bóng rồng khủng bố. Có một nam nhân như yêu ma cõng bóng rồng này giáng xuống thế gian. Phong Phi Vân đứng ở trên trời cao, toàn thân đều lấp lánh ma vân đen tuyền, hai mắt lại đỏ kè tựa như hai luồng tiên huyết máu tươi. Thân thể hắn giống như đã hòa tan vào cùng ma vân. Trên gò má bên trái còn có những huyết mạch màu xanh hơi nổi gồ hẳn lên. Tay hắn đã hóa đao thiên tủy binh đảm, cả người đang đứng ở trong tầng mây cuồn cuộn. Trong mắt Long Thần Nhai đúng là hiện lên vẻ kinh dị, hắn đứng ở trước thái miếu ngước mắt nhìn trời cao. Phong Phi Vân. Giờ phút này Phong Phi Vân thật sự rất đáng sợ,
khiến cho hắn cảm thấy ớn lạnh. Nghĩ tới cái chết của Nam Cung Hồng Nhan, chẳng lẽ là hắn đến để giết ta, trong lòng Long Thần Nhai hiện ra một ý niệm như vậy. Ánh mắt hung ác trên mặt Phong Phi Vân chợt lóe, hắn lao xuống với sát khí hào hùng, hai tay nắm đao liền chém xuống một đao. Yêu nghiệt lớn mật, cũng dám ám sát tấn đế. Bắc Cung Tổng Quản lạnh nhạt hầm hừ một tiếng, vọt thẳng lên đi ngăn chặn Phong Phi Vân. Bắc Cung Tổng Quản chính là cảnh giới cự phách, trên bàn tay lão kết xuất ra thần ấn. Phốc! Thần ấn bị nghiền nát, Bắc Cung Tổng Quản rơi xuống từ ở giữa không trung. Một cước của Phong Phi Vân đạp vào lồng ngực của lão. Một đao bổ vào đỉnh đầu của lão, đao phong xả trên đầu lão, từ đỉnh đầu chém tới vị trí sống mũi. Một vòi máu phun ra. Rầm! Phong Phi Vân đạp lên Bắc Cung Tổng Quản, làm lão rơi trên thềm đá cao cao, nện vỡ năm bậc thềm đá. Hắn giẫm thủng lồng ngực lão. Đao phong chém mãnh liệt qua một cái, trực tiếp chia Bắc Cung Tổng Quản thành hai mảnh. Máu của cự phách vãi đầy thềm đá, bắt đầu bốc cháy thiêu đốt cuồn cuộn. Một vị cường giả cấp bậc cự phách, đã chết ở dưới đao Phong Phi Vân. Một màn này liền phát sinh ngay trước mắt, khiến cho toàn bộ mọi người đều hóa đá, đều có thể cảm nhận được một sự thù hận, một cỗ sát ý kia trong thân thể Phong Phi Vân. Cũng không ai biết trên người của hắn rốt cuộc xảy ra cái gì. Nhưng một cỗ sát ý này của hắn lại là nhằm vào ai? Long Thần Nhai bị dọa đến mặt vàng như nghệ, từng bước lui về phía sau. Nếu ngay cả một vị cự phách đều chết ở trong tay Phong Phi Vân, hắn coi như mặc cửu ngũ long bào thì cũng không có khả năng có thể dùng lực để địch lại. Hắn muốn trốn, soạt. Phong Phi Vân xuất hiện ở trước mặt hắn, một đôi mắt máu chảy đầm đìa đang nhìn thẳng chằm chằm vào hắn. Yêu ma sát khí vô tận ập đến, khiến cho hai chân hắn như nhũn ra, trực tiếp ngồi bệt ở trên mặt đất, vô phương lại đứng thẳng hai chân. Nếu không phải hắn còn có một sự kiêu ngạo của đệ tử hoàng gia, thì nói không chừng hắn đều đã quỳ ở trên mặt đất. Xoẹt xoẹt. Phong Phi Vân vươn ra một tay tóm lấy cửu ngũ long bào trên người hắn rồi giật mạnh xuống. Thân thể Long Thần Nhai bị hất bay lên, liên tiếp xoay tròn 6-7 vòng ở trong không khí, sau đó dọc theo thềm đá lăn xuống. Phong Phi Vân mang theo thiên tủy binh đảm, cũng đi bước một xuống dưới thềm đá. Cái nhìn của đôi mắt đỏ kè cũng không có rời khỏi trên người Long Thần Nhai. Hơn 10 vị lão tổ hoàng tộc và Bắc Minh Mặc Thủ đã kịp phản ứng xông đến. Bắc Minh Mặc Thủ lớn tiếng trách mắng. Phong Phi Vân, lá gan của ngươi quá lớn, cũng dám vung đao giết người tại Thái Miếu, rốt cuộc có để vào mắt liệt vị tổ tiên hoàng tộc hay không? Yêu ma chi huyết trong thân thể Phong Phi Vân đã thức tỉnh, biến thành một kẻ khát máu say mê, mọi người liên thủ trấn áp hắn. Nếu không thần đô sợ là sẽ có một cơn đại nạn. Hai vị hoàng tộc lão tổ đồng thời bật bay lên, đều tự đánh ra một đạo trưởng ấn vàng chói. Ở trong trưởng ấn có một con long ảnh vàng rực đang chuyển động. Phong Phi Vân vẫn nhìn chăm chú Long Thần Nhai đang lăn xuống phía dưới thềm đá. Hắn nhìn không rời mắt, rồi lật tay vung ra một đao, trực tiếp chém bay đầu hai vị lão tổ hoàng tộc kia. Hai cái đầu rơi xuống từ giữa không trung, từ trong cổ chảy ngược ra những dòng máu tươi nóng hổi. Hai vị lão tổ hoàng tộc đều dễ dàng bị một đao giết chết tươi, trong lúc nhất thời đã trấn áp những người có mặt. Nên không có người nào dám tiến lên một bước. Phong Phi Vân, ta sai lầm rồi. Ta không nên luyện chết Nam Cung Hồng Nhan, người buông tha ta đi. Phong Phi Vân đứng ở trước mặt Long Thần Nhai. Phốc! Phong Phi Vân liên tiếp phát huy ra hơn 300 đao, trực tiếp chặt Long Thần Nhai thành thịt vụn. Ngay cả một sợi tóc đầy đủ đều không có lưu lại. Mùi máu rất tanh tưởi. Máu tươi bắn tóe khắp mặt Phong Phi Vân, nhưng mà hắn lại hoàn toàn không tự giác. Giết, giết cho ta kẻ điên dại này. Bắc Minh Mặc Thủ lớn tiếng quát. 7 vị cường giả thế gia Bắc Minh đồng thời xông lên phía trước. Đó đều là những nhân vật đứng đầu đã sống 200 năm trở lên. Họ chính là những bậc cao cấp trong thế gia Bắc Minh, cũng là quan to trong triều đình. Bọn họ biết Phong Phi Vân giờ phút này khó dây vào nên đều rất cẩn thận coi chừng, đều xuất ra linh khí bổn mạng. 7 người này cực kỳ cường đại, đều chính là nhân vật có được linh khí. Bọn họ lấy linh khí trấn áp Phong Phi Vân, tựa như nâng 7 món ngọc báu lớn đang tỏa ra hào quang lóng lánh. Chúng bùng phát ra lực lượng như trời long đất lở. Phong Phi Vân lấy một địch 7, đánh đến phát cuồng. Tà khí trên người so với 7 món linh khí kia thì càng mạnh mẽ hơn. Rầm. Vị cường giả thứ nhất thế gia Bắc Minh bị đánh bay đi ra, bụng bị moi trống rỗng, thân thể bị khoét xuyên qua,
các khúc xương trên người đều bị đánh gãy 7-8 cái. Người thứ hai bị ném bay ra, thất khiếu máu chảy, vị trí sau gáy bị đánh một quyền làm lún thật sâu xuống, từ bên trong đang không ngừng có máu chảy và óc rơi ra. Tiếp theo là người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm, người thứ sáu, người thứ bảy. Bảy đại cao thủ thế gia Bắc Minh toàn bộ bị chết vô cùng thê thảm, không nỡ nhìn, không ai sống sót. Phong Phi Vân đứng ở nơi đó, toàn thân đều dính máu be bét, trên người ít nhất có 10 vết thương. Từ trong vết thương cũng đang không ngừng rỉ máu. Mỗi lần hắn đi một bước, trên mặt đất sẽ có một dấu chân bằng máu. Bảy đại cao thủ của thế gia Bắc Minh đều là cường giả đích thực. Mặc dù hắn đã đều giết chết hết những người này, nhưng mà hắn cũng bị thương. Mặc dù bị thương, nhưng mà một cỗ khí tức tà ác kia lại càng làm cho người ta sợ hãi hơn. Mặc dù là trầm tĩnh như Bắc Minh Mặc Thủ, giờ phút này đều cảm giác được trái tim băng giá, kìm lòng không đậu lui về phía sau một bước. Chết đi cho ta. Âm thanh của Phong Phi Vân là cực kỳ khàn khàn, hắn đằng đằng sát khí xông về hướng Bắc Minh Mặc Thủ. Phía sau Bắc Minh Mặc Thủ có hai vị siêu cấp cự phách, chính là hai vị thiên hầu của thế gia Bắc Minh. Hai vị thiên hầu này đều tự lạnh nhạt hầm hừ một tiếng, muốn ra tay đối với Phong Phi Vân. Nhưng mà bọn hắn vừa mới bước ra một bước về hướng phía trước, liền bị đấu chiến thiên hầu nện một quyền đánh bay trở về. Đấu chiến thiên hầu đứng thẳng nổi bật. Thần vương giết người, ai dám ngăn trở, ta trước lấy thủ cấp hắn. Đấu chiến thiên hầu chính là một vị cự phách chí cao vô thượng, chiến lực có thể so với bán chân nhân, ở đây là vô địch. Lão đã lên tiếng, ai nếu như vẫn còn dám ra tay giúp đỡ Bắc Minh Mặc Thủ, kia quả thực chính là đang tìm chết. Đấu chiến thiên hầu trước đây đã từng thiếu chút nữa bị Bắc Minh Mặc Thủ hại chết, có thể nói căm hận sâu sắc. Vào lúc biết được Tấn Đế đã rời khỏi thần đô, lão đã nghĩ đến xông vào thần đô, lấy cái đầu còn trên cổ của Bắc Minh Mặc Thủ. Nay lại nói rằng, nếu như Phong Phi Vân không giết được Bắc Minh Mặc Thủ, thì lão cũng sẽ ra tay xuất thủ. Bắc Minh Mặc Thủ khinh thường nói. Thằng trẻ nít Phong Phi Vân, ngươi thực sự cho rằng lão phu là dễ giết như vậy sao? Người trong thế gian cũng biết thế gia Bắc Minh nắm giữ được một món chấn thế sát binh, chính là một vị tổ tiên chân nhân tìm được trong một mảnh di chỉ thượng cổ vào lúc rời khỏi thần Tấn Vương Triều đến hoang vực chung quanh. Lại trải qua thế gia Bắc Minh hơn 1.000 năm tu bổ, rốt cục mới đạt tới cảnh giới chấn thế sát binh đích thực. Món chấn thế sát binh này chính là Minh Băng Trác. Nghe nói công pháp chấn tộc Bắc Minh thần công của thế gia Bắc Minh đích xác là phát hiện từ trên bề mặt Minh Băng Trác, ban đầu tên gọi là Minh Băng Quyết. Bắc Minh Mặc Thủ nắm giữ một kiện chấn thế sát binh này, coi như là đấu chiến thiên hầu chỉ sợ đều không giết được hắn. Chấn thế sát binh uy năng không thể suy đoán, đương thời chỉ có không đến 20 món. Đó đều là vô thượng thần binh đích thực. Bắc Minh Mặc Thủ không hề sợ hãi, tính toán xuất ra Minh Băng Trác, đủ để toàn thân trở lui. Với nội tình và thế lực muôn đời của thế gia Bắc Minh, sau khi lão trốn ra ngoài thì có lẽ vẫn làm bá chủ thiên hạ như trước. Nhưng mà, Bắc Minh Mặc Thủ đánh ra pháp quyết, lại không có xuất ra Minh Băng Trác. Ở trong ánh mắt của lão xuất hiện vài phần bối rối. Lão tìm kiếm một hồi lâu mà cũng không tìm được Minh Băng Trác, thật giống như là bị người ta ăn trộm mất. Tất cả mọi người ở đây không giải thích được, không biết Bắc Minh Mặc Thủ rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Lão đang tìm cái gì? Bị trộm rồi. Bắc Minh Mặc Thủ không tìm thấy Minh Băng Trác, trong lòng rơi đến mức thấp nhất. Vào thời khắc mấu chốt, chấn thế sát binh lại bị đánh cắp, Bắc Minh Mặc Thủ ngàn tính vạn toán, cũng để sót không có nghĩ ra được chuyện này. Rốt cuộc là bị ai ăn trộm đi, lấy từ khi nào? Phong Phi Vân cũng không để ý tới rốt cuộc lão đang làm gì. Hắn mang theo thiên tủy binh đảm xông tới, yêu ma chiến y trên người vung lên. Lực lượng trên lưng Diêm Vương trở nên đen nhánh, bộc phát ra một cỗ lực lượng không gì sánh kịp. Đôi mắt già nua của Bắc Minh Mặc Thủ phát lạnh, coi như không có Minh Băng Trác thì lão lại cũng sẽ không sợ hãi kẻ tiểu bối Phong Phi Vân này. Lão có thể ngồi được vào vị trí chủ nhân thế gia của thế gia Bắc Minh kia, đó đều là thông qua dốc hết sức lực mà làm. Chiến lực mặc dù không phải đệ nhất nhân của thế gia Bắc Minh, nhưng mà lại vẫn có thể xưng hùng trong lớp tiền bối. Bắc Minh Mặc Thủ chính là siêu cấp cự phách cấp bậc thiên mệnh đệ bát trọng. Phong Phi Vân một đao liền chém đứt một kiện linh khí do Bắc Minh Mặc Thủ đánh ra, biến nó thành hai nửa sắt vụn. Đao phong thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc liền bổ tới cánh tay lão.
đao khí tràn đầy thú ảnh chém một nấc ống tay áo của Bắc Minh Mặc Thủ biến thành cho bụi. Một tiểu bối thiên mệnh đệ tứ trọng mà thôi, tại sao lại đáng sợ như thế? Một cỗ lực lượng kia so với siêu cấp cự phách hoàn toàn không yếu hơn bao nhiêu. Đây là Lưng Diêm Vương trong truyền thuyết, còn có lực lượng của một vạn con dị thú chiến hồn. Thể chất thật đáng sợ, thể chất hiện tại của Phong Phi Vân e rằng so sánh thiên tài cấp bậc sử thi bình thường thì đều cường đại hơn gấp hàng chục lần. Không chỉ có như thế, trong thân thể của hắn có một cỗ ma huyết đang chảy xuôi. Ở trong ma huyết lưu lại lực lượng của một vị chân nhân. Cũng chính bởi vì một cỗ lực lượng này còn chưa tan hết, cho nên Phong Phi Vân mới có thể có được chiến lực cường đại như thế. Thì ra trong thân thể của hắn trong có lưu lại được bộ phận lực lượng của một vị chân nhân. Khó trách hắn có thể vượt qua nhiều cảnh giới như vậy để giết người. Chờ đến khi lực lượng chân nhân trong thân thể hắn thiêu đốt hết sạch, hắn liền không còn chiến lực mạnh như vậy. Cái đó cũng chưa chắc, Phong Phi Vân đã uống ma huyết, yêu ma chi huyết trong thân thể hoàn toàn thức tỉnh. Hơn nữa các ngươi nhìn một chiếc áo choàng hắn mặc trên người kia, đúng là yêu ma chiến y, cưu cửu quái bảo, chật chật, một vị yêu ma xuất thế. Phong Phi Vân toàn thân có ma khí bao bọc, sau lưng sinh long ảnh. Hắn đánh cùng Bắc Minh Mặc Thủ đến khó lòng tách rời. Mỗi lần hắn phát ra một tiếng thét dài là có thể đánh cho Bắc Minh Mặc Thủ phải lui mạnh. Đến khi Phong Phi Vân phát ra tiếng gầm thứ bảy, khi một đao lại đánh xuống lần nữa, thì Bắc Minh Huyền băng giáp trên người Bắc Minh Mặc Thủ bị nghiền nát. Cái mũ trên đỉnh đầu bị chém rơi rụng, mái tóc dài rơi xuống, trong miệng có một ngụm máu tươi phun trào ra, trông thật chật vật và thê lương nói không ra lời. Đôi mắt của Phong Phi Vân càng đỏ tươi hơn, nhìn càng khát máu hơn. Lần thứ tám hắn lại gầm vang một tiếng. Phốc! Một đạo huyết kiếm vọt lên, máu tươi bắt đầu thiêu đốt ở trong không khí, một cánh tay của Bắc Minh Mặc Thủ rơi ở trên mặt đất. Mọi người kinh hãi. Bắc Minh Mặc Thủ sắc mặt tái nhợt, tóc tai bù xù, cắn chặt hàm răng. Thằng nhãi Phong Phi Vân, hôm nay ta đã nói rằng coi như ngươi cản rỡ. Nhưng bây giờ lại nói rằng ta cần phải giết ngươi trăm ngàn lần. Lão ăn vào một quả linh đan để làm ngừng chỗ máu chảy trên vai. Bắc Minh Huyền băng giáp bị Phong Phi Vân chém vỡ khiến cho trong lòng lão sinh ra sự sợ hãi, thân thể bay ngược trở lại, chạy thẳng về hướng hoàng thành. Nói ra thì thật buồn cười, lão đường đường là siêu cấp cự phách, thái tể thần tấn vương triều, chính là nhân vật dưới một người trên vạn người. Vậy mà giờ phút này lại muốn chạy trốn trước mặt một thiếu niên không đủ 20 tuổi. Nay nói rằng coi như lão có thể chạy thoát thì nhất định uy danh cũng bị tổn hao nhiều, bị người trong thiên hạ nhạo báng. Ngao! Phong Phi Vân sao lại để cho lão đào tẩu? Hắn chân đạp luân hồi tật tốc, thân như thần điện, trong khoảnh khắc liền đuổi tới phía sau Bắc Minh Mặc Thủ. Trên quyền ngưng tụ vạn thú, chung quanh toàn thân là bóng dáng dị thú chiến hồn, một quyền nện vào đỉnh đầu Bắc Minh Mặc Thủ, làm đầu của lão bị đánh nứt ra, lộ ra phần sọ trắng hiếu bên trong. Bắc Minh Mặc Thủ dù sao chính là siêu cấp cự phách, bị Phong Phi Vân nện một quyền cũng không chết, nhưng mà lại rơi xuống từ đám mây. Phong Phi Vân cũng hạ xuống theo, cánh tay để trần, quyền nọ nối tiếp quyền kia nện vào trên người Bắc Minh Mặc Thủ, đánh cho đến khi đầu khớp xương toàn thân lão đều bể thành mảnh vụn mới thôi. Thái tể, Bắc Minh Mặc Thủ, mất mạng. Thái tử, toi đời. Một ngày này, thiên hạ rung động, vô số người run rẩy theo. Một ngày này, phủ thái tể bị giết hại và cướp đoạt tàn nhẫn nhất, bị thần vũ quân san thành đất bằng, khó còn người sống. Thế ra Bắc Minh tử thương vô số, máu tươi tụ tập thành sông, cao thủ ngã xuống hơn 100 vị. Trong đêm mưa, có người phát hiện ở bên trong phủ thái tể 176 ngôi mộ bia, không ai biết những mộ bia này là do người phương nào lập nên. Trên mỗi một khối mộ bia đều có khắc những cái tên đỏ tươi. Công chúa La Phù cũng không bị giết chết. Nàng từng lưu danh trên thánh bia, trên người có thánh bia số mệnh thêm vào, linh hồn không rời khỏi thể xác. Nhờ còn lưu lại một hơi nên được thái sư dùng một viên lục phẩm thái thượng hoàn hồn linh đan cấp cứu sống lại. Ba ngày sau, nàng liền thức tỉnh lại. Đến ngày thứ 9 đã làm lễ đăng cơ đại bảo, trở thành tấn đế đời thứ 8 của thần tấn Vương Triều. Cũng là vị nữ đế thứ 2 trong lịch sử thần tấn Vương Triều. Tấn đế, phủ thái tể mặc dù bị giết hại cả nhà. Nhưng mà thế ra Bắc Minh căn cơ hùng hậu, tại 8 phủ thiên hạ đều có thế lực không hề nhỏ. Trải qua mấy ngàn năm cai trị đã xâm nhập đến mỗi một góc nhỏ thần tấn Vương Triều. Nay muốn hoàn toàn diệt trừ bọn họ, quả thực khó như lên trời.
Một nữ quan dung mạo thanh tú tao nhã, đứng ở phía sau Long La Phù, hai tay dâng lên một bản tấu chương Chiết Tử vừa mới nhận được. Nữ quan này đúng là Diêu Cát. Nàng trợ giúp công chúa La Phù đoạt thiên hạ, bày mưu tính kế ở sau lưng cho công chúa La Phù. Sau khi công chúa La Phù đăng cơ, nàng liền trở thành nữ quan bên người công chúa La Phù được mọi người trọng vọng nhất. Tương lai được phong vương bái tướng cũng không phải không có khả năng. Long La Phù đứng ở chính giữa đế cung xanh vàng rực rỡ, trên người mặc cửu ngũ long bào, trên đầu đội đế mào, tay trái chắp ở phía sau, nhìn bức phù điêu một con cự long màu vàng ở chỗ cao nhất phía trên tường đế cung mà nói. Thế ra Bắc Minh chính là một trong tứ đại môn phiệt của thần Tấn Vương Triều, không phải dễ dàng như vậy là có thể nhổ cỏ tận gốc với bọn họ. Uy hiếp lớn nhất của thế gia Bắc Minh chính là Bắc Minh Phá Thiên, một trong quần long, tương lai trưởng thành nhất định có thực lực phệ thiên nuốt trời. Truyền ý chỉ của chấm, thông cáo thiên hạ, ai có thể lấy được thủ cấp của Bắc Minh Phá Thiên, ban thưởng đất phong một quận. Trong một tòa đế cung này chỉ có Diêu Cát và công chúa La Phù, không, xác thực mà nói, là Tấn Đế đương triều. Long La Phù trầm lặng thật lâu, cũng không biết đã qua bao lâu, mới nói. Hắn vẫn còn ở bờ Tấn Hà. Diêu Cát gật đầu. Ngày đó có nói rằng, sau khi Phong Phi Vân giết Long Thần Nhai và Bắc Minh Mặc Thủ, liền toàn thân dính máu đi ra khỏi thần đô, một mạch hướng nam rồi đứng ở bờ Tấn Hà. Nước sông dậy sóng không dứt, những cơn sóng lớn ngập trời. Một bức tượng nữ thần cao gần 1874 trượng đang đứng ở bên bờ Tấn Hà, dáng vóc giống Thủy Nguyệt Đình như đúc. Phong Phi Vân đứng ở nơi đó thật lâu mà nhìn kỹ, chỉ có Đông Phương Kính Nguyệt đi theo phía sau hắn, từ rất xa nhìn chăm chú vào hắn. Sau khi Phong Phi Vân hóa thành yêu ma khát máu, cũng chỉ có Đông Phương Kính Nguyệt mới dám tiếp tục đi theo phía sau hắn. Đột nhiên, hắn bay dựng lên, toàn thân đầy sát khí mà rơi xuống đỉnh đầu bức tượng nữ thần cao 1874 trượng. Một quyền nện xuống, từ bên trong bức tượng nữ thần cao như quả núi lập tức truyền ra âm thanh vết rạn nứt, một kẽ nứt từ đỉnh đầu chạy dần về hướng dưới chân. Sau đó, lan tràn đến toàn thân. Bức tượng nữ thần này đứng ở bên bờ Tấn Hà mấy ngàn năm liền ầm ầm nứt ra, sụp đổ. Muôn vàn khối đá nặng trên vạn cân rơi vào trong Tấn Hà, thiếu chút nữa khiến cho Tấn Hà cạn khô. Toàn bộ sư sãi hòa thượng trên núi đều bị kinh động, đứng ở đỉnh núi mà nhìn cảnh tượng kinh ngạc này. Làm bậy à, đây chính là pho tượng nữ thần Tấn Hà, đã đứng ở chỗ này mấy ngàn năm. A-di-đà Phật, Phong Phi Vân thật sự điên rồi. Pho tượng nữ thần Tấn Hà sụp đổ, sẽ đem đến tai họa không thể tưởng tượng nổi. Những hòa thượng này đều tụng kinh niệm Phật. Ai nấy đều có dáng vẻ tựa như tai họa sắp xảy ra. Sau khi bức tượng đá Thủy Nguyệt Đình sụp đổ, Phong Phi Vân liền hạ xuống trên vách đá đỉnh núi Bỉ Khâu Sơn đối diện. Trong tay hắn xuất ra Thiên Tủy Binh Đảm, biến thành một thanh trường đao. Hắn bắt đầu đào bới trên vách đá tuyệt cao, đất đá tung bay, đá vụn không ngừng rơi xuống từ đỉnh núi. Ban đầu không ai biết rốt cuộc hắn đang làm gì, đều cho là hắn điên rồi. Cho đến mấy ngày sau đó mới dần dần nhìn rõ ràng. Thì ra là khắp nơi hắn đều đang điêu khắc một pho tượng thần. Hắn phải điêu khắc một vách đá cao mấy ngàn thước này thành một pho tượng thần, đây là hắn điêu khắc tượng của ai đó. Sau 10 ngày, cái đầu tượng thần được điêu khắc hình thành. Cái đầu kéo xuống dài chừng 500 thước, chỉ là một tai liền đã cao mấy chục thước, đây là một gương mặt xinh đẹp tới cực điểm, cực kỳ duyên dáng, mắt như thu thủy, mũi tựa ngọc quỳnh. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là tượng đá, nhưng mà lại trông rất sống động. Vẻ đẹp kia thật giống như không thuộc về nhân gian. Tất cả những hòa thượng này trên núi Bỉ Khâu Sơn cũng không hề niệm kinh nữa. Ai nấy đều nhìn chăm chú trên núi vách đá đối diện, ngắm nhìn một tiên nhan tuyệt sắc kia. Một sư nữ có tuổi đứng ở bên kia Tấn Hà, nhìn gương mặt nữ thần trôi nổi trên vách đá, cũng không nhịn được mà nói đầy thán phục. Phong Phi Vân khắc ra một gương mặt không thuộc về nhân gian như vậy, liệu có thể điêu khắc ra thân hình tương xứng với vẻ mặt này sao? Đông Phương Kính Nguyệt liền đứng ở trên vách đá, lặng lặng nhìn tất cả điều này. Nàng tận mắt nhìn thấy Phong Phi Vân phá vỡ bức tượng thần, lại chính mắt nhìn hắn điêu khắc dung nhan của Nam Cung Hồng Nhan trên vách đá. Nàng chỉ là chờ ở nơi này, vẫn không nhúc nhích, không có bất cứ tâm tình dao động gì. Một lần đợi này, chính là 3 tháng. Thời gian 3 tháng qua đi, Phong Phi Vân rốt cục đã khắc xong một ngón chân cuối cùng. 3 tháng trôi qua. Hắn không có uống qua một ngụm nước, ánh mắt không có khép lại một phen, một mực đều điêu khắc không ngừng không nghỉ, hai tay đều đã sứt sẹo,
cả bàn tay đều là dính máu rơm rớm. Pho tượng thần Nam Cung Hồng Nhan rốt cục làm xong, nó cao gần 1.875 trượng, vừa vặn so với bức tượng kia của Thủy Nguyệt Đình thì cao hơn một trượng. Pho tượng thần được làm cực kỳ cẩn thận, ngay cả mỗi một sợi tóc đều khắc cực kỳ để tâm, trên đó ẩn chứa khí chất giống nhau như đúc với Nam Cung Hồng Nhan. Cũng không biết được phải yêu một người đến đâu thì mới có thể điêu khắc ra được pho tượng Phật truyền thần như thế. Sau khi làm xong tất cả điều này, Phong Phi Vân cũng không dừng lại, mà là xuất ra Thiên Tủy Binh Đảm, hóa thành một thanh cự đao. Ở trên vách đá bên phải tượng thần, hắn khắc nổi bốn chữ. Nữ thần Thái Vi. Ban đêm, dòng nước trong trận mưa rào cuộn trào, tiếng sấm ầm ào. Trong đế cung, Thái Vi nữ thần, Long La Phù đứng ở dưới mái cong đế cung, lại quay người bước đi thong thả. Bên ngoài mưa đêm ào ào, tia chớp lằng ngoằng như đàn rắn, tiếng sấm vang dội. Diêu Cát mặc nữ quan bào, khí chất tao nhã, trong mắt hiện lên ánh sáng nhìn xa trông rộng, nàng nói. Nam Cung Hồng Nhan chết ở trong đại trận thiên hỏa liễu nguyên, hồn phi phách tán, không có khả năng lại sống lại. Phong Phi Vân đây là muốn phong thần Nam Cung Hồng Nhan, chỉ cần mọi người đều thờ phụng nữ thần Thái Vi, nữ thần Thái Vi nhất định sẽ có hương khói cường thịnh. Đến khi tích lũy cũng đủ nhiều tín ngưỡng chi lực và hương khói, liền sẽ hóa thành thần tà, lại sẽ tới nhân gian. Diêu Cát, ngươi hiểu biết nhất đối với thần tà, cần bao nhiêu tín ngưỡng chi lực và hương khói, mới có thể khiến cho trong tượng thần sinh ra thần nguyên, ngưng tụ ra được thần hồn, biến ảo thành hình người. Long La Phù nói, 72 tiểu quốc Tây Vực, nhân khẩu mỗi một nước không bằng một phần ngàn của thần Tấn Vương Triều. Vị A Luân cảnh Phật của Kê Túc Quốc tích lũy 3.000 năm tín ngưỡng mới sinh ra thần nguyên, lại tích lũy 2.000 năm hương khói, ngưng tụ ra thần hồn. Tổng cộng tốn hao 5.000 năm, mới giống như đi ra từ tượng đất, hóa thành thần tà. Thiên Không Chi Thần của Phổ Lục Quốc, tích lũy 2.400 năm tín ngưỡng mới sinh ra thần nguyên, có tích lũy 1.800 năm hương khói, ngưng tụ ra được thần hồn. Tổng cộng tốn hao 4.200 năm mới đi ra từ trong tượng đất, hóa thành thần tà. Cái này đều vẻn vẹn chỉ là hai tiểu quốc, số lượng dân cư có hạn, hương khói và tín ngưỡng cũng khá có hạn, cho nên mới phải uổng phí thời gian mấy ngàn năm để tích lũy. Diêu Cát biết rất rõ đối với chuyện âm giới. Đối với việc sinh ra mỗi một vị thần tà đều rõ như lòng bàn tay, làm cho người ta cực kỳ tò mò hiếu kỳ về thân phận chân thật của nàng. Sau khi nói xong những điều này, cuối cùng nàng mới nói. Tân đế, chuyện này ngài thấy thế nào? Quần long nuốt trời, Thái Vi giữ tín, quần long nuốt trời, Thái Vi giữ tín. Long La Phù trong miệng không ngừng thì thầm, trầm tư thật lâu rồi mới nói. Thần Tấn Vương Triều. Đang lúc trong cơn mưa sa gió giật không chừng, nội lo ngoại họa, dân chúng lầm than. Nếu muốn một vương triều muôn đời yên ổn, như vậy liền nhất định phải có tín ngưỡng thuộc về mình. Hãy soạn chỉ, phong nữ thần Thái Vi là chân thần của nước. Ở mỗi phủ, mỗi quận, mỗi thành, mỗi huyện, mỗi trấn, thậm chí mỗi thôn xóm, đều dựng lên miếu nữ thần, để đảm bảo muôn đời bình yên, mưa thuận gió hòa. Muốn thống trị một quốc gia, muốn tập hợp tâm tư của tất cả mọi người. Liền nhất định cần phải có tín ngưỡng, phải tạo thần, tạo thánh. Đây đều là vì củng cố chính quyền. Trong lịch sử, mỗi triều đại mỗi đời, đều đã xuất hiện tình huống như thế. Có triều đại làm ra nho thánh, có thời phong đế vương là thượng thiên chi tử con trời, có nước thái sư là quốc thần, v.v. Mà nữ thần Thái Vi, chính là công chúa La Phù muốn tập hợp dân tâm, củng cố chính quyền, chấn chỉnh thiên hạ, mà làm ra thần. Xác thực nói. Là Phong Phi Vân muốn tạo thần, mà công chúa La Phù chỉ là tiện thể mà làm theo. Tân đế, ngài đăng cơ tới nay, vương triều có rất nhiều chuyện, thái phó đại nhân khiến cho ta đến hỏi ngài, niên hiệu vẫn còn chưa quyết định, nên lấy niên hiệu gì đây? Diêu Cát hỏi. Long La Phù nhìn mưa bay khắp thành, từ từ phun ra hai chữ. Nàng nói. Thái Vi. Thái Vi nguyên niên, tháng 3, tấn đế hạ chỉ, phong nữ thần Thái Vi là chân thần của nước. Niên hiệu Thái Vi. Sử quan trong đế vương sách đã viết như thế. Đã lâu rồi không có một mùa hạ nhiều mưa như thế. Trời mưa thế này kéo dài suốt nửa tháng cũng không ngừng nghỉ, khiến cho dòng sông Tấn Hà mãnh liệt mênh mông phảng phất như muốn vỡ đê. Cưu cửu quái bào trên người Phong Phi Vân ngưng tụ yêu mang, hai mắt đỏ kè, tóc dài tung bay. Hắn đi trong bùn đất lầy lội dọc theo Tấn Hà một mạch về hướng nam, cũng không ai biết hắn muốn đi đâu.
vốn hắn đã bị trọng thương trong lúc quyết đấu cùng rất nhiều cao thủ thế gia Bắc Minh. Cuối cùng lại điêu khắc pho tượng nữ thần Tấn Hà ở bên bờ Tấn Hà, suốt 3 tháng không ngừng không nghỉ. Mặc dù nhìn hắn giờ phút này tà khí hào hùng, nhưng mà dù sao hắn cũng là người, không phải thần, tùy thời đều có thể ngã xuống. Đông Phương Kính Nguyệt cũng dầm trong nước mưa, đi qua những lùm bụi rậm cỏ cây, mà theo hắn từ rất xa. Bộ quần áo trắng trên người dính vào bùn lầy, mái tóc dài cũng ướt sũng. Những giọt nước to như hạt ngô lăn xuống từ trên trán của nàng, lưu lại một dấu vết đục ngầu. Hai người đi cách nhau vài dặm, không có nói qua một câu. Bỗng dưng, Phong Phi Vân ngừng bước chân lại, hắn xuất ra thiên tủy binh đảm, trên người hiện ra vạn con dị thú chiến hồn, trầm giọng nói. Cút! Đông Phương Kính Nguyệt cũng dừng bước chân lại, không nói một lời. Nếu như ngươi mà không cút, lúc nào ta cũng đều có thể giết ngươi. Âm thanh của Phong Phi Vân khàn khàn, tràn ngập khát máu, mang theo loại ánh mắt dã thú tàn nhẫn. Nàng vẫn đứng ở nơi đó, đứng nhìn từ thật xa. Phong Phi Vân cuối cùng là vẫn không có hoàn toàn hóa thành điên dại, hắn còn giữ lại được một tia lý trí. Bằng không hắn cũng sẽ không điêu khắc pho tượng nữ thần Thái Vi, cũng sẽ không trách mắng bắt Đông Phương Kính Nguyệt rời khỏi mình. Bởi vì hắn cũng không biết chính mình khi nào sẽ hoàn toàn mất đi lý trí, biến thành một kẻ yêu ma chỉ biết điên cuồng giết chóc. Nếu như hắn hóa thành yêu ma đích thực, người thứ nhất gặp tai ương nhất định chính là Đông Phương Kính Nguyệt đi theo phía sau hắn. Trong đôi mắt Phong Phi Vân hiện lên vài tia đau khổ, hắn khó nhọc hỏi. Vì sao ngươi phải đi theo ta? Ngươi và yêu có đường đi khác biệt, ta muốn ngươi làm người, không để ngươi làm yêu ma. Đông Phương Kính Nguyệt dừng một chút, lại nói thêm. Ta muốn ngươi trở về. Một tia rằng co kia trong mắt Phong Phi Vân biến mất, chỉ còn tràn đầy khí tức tà ác, đôi mắt đỏ bừng như máu, hắn liền xông ra ngoài. Hắn nện vỡ một quả núi cao rồi bay về hướng phía nam. Đông Phương Kính Nguyệt bay lên theo sát mà hỏi. Ngươi muốn đi làm gì vậy? Ta nguyện hóa thân làm yêu ma, tàn sát thiên hạ. Tình nguyện trở thành tội nhân thiên cổ, cũng phải hoàn thành sự nghiệp cho nữ thần Thái Vi. Âm thanh của Phong Phi Vân tràn ngập sát ý, nhưng lại si tình như vậy, tựa như một tử thần đang tưởng nhớ, gây ra sự tổn thương nói không ra lời. Thần Tấn Vương Triều xuất hiện một vị yêu ma khát máu, gặp người liền giết, khát máu thành thính. Một mạch từ thần đô về hướng nam, hắn liền giết chóc suốt dọc đường 1.8 vạn dặm, thây phơi 100 vạn. Một tháng này, mọi người mở miệng nói về yêu ma mà biến sắc, chỉ e sợ là nó sẽ chém hết người trong thiên hạ. Sau một tháng, yêu ma biến mất tung tích, sự giết chóc cũng chấm dứt. Ở chốn thôn quê đã có người xưng hô, yêu ma khát máu chính là bị nữ thần Thái Vi thu phục. Trong lúc nhất thời, cả Trung Hoàng Phủ đều bắt đầu dựng lên miếu của nữ thần Thái Vi. Hương khói cường thịnh, người đến bái kiến nối liền không dứt, khẩn cầu nữ thần Thái Vi chọn đời trấn áp yêu ma khát máu kia, không bao giờ thả hắn ra nữa mà gây họa cho chốn nhân gian. Có người nói rằng, yêu ma khát máu đang tàn sát liên tục các thành. Đột nhiên, yêu ma khát máu này liền ngã trên mặt đất. Một thần nữ áo trắng từ trên trời giáng xuống, tóm lấy yêu ma khát máu nhấc lên, sau đó bay lên trời mà đi. Từ đó về sau, yêu ma khát máu cũng không hề xuất hiện nữa. Lúc ấy có trên vạn ánh mắt đều thấy được cảnh tượng này, thần nữ áo trắng này khẳng định chính là nữ thần Thái Vi. Nữ thần Thái Vi chính là chân thần vì nước, vừa rồi có nói, Tấn Đế tại Bỉ Khâu Sơn tế thiên phong thiện thời xưa chỉ vua chúa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất liền tế bái nữ thần Thái Vi, châm 3 cây thiên hương có thể cháy được 3 năm không tắt. Mà ngay cả Tần Yến Kinh cũng đang tế bái nữ thần Thái Vi, xem ra nữ thần Thái Vi thật là một vị chân thần. Dãy núi Tề Thiên, mênh mông mà lại nguy nga, kéo dài liên miên 37 vạn dặm, cơ hồ kéo dài qua hơn phân nửa thần Tấn Vương Triều. Dãy núi Tề Thiên uốn lượn mà lại khổng lồ, nó tiếp giáp với 5 phủ của thần Tấn Vương Triều. Đó là phủ Nam Thái, phủ Cổ Cương, phủ Vạn Quáng, Tử Phủ, phủ Bắc Cương. Nơi này có những khu rừng nguyên thủy lớn nhất, linh thú mạnh mẽ dữ dội nhất, dị thú, tiên quặng và linh dược quý giá hiếm có khó tìm nhất. Tài nguyên phong phú, cơ hồ chiếm cứ một nửa tài nguyên tu luyện của cả thần Tấn Vương Triều. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, ở trong dãy núi Tề Thiên có tiên môn san sát, tà cung thi động vô số. Tại Nam Lĩnh ở phía nam dãy núi Thiên Tề, có thánh địa đệ nhất thiên hạ Vạn Tượng Tháp. Tại vùng trung bộ dãy núi Thiên Tề có đạo giáo thánh địa Đạo Môn. Cách đạo giáo thánh địa vạn dặm về phía nam,
là Phật môn đệ nhất thánh địa ngự thú trai. Ngoài vạn tượng tháp, đạo môn, ngự thú trai ra, còn có vài ngàn tiên môn phân bố ở trong vùng núi non trùng điệp, trong chốn mãng hoang đầm lầy lớn. Đi về hướng bắc thêm 10 vạn dặm, còn có mấy cái truyền thừa thi động từ thuở xa xưa phân bố ở phủ Bắc Cương. Đương nhiên dãy núi Tề Thiên thật sự rất mênh mông, khoảng cách giữa các tiên môn đều khá xa, chốn nào cũng có phạm vi lãnh địa thuộc về thế lực của mình. Ngoài các tiên môn ra, còn có những cánh rừng hoang từ thuở xa xưa là dị thú lĩnh vực, tu tiên giả không thể đặt chân vào bên trong. Đồn đại ở chỗ sâu trong rừng hoang có linh thú có thể giết chết cấp bậc chân nhân chiếm cứ. Cứ đến đêm trăng tròn, tinh khí thiên địa cả một vùng vạn dặm đều sẽ phát sinh dao động kịch liệt. Đây là hai dãy núi cao vạn thước đầy những đá xanh, còn có vách đá dốc đứng cao chót vót. Ở trên vách đá tại lưng chừng núi có một con đường núi sạn đạo cực kỳ nguy hiểm, một chiếc thanh đồng cổ xa đang chạy trên sạn đạo. Từ dưới chân núi nhìn lại, quả thực thật giống như cổ xa đang bay giữa không, bất kỳ lúc nào đều có thể rơi xuống, rơi tan xương nát thịt. Người đánh xe chính là một nữ nhân áo trắng, tóc xanh như họa, tay ôm tỷ bà đang đi vội trên sạn đạo. Trong núi cảnh sắc đặc biệt mê người, thác nước cao ngàn trượng, mây khói linh như cầu vắt ngang núi, bạch hạc từng đoàn. Còn có những cây cổ tùng cao trăm trượng mọc trên vách đá, cũng không biết đã sống qua bao nhiêu thời đại. Xoạt, xoạt. Hai nữ nhân khoảng 16, 17 tuổi người mặc Phật y trắng tinh, đứng ở trên lưng hai con tiên hạc bay ra từ giữa đám mây trắng. Bọn họ dung mạo xinh đẹp thanh nhã, trên lưng đeo một thanh bạch ngọc kiếm, đồng thời bay xuống từ trên tiên hạc để ngăn cản chiếc thanh đồng cổ thuyền kia. Thánh địa ngự thú trai, người mới đến dừng lại. Minh Xanh nói. Minh Xanh chính là một nàng trong hai nữ nhân đó, tu vi đạt tới thần cơ đại viên mãn. Cổ xa dừng lại, Đông Phương Kính Nguyệt ngước mắt nhung vừa nhìn, thấy được trong mây khói xa xa, loáng thoáng nghe được có âm thanh chuông Phật đang ngân nga. Nhưng mà ở cách xa nhau đến mấy trăm dặm nên nghe không rõ ràng lắm, nàng thản nhiên hỏi. Nơi này chính là ngự thú trai. Nơi này chính là Tĩnh Phong khẩu, còn cách ngự thú trai không đến 180 dặm. Có điều nơi này cũng là con đường tiến vào nhất định phải qua khi đi vào ngự thú trai. Có đệ tử cửa Phật chúng ta bảo vệ, không cho phép bất luận kẻ nào xông vào. Minh Vận nói, muốn đi tới ngự thú trai, trước hết phải qua Tĩnh Phong khẩu. Đông Phương Kính Nguyệt hỏi, các ngươi là đệ tử của Phật Ngự Thú Trai. Ngự Thú Trai chính là đệ nhất thánh địa Phật môn, truyền thừa từ rất xa xưa, là một môn phái xa xưa nhất ở Thần Tấn Vương Triều. Chúng ta chính là đệ tử đời thứ 26 của Ngự Thú Trai. Tên ta là Minh Xanh, nàng này gọi là Minh Vận, nữ thí chủ có xưng hô như thế nào, vì sao phải đến Ngự Thú Trai? Đông Phương Kính Nguyệt nói, ta chính là tứ tiểu thư của thế tộc Ngân Câu. Đông Phương Kính Nguyệt. Lúc này đến ngự thú trai chính là muốn cầu kiến đàn trai chủ, hy vọng hai vị chân Phật tiền bối ngự thú trai có thể dùng ngự thú thanh tâm chú cứu một vị bằng hữu của ta. Minh Xanh và Minh Vận tự nhiên cũng biết thế tộc Ngân Câu, càng biết Đông Phương Kính Nguyệt có lai lịch không nhỏ, nên đồng thời có hơi khom mình hành lễ, thái độ cũng thoáng cung kính hơn một chút. Thì ra là Đông Phương thí chủ, không biết bằng hữu của ngươi là nam hay nữ? Minh Vận hỏi. Nam. Đông Phương Kính Nguyệt đáp. Minh Xanh nói quả quyết. Mời Đông Phương thí chủ trở về đi. Ngự thú trai không cho phép bất cứ nam nhân nào tiến vào, trai chủ không có khả năng gặp ngươi. Đúng lúc này, từ trong quả núi phía xa, mây trắng dâng lên, khói linh ngưng tụ. Khói mây biến thành một bóng dáng nữ nhân cao trăm trượng mở miệng nói chuyện, âm thanh ngân nga mà mênh mông. Minh Xanh, Minh Vận, mới Đông Phương thí chủ vào Tĩnh Phong khẩu, mang nàng đến đỉnh Thái A. Động phủ cả xa. Đây là thân ngoại hóa thân của trai chủ ngự thú trai đàn Thanh Tố. Bái kiến trai chủ. Minh Xanh và Minh Vận đồng thời khom người vái một cái về hướng bóng dáng người kia. Bọn họ trong lòng đau khổ, lại phải làm kinh động trai chủ giáng xuống phân thân. Trong xe cổ xa kia rốt cuộc là ai, làm thế nào mà được coi trọng như thế? Đông Phương Kính Nguyệt nhìn thoáng qua về hướng một vị phân thân từ mây trắng bạch phân kia. Trong lòng thầm nghĩ đàn Thanh Tố không hổ là đàn Thanh Tố, lại tính toán ra được ta sẽ dẫn Phong Phi Vân đến ngự thú trai. Nàng nói, đa tạ trai chủ. Phân thân từ mây trắng bạch phân kia đương nhiên tản ra, lại biến thành mây mù trong núi, tựa như một tấm lụa ngân sa bao phủ lên thiên địa. Trong thân thể Phong Phi Vân, ma huyết đã tràn ngập toàn thân. Lại có một vạn con dị thú chiến hồn chạy loạn trong thân thể.
yêu ma chi huyết của bản thân hắn cũng bị kích phát ra. Nếu không phải hắn đang mặc cưu cửu quái bào, bảo vệ được một tia tâm linh thì hắn khẳng định đã hoàn toàn biến thành yêu ma, hoàn toàn mất đi nhân tính. Hắn vốn đang bị trọng thương, lại mấy tháng không ngừng không nghỉ, nên sau khi giết người vô số thì rốt cục đã ngã xuống. Đông Phương Kính Nguyệt cứu hắn đi, mang lại ngự thú trai. Ngự thú trai chính là đệ nhất thánh địa Phật Môn, đã từng sinh ra nhân vật thần thoại Phật Môn như Phật Tàm Tử. Đây cũng là một môn phái đương thời xa xưa nhất, chỉ là ngự thú trai tịnh không tham dự đến tranh giành thiên hạ, cho nên mới không có lực ảnh hưởng cường đại như tứ đại môn phiệt. Mà sự thực cũng không ai biết thánh địa Phật Môn truyền thừa mấy vạn năm này có nội tình lớn đến đâu. Đông Phương Kính Nguyệt cũng vẻn vẹn biết, ngự thú trai có hai vị nhân vật cấp bậc chân nhân, ngàn năm trước đã đắc đạo. Đương nhiên tất cả điều này đều là một vị tiền bối thế tộc Ngân Câu nói cho nàng, người ngoài cơ hồ cũng không biết chuyện này. Từ đó có thể thấy được ngự thú trai khiêm tốn ra sao. Phải cứu Phong Phi Vân, để cho hắn khôi phục thần trí, đuổi đánh ma tính khát máu. Trước là trấn áp vạn con dị thú chiến hồn trong thân thể hắn. Muốn làm được điểm này, chỉ có ngự thú thanh tâm chú của ngự thú trai. Đồn đại, từng có một vị lão Phật, ngồi xếp bằng trên một thạch thai, niệm ngự thú thanh tâm chú khiến cho mãnh thú và dị thú khắp cả một mảnh núi non trùng điệp đều ngủ say. Hy vọng hai vị chân Phật ngự thú trai vẫn còn chưa viên tịch. Trong lòng Đông Phương Kính Nguyệt thầm nghĩ như thế, nàng ngồi ở trên cổ xa, chạy về hướng ngự thú trai. Vén rèm lên, nàng nhìn Phong Phi Vân nằm ở bên trong mà thở dài kín đáo. Là mê muội vì tình, là giết bá tánh thiên hạ cũng vì tình, là mắc tội với thiên hạ vì tình. Chỉ có điều là, tất cả điều này lại đều không phải vì nàng. Hồng trần cuồn cuộn, đại đạo tại tâm trong lòng. Đỉnh Thái A, là đỉnh núi cao thứ ba ở ngự thú trai. Cao vút trong tầng mây, ngọn núi cao tuyệt, nguy nga mà lại có cảm giác như đè xuống người. Vách đá rêu xanh, lâu đời tựa như một con rồng linh mộc. Ở đó có một tòa động phủ mở tại lưng chừng vách núi, cánh cửa đá cao tám trượng như đang trôi nổi trên biển mây. Tựa như, một tòa động phủ thần tiên. Phong Phi Vân mặc một bộ Phật y trắng tinh, ngồi xếp bằng ở bên ngoài động phủ, bên dưới một gốc cây thần bồ cổ thụ. Gương mặt trắng nõn không râu, lông mày rậm mà chỉnh tề, mái tóc dài đen như mực được gió thổi bay, chập chờn khẽ hất lên. Bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn lúc này, đều có thể từ trên người của hắn đọc được hai chữ yên lặng. Hắn ngồi đó, tĩnh lặng tựa như một hòn đá vạn năm bất động. Cây thần bồ cao gần 300 thước, trên cây có lá cây đã sinh trưởng 300 năm mà không rơi, mang theo một cỗ khí tức tang thương. Khi có cơn gió thổi đến, lá cây nhẹ nhàng rung rinh, phát ra âm thanh ào ào. Một mảnh lá cây bay xuống như một con bướm màu xanh. Một người nữ nhân mặc Phật y trắng tinh đi ra từ trong động phủ bà Sa, trên đầu vấn Phật kế búi tóc Phật chân cưỡi thanh liên, toàn thân hàm chứa dáng vẻ thần Phật sâu xa. Mặc dù nhìn như chỉ có hơn 20 tuổi, có điều trong đôi mắt kia lại đúng là mang vẻ tang thương và thâm thúy, loại tang thương và thâm thúy chỉ có thời gian mới rèn luyện ra nổi. Một tri thức thu được qua sự từng trải mấy trăm năm, nếu không thì không có khả năng có được đôi mắt như vậy. Nàng đứng hồi lâu ở trên phiến đá xanh bên ngoài động phủ, tựa như một vị nữ thánh đủ sức chuyển thay cảnh đời, phía dưới là biển mây. Ngón tay ngọc trên tay trái nàng nắm một chuỗi phỉ thúy mộc châu, nàng nhẹ nhàng nói. Lần này đây ngươi đã ngồi thiền được 64 ngày, so sánh với lần trước lại được thêm 15 ngày. Xem ra ngự thú thanh tâm chú có lẽ rất có hiệu quả đối với ngươi. Phong Phi Vân đi tới ngự thú trai đã được gần một năm. Đón nhận 8 lần tẩy rửa của ngự thú thanh tâm chú, khí tức tà ác trên người tiêu giảm hơn phân nửa. Nhưng mà một cỗ ma tính trên người kia lại vẫn như trước mà không hề hạ xuống, nên trên mặt vẫn còn hiện vài phần tà khí. Hai tay của hắn nắm tại vị trí đan điền, chậm rãi mở hai mắt ra, trong đồng tử có một vòng màu đỏ nhàn nhạt, hơi lạnh như băng. Hắn nói, ngươi biết ta đã tỉnh lại. Âm thanh của hắn không hề khàn khàn như vậy nữa. Đã khôi phục âm thanh của người bình thường. Đến khi lá cây thần bồ cổ thụ rơi xuống, ta liền đã biết. Nữ nhân mặc Phật y trắng tinh thanh thản mà tao nhã, chậm rãi vươn hai ngón tay mảnh khảnh, vân vê ở trong hư không. Một mảnh lá cây thần bồ rơi trên mặt đất liền bay vào trong tay nàng. Mỗi một động tác của nàng đều cực kỳ đẹp mắt, tràn ngập giai điệu thiên đạo. Nữ nhân mặc Phật y trắng tinh này, đúng là trai chủ của ngự thú trai đàn thanh tố. Đàn Thanh Tố,
là một nữ nhân tràn ngập linh tính. Cả người nàng đều tựa hồ chính là từ Phật hiệu vô biên vô tận kết lại mà thành, không có một tia phàm trần tạp chất, tựa như một giọt nước biếc trong chốn rừng sâu núi thẳm. Nàng tu Phật 470 năm, không có rời khỏi ngự thú trai một bước, trong đó có hơn phân nửa thời gian đều ở trên đỉnh Thái A. Nàng giống như một giọt nước biếc, nhìn những người khác cũng như là đang nhìn một giọt nước biếc. Lúc này đang nhìn Phong Phi Vân, nàng cũng như là đang nhìn một giọt nước. Đây là một loại cảnh giới tâm linh vạn vật như tuyền của Phật gia. Ngự thú trai chính là thánh địa Phật môn, ở đây lại không cho phép bất cứ một người nam nhân nào tiến vào. Tại sao ngươi lại muốn cứu ta? Đây là lần thứ 8 Phong Phi Vân hỏi về vấn đề này. Mỗi một lần sau khi đã trải qua sự tẩy rửa của ngự thú tính tâm chú, hắn đều hỏi lại vấn đề này. Đàn Thanh Tố tựa như một bức họa trong mây, nàng thản nhiên đáp. Bởi vì ta không cứu ngươi, ngươi liền muốn giết người. Trên đời này có nhiều người, rốt cuộc so sánh với có nhiều yêu ma khát máu thì vẫn cứ là tốt hơn. Phong Phi Vân im lặng. Loại ra vẻ đạo mạo như vậy, nếu nói ra từ trong miệng bất luận kẻ nào khác thì Phong Phi Vân đều sẽ khìn khịt trong mũi. Không có lợi ích, ai sẽ đi cứu ngươi. Nhưng mà lời này nói ra từ trong miệng Đàn Thanh Tố, cũng là điều rất tự nhiên như vậy, có một loại hàm chứa tâm Phật trách trời thương dân, một phẩm hạnh độ hóa người trong thế gian. Đây có lẽ chính là do cảnh giới tâm tình của nàng. Đàn Thanh Tố nói, trước kia ta không nói cho ngươi, đó là bởi vì khí tức tà ác trên người của ngươi vẫn còn rất nặng. Chỉ cần nghe được chữ, sát, liền có thể sẽ kích thích ma tính trong thân thể ngươi. Nhưng sau khi trải qua ngự thú tính tâm chú tẩy rửa lần thứ 8, tính tâm ngồi thiền 64 ngày, thì khí tức tà ác trên người của ngươi đã chìm xuống, ít nhất có khả năng được lý trí của ngươi khống chế. Đã như vậy, hiện tại ngươi có đúng là có khả năng mở ra phong ấn thân thể của ta, để cho ta rời khỏi nơi này. Phong Phi Vân khẽ nhếch miệng mang theo vài phần tà khí. Đàn Thanh Tố lắc đầu, đáp. Còn lâu mới đủ, ngươi còn phải trải qua ngự thú tính tâm chú tẩy rửa lần thứ 9. Cho dù như thế, ngươi còn phải tính tâm tu Phật tại ngự thú trai 100 năm, ta mới có thể yên tâm mở ra phong ấn trong thân thể ngươi, thả ngươi rời khỏi đây. Đây là vì sao? Trong mắt Phong Phi Vân sinh ra vài phần sắc đỏ, lại có khí tức tà ác thấp thoáng hiện ra, trên bàn tay ngưng tụ ra vài phần yêu khí. Lúc Đông Phương cô nương đem ngươi đến đây, vốn là tính toán mời hai vị chân Phật sư thúc tổ cứu ngươi. Nhưng mà này hai vị chân Phật sư thúc tổ này thì một vị đi thần linh cung. Một vị đang tự do du ngoạn thiên hạ, đều đã 300 năm không hề quay về ngự thú trai. Cho nên chính là ta tự mình niệm chú đuổi đánh tâm ma, trấn áp thú hồn cho ngươi. Hiệu quả đương nhiên liền không được mạnh như vậy, nên còn cần phải một mình ngươi tu Phật 100 năm, nghiệm chứng đại đạo trong lòng. Đàn Thanh Tố từ từ nói. Phong Phi Vân lại chậm rãi nhắm nghiền hai mắt, trong lòng hiểu rõ. Đàn Thanh Tố vẻn vẹn chỉ là tạm thời trợ giúp chính mình khống chế ma tính trong thân thể. Nếu như hơi bị kích thích liền có thể lại lần nữa tâm tình thất thủ, hóa thành yêu ma. Đây là do trong thân thể Phong Phi Vân có nhiều loại tai họa ngầm tạo thành, mà cư cử quái bảo cũng không cách nào áp chế cho được. Một là, yêu khí trong yêu ma chi huyết. Hai là, tà khí từ lưng của Diêm Vương. Ba là, ma khí trong bản thể của nữ ma. Bốn là, sau khi Nam Cung Hồng Nhan chết, bản thân trong lòng Phong Phi Vân sinh ra ý định giết chóc. Năm là, thú tính trong vạn thú chiến thể. Tất cả những lực lượng gian ác này cùng nhau tụ tập, toàn bộ đều đã được kích thích phát tác ra rồi. Nếu như người bình thường thì cũng sớm đã nổ tung thân thể mà chết. Nhưng mà Phong Phi Vân tu luyện bất tử Phượng Hoàng thân nên có thân thể cường đại, mà lại còn có được linh hồn Phượng Hoàng, linh hồn cũng đủ cường đại, nên mới cố gắng cầm cự qua được. Cũng chính bởi vì như vậy, nàng mới chịu để cho Phong Phi Vân ở lại ngự thú trai 100 năm. Ở chỗ này hắn có khả năng tu dưỡng thể xác và tinh thần, không bị hỗn loạn bên ngoài kích thích. Kỳ thật, đây cũng là một loại biến tướng giam lỏng, không muốn thả Phong Phi Vân đi ra ngoài để lại gây ra những việc giết chóc. Sau một hồi thật lâu, Phong Phi Vân mới mở mắt. Những sợi tơ máu trong mắt mới được áp chế xuống, hắn hỏi. Nàng đâu? Đàn Thanh Tố tự nhiên biết Phong Phi Vân hỏi ai, nàng đáp. Đông Phương cô nương sau khi đưa ngươi đến đây liền rời đi. Phong Phi Vân lại lần nữa im lặng, hắn biết nguyên nhân Đông Phương Kính Nguyệt rời đi. Đông Phương Kính Nguyệt có vóc người rất giống Thủy Nguyệt Đình, mà Phong Phi Vân lại cực kỳ căm giận Thủy Nguyệt Đình.
Nàng sợ Phong Phi Vân vào lúc gặp nàng sẽ bị kích thích, ảnh hưởng việc tẩy rửa của ngự thú thanh tâm chú, cho nên mới rời khỏi ngự thú trai. Phía dưới, giữa một biển mây bay ra một đám tiên hạc, mỗi một con cũng dài đến 5-6 thước, lông chim trắng nõn không tì vết. Ở trên mỗi một con tiên hạc đều có một thiếu nữ mặc Phật y đang đứng. Bọn họ đều là đệ tử mới thu hoạch của ngự thú trai, đang luyện tập ngự thú thuật cơ bản nhất. Tiên hạc nhanh chóng liền bay về phía phương xa, biến mất trong biển mây. Người đã đợi một năm trên đỉnh Thái A, cũng nên đi ra ngoài đi một chút. Đàn Thanh Tố nói. Phong Phi Vân hỏi. Người tính toán cho ta rời khỏi đây. Đàn Thanh Tố đáp. Chỉ là để ngươi đi lại 3 ngày trong ngự thú trai, khiến cho trong lòng khoan khoái. Ta sẽ để cho Linh Tê trông nom ngươi. Nếu như ngươi mà muốn chạy trốn khỏi ngự thú trai, nó sẽ đem ngươi trở về. Sau 3 ngày, chúng ta lại tiến hành lần tẩy rửa ngự thú thanh tâm chú thứ 9. Đàn Thanh Tố tựa như một cơn gió thoảng, lại quay trở về trong động phủ bà Sa. Phong Phi Vân tự nhiên biết trong lòng Đàn Thanh Tố đang suy nghĩ cái gì. Phong Phi Vân hắn tại tu tiên giới có tai tiếng bê bối, giết người vô số, cưỡng đoạt nữ nhân không ít, hiện nay càng là ma tính khó thuần. Bởi nàng xem ra, Phong Phi Vân quả thực chính là một ác ma kỳ lạ nhất, mà toàn bộ ngự thú trai lại đều là nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp. Nếu như ma đầu đột nhiên nổi giận, như vậy hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Nàng muốn cảm hóa một con yêu ma này, nhưng lại sợ hãi bị con yêu ma này cắn trả. Cho nên mặc dù là đã phong ấn tu vi của Phong Phi Vân, nhưng đối với hắn vẫn rất không yên lòng. Nàng đã điều động một con linh thú mạnh mẽ dữ dội nhất mà mình đã thu phục để trông nom Phong Phi Vân, không cho yêu ma này có cơ hội làm chuyện xấu. Đàn Thanh Tố lại đồng ý thả ta đi ra ngoài giải sầu 3 ngày. Xem ra lần tẩy rửa ngự thú thanh tâm chú thứ 9 này không phải chuyện đùa, cần phải để cho trong lòng thư giãn đến mức tận cùng mới có thể bắt đầu lễ rửa tội. Trên mặt Phong Phi Vân hiện ra một nụ cười kỳ quái, cực kỳ ma tính. Đương nhiên khi hắn đứng lên, đầu khớp xương toàn thân bộc phát ra những tiếng kêu lục cục. Đàn Thanh Tố mặc dù phong bế đan điền của Phong Phi Vân, khiến cho một vạn con dị thú chiến hồn ngủ say. Nhưng mà nàng cũng không biết Phong Phi Vân cường đại nhất chính là khí lực, bất tử phượng hoàng thân đã bước chân vào giai đoạn thứ 2, luyện cốt. Khối phượng cốt thứ nhất đã sinh ra. Vẻn vẹn chỉ là lực lượng thân thể thì cũng không phải tu sĩ bình thường chống cự được rồi. Phong Phi Vân vừa mới quay người lại, liền vội vàng lại lui về phía sau một bước. Hắn chỉ thấy phía sau mình không biết từ khi nào đã xuất hiện ra một con tê ngưu trắng tinh cao 9 thước. Thân thể nó khổng lồ, giống như một quả núi nhỏ. Phong Phi Vân đứng ở trước mặt nó, quả thực chính là một chấm đen nhỏ. Con tê ngưu này, toàn thân đều có lân phiến nhỏ xíu bao trùm. Nó toát ra từng đạo ánh sáng trắng êm dịu, đan xen Phật lý thần thánh. Tựa như những Phật thú trong miếu thờ cung phụng. Một đôi con ngươi của nó còn phải lớn hơn so với chậu nước rửa mặt. Chúng đang quay tròn chuyển động, nhìn vào Phong Phi Vân. Ngươi chính là Linh Tê mà Đàn Thanh Tố phái đến trông coi ta. Không tồi, lại đã tu luyện được 1.200 năm. Trên mặt Phong Phi Vân còn có ma vân nhàn nhạt, bàn tay vỗ vỗ cái chân của Linh Tê còn to hơn cái cột đình. Mặc dù Phong Phi Vân hiện tại không thể sử dụng thần thức và Phượng Hoàng Thiên Nhãn, nhưng mà nhãn lực vẫn là không người có thể so sánh. Hắn vừa nhìn đã biết rõ tu vi của con linh tê này. Phàm là thú vật đã tu luyện 1.000 năm, đều được xưng là linh thú, có được linh tính. Chúng không chỉ có thể nghe hiểu những lời con người đã nói, nếu như thường xuyên ở chung một chỗ cùng nhân loại, thì còn có thể nói ra thành lời như người đời, có linh thú mà trí tuệ không thấp hơn nhân loại. Tiểu tử cũng dám gọi thẳng tên húy của trai chủ, thật đúng là ma tính khó thuần. Trai chủ trách trời thương dân, đối với ngươi không xuống tay trừng trị. Nhưng lão ngưu ta sẽ cố gắng giáo huấn ngươi một chút. Linh Tê đã khó chịu lâu rồi khi nhìn Phong Phi Vân. Nó nhấc lên một cái chân, liền dậm xuống về hướng Phong Phi Vân thải. Phong Phi Vân động tác nhạy bén, liền lướt ngang một bước mà né tránh. Hắn cười một tiếng đầy tà khí hào hùng. Tung ra một quyền nện vào trên bắp đùi Linh Tê. Linh Tê bị đau, không nghĩ đến tu vi của Phong Phi Vân đều đã bị phong bế, nhưng khí lực vẫn còn lớn như thế. Không chơi cùng ngươi nữa. Phong Phi Vân trực tiếp nhảy xuống khỏi đỉnh Thái A cao mấy ngàn trượng, thân thể bị biển mây nuốt chửng, cứ thế rơi xuống. Nếu như tu sĩ bình thường, sau khi tu vi bị phong bế mà nhảy xuống từ cao như vậy, nếu không bị rơi tan xương nát thịt không xong.
Nhưng mà Phong Phi Vân có thân thể vô cùng dũng mãnh, đầu khớp xương quả thực so sánh thép tinh đều phải cứng cỏi gấp hàng chục lần. Coi như ngã xuống từ giữa không trung thì cũng sẽ không chịu chút xíu tổn thương. Tiểu tử, đừng có trốn. Thân thể cao lớn của Linh Tê cũng nhảy xuống biển mây, đuổi theo về hướng Phong Phi Vân. Trai chủ chính là dặn đi dặn lại, muốn nó coi giữ ma đầu kia, không thể để cho hắn chạy ra khỏi ngự thú trai, càng không thể để cho hắn làm ác tại ngự thú trai. Nếu như khiến cho ma đầu kia đào tẩu, vậy vẫn còn yên lòng được sao? Ngự thú trai chính là một môn phái truyền thừa xa xưa nhất tại Thần Tấn Vương Triều. Nó nằm ở trong dãy núi, tồn tại vô số cổ tích, cũng đã có được rất nhiều cao nhân Phật môn, từng có uy danh rung động cả tu tiên giới. Nơi này chính là Thái Tâm Am của ngự thú trai, có 8 quả núi, chính là đệ thất mạch truyền thừa của ngự thú trai. 8.000 năm trước, Thái Tâm Sư Thái đã tự nghĩ ra Thái Tâm Kinh, khai sáng nhất mạch truyền thừa này. Linh Tê đi ở phía trước, mang theo Phong Phi Vân du ngoạn 10 mạch truyền thừa của ngự thú trai. Nó vừa đi vừa giảng giải. Mặc dù nó tuyên bố muốn giáo huấn Phong Phi Vân, nhưng mà rồi lại không dám kích thích hắn. Vạn nhất Phong Phi Vân bị nó làm cho ma tính bùng phát quá đáng, như vậy phiền toái của nó liền lớn, vô phương về báo lại cho đàn thanh tố. Nơi này chính là Thiên Đảo Đàm, chính là đệ tam mạch truyền thừa của ngự thú trai, đã khai sáng gần 3 vạn năm. Hiện nay vẫn là truyền thừa tối cao nhất của ngự thú trai, đệ tử nội môn gần 3.000. Trải qua mấy vạn năm còn có thể hưng thịnh như thế, nhìn khắp cả tu tiên giới cũng ít thấy. Tất cả đệ tử ngự thú trai đều là nữ nhân, hơn nữa thu đồ đệ cực kỳ nghiêm khắc. Ít nhất là xử nữ và nữ nhân có thiên tư tuyệt hảo, tâm tình càng phải siêu phàm hơn. Có thể có 3.000 đệ tử nội môn đã là khá phồn hoa cường thịnh. Vì đệ tử nội môn, đó là đệ tử có thể tiến vào ngự thú trai để tu luyện. Ngược lại với đệ tử ngoại môn, cũng bị trở thành đệ tử thế tục, xử lý những việc thế tục của ngự thú trai, không có tư cách vào ngự thú trai tu hành. 3.000 đệ tử nội môn này, đều là nữ nhân. Phong Phi Vân hỏi. Nói thừa, nếu muốn đi vào ngự thú trai, điều thứ nhất chính là không thể còn hạt giống. Thân thể cao lớn của Linh Tê dừng lại, trong âm thanh lộ vẻ đau buồn. Đặc biệt ánh mắt của nó nhìn về phương hướng Thiên Đảo Đàm thì càng kiêng kỵ không thôi. Hắn thúc giục. Đi nhanh đi, chúng ta đi du ngoạn nơi khác. Có thể nghe ra âm thanh đau buồn từ một con linh thú, điều này đích thật là quá ít thấy. Phong Phi Vân cũng không có ý định rời khỏi chỗ này. Hắn đứng ở phía sau cái mông cực to của Linh Tê mà cười nói. Ngươi không còn hạt giống. Đã sớm không còn, tại ngự thú trai là vùng cấm giống đực này. Ngay cả dị thú và linh thú cũng không thể còn hạt giống. Âm thanh của Linh Tê càng đau buồn hơn. Phong Phi Vân dùng mình một cái, hắn quay sang nhìn lần nữa về hướng giữa hai chân Linh Tê, ánh mắt đang tìm kiếm cái gì đó, rồi gian tà cười một tiếng. Hắn lắc đầu, nói. Ngự thú trai thật sự là diệt sạch nhân tính, cô nàng chết tiệt đàn thanh tố kia cũng quá độc ác. Lại đi thiến ngươi, thế này quả thực chính là cắt đứt hậu duệ của ngươi a. Linh Tê dậm chân mạnh một cái, trên mặt đất sinh ra một cái hố to. Tảng đá dưới chân Phong Phi Vân đều bị nó nện vỡ. Tiểu tử, ta biết ngươi ma tính khó thuần, tà khí sâu xa, bất kỳ lúc nào đều muốn chạy trốn ra khỏi ngự thú trai. Nhưng mà ngàn vạn lần đừng gây ra cửu hận hỗn loạn. Trai chủ có chủ tâm nhân hậu, trong lòng từ bi. Chuyện này không có một chút liên quan nào tới nàng. Linh Tê mang theo giọng điệu hung ác. Rất muốn một cước đạp trên đầu Phong Phi Vân. Phong Phi Vân trên mặt hiện lên ma vân chẳng chịt, trong mắt có những sợi tơ máu nhàn nhạt. Trên mặt có vẻ kỳ quái nói không ra lời, tịnh không có vẻ sợ hãi chút nào. Uy thế của linh thú mặc dù làm cho người ta sợ hãi, nhưng mà lại không hù dọa nổi hắn. Linh Tê cảnh giác nói. Tiểu tử, người hỏi cái này để làm gì, ta cảnh cáo ngươi nữ nhân ngự thú trai đều là đệ tử cửa Phật. Tu thân dưỡng tính, trong sạch như băng, thuần khiết như ngọc. Nếu như ngươi dám có chủ ý nhằm vào các nàng, ta nhất định giết chết ngươi. Linh Tê chính là linh thú, chiến lực có thể so với cự phách. Nó nói ra nghiêm khắc như vậy, cũng không phải đang hù dọa Phong Phi Vân. Nó mặc dù là tê nghiêu, nhưng mà rõ ràng có linh tính. Nó biết Phong Phi Vân là một yêu ma không chuyện ác nào không làm, nên nó khá là cảnh giác đối với hắn. Phong Phi Vân cười một tiếng kỳ quái, rồi bảo. Ta không phải người như vậy. Vừa nói dứt lời, Phong Phi Vân liền đi ra ngoài trước một bước.
Hắn tung người nhảy lên, rồi rơi xuống trên một hòn đảo nhỏ ở trong Thiên Đảo Đàm. Hòn đảo nhỏ này dài rộng đến mấy chục dặm, trên đảo mọc đầy cây cổ thụ lá tím. Loại nhỏ cũng to đến 5 người ôm mới xuể, phiến lá cũng là màu tím. Nhắm mắt lại là có thể cảm nhận được từ trong phiến lá và thân cây đang tản mát ra linh tính. Không hổ là tu Phật Thánh Địa truyền thừa mấy vạn năm. Những cây cổ thụ lá tím này có tuổi thọ khá dài, đã sinh trưởng hàng vạn năm. Chúng tựa như những người ghi chép lại thời gian, so sánh tuổi thọ của tu sĩ nhân loại thì đã lâu hơn rất nhiều. Dọc theo trong rừng có một con đường nhỏ trải đá vụn đi về phía trước. Ở phía trước loáng thoáng nghe được âm thanh chuông Phật, còn có âm thanh tụng thiền. Linh Tê thấy Phong Phi Vân xông vào trên đảo thì bị dọa đến khiếp sợ. Ma đầu kia muốn làm gì thì cũng đừng gây loạn a. Nó vội vàng quặp cái đuôi mà đuổi theo. Tiểu tử, người cũng không nên chạy loạn. Phật tôn Vu Thanh Họa của Thiên Đảo Đàm chính là một nhân vật hung hãn. Đến như trai chủ mà nàng đều không để vào mắt, ta đã từng có một lần không cẩn thận xông vào nơi này, bị nàng cắt mất ngưu tiên, ném vào trong đầm này cho cá ăn. Linh Tê ngăn ở trước mặt Phong Phi Vân, muốn đuổi đánh hắn ra khỏi hòn đảo nhỏ này. Ở đây nó có chuyện thương tâm, nên không muốn dừng lại ở chỗ này nhiều hơn dù chỉ trong chốc lát. Linh Tê khá kiêng kỵ đối với Vu Thanh Họa, cũng khá sợ hãi. Khi đứng ở trên hòn đảo này, rốt cuộc nó cảm giác toàn thân đều lạnh lẽo, đặc biệt vị trí giữa hai chân. Ngự thú trai tổng cộng có 10 mạch truyền thừa, mỗi một mạch truyền thừa đều độc lập với nhau, chính là do bậc tiên hiền vô song khai sáng. Mà trưởng giáo mỗi một mạch liền được xưng là Phật tôn. Nói cách khác ngự thú trai ngoại trừ trai chủ Đàn Thanh Tố ra thì còn có 10 vị Phật tôn, mỗi vị cai quản một mạch. Vu Thanh Họa cũng quá không coi ai ra gì, lại dám cắt rơi dụng ngưu tiên của ngươi. Vì đánh chó còn phải ngó chủ nhân, nàng quả thực chính là không thèm nể mặt trai chủ. Phong Phi Vân cười cười, hắn mở miệng đầu độc. Nàng làm như thế đối với ngươi, chẳng lẽ ngươi liền cam tâm nhẫn nhịn cơn giận này? Nàng làm như thế chẳng hề nể mặt trai chủ, chẳng lẽ ngươi cũng không muốn giáo huấn nàng một chút? Từ trong hai cái lỗ mũi thật lớn của Linh Tê phun ra hai cột khói xanh, đầu lưỡi vươn ra liếm liếm môi. Trí tuệ của nó so với người cũng không thấp hơn, nó đã nhận ra Phong Phi Vân đang cố mê hoặc dụ dỗ mình nên nó bảo. Tiểu tử, ta chính là Tê Ngưu, dị chủng Bạch Lân Tê, không phải chó. Phong Phi Vân nói với giọng mỉa mai. Tê Ngưu không có, hạt giống, không bằng cậu A. Không có, hạt giống, thì coi như xong, nào ngờ ngay cả huyết tính mà động vật giống được nên có thì đều không có. Ai, ta chỉ có thể nói, tộc Bạch Lân Tê lại sinh ra một tên vô lại. Linh Tê vốn cũng cực kỳ căm giận Vu Thanh Họa, chỉ là một mực đều đã bị Đàn Thanh Tố cảm hóa, nên cừu hận trong lòng càng lúc càng nhạt. Nhưng mà hôm nay bị Phong Phi Vân cho một kích như vậy, hơn nữa nó còn trở lại chốn cũ. Một cảm giác sỉ nhục liền trào dâng. Mặc dù là linh thú, cũng có huyết thống. Phong Phi Vân cảm nhận được khí tức biến hóa của Linh Tê. Hắn đi tới vỗ vỗ bắp đùi Linh Tê, tiếp tục nói đầy mê hoặc. Chúng ta chính là đàn ông, có cựu oán tất báo. Nếu như để cho oán giận bị chèn ép ở trong lòng, cái đó cùng oán phụ có gì khác nhau đâu. Có điều là tu vi của Vu Thanh Họa rất cao, lại đã tu luyện bản thiếu chưa trọn vẹn của Kim Tàm Kinh. Trong 10 mạch Phật tôn được xếp hạng vào 3 vị hàng đầu, chúng ta căn bản không phải đối thủ của nàng. Linh Tê rốt cục động tâm, nhưng mà lại vẫn sợ hãi tu vi của Vu Thanh Họa. Tu vi của ngươi cũng rất cao a, ngươi chính là ngàn năm linh thú, hà cớ gì phải sợ nàng. À, vừa rồi ngươi nói cái gì, bản thiếu chưa trọn vẹn của Kim Tàm Kinh. Phong Phi Vân nheo mắt lại. Kim Tàm Kinh vốn được xưng là một trong 3 bản thánh điển của thần Tấn Vương Triều. Nổi danh cùng đạo điển, mộ phủ tầm bảo lục. Đồn đại người nào tu luyện Kim Tàm Kinh, sau khi bị người giết chết thì thân thể có thể hóa kén tầm, rồi lại phá kén trọng sanh mà sống thêm một đời. Bên trong đó ghi chép thánh pháp tu luyện uyên thâm nhất của Phật môn. Nó còn có Phật hiệu thần thông, ở trong mắt tu Phật giả quả thực chính là vô thượng thần bảo. Nhưng mà từ rất lâu trước kia, trong một lần rối loạn của Phật môn thì Kim Tàm Kinh liền biến mất tại tu tiên giới, cũng không hề xuất hiện nữa. Linh Tê đáp, đúng vậy, Kim Tàm Kinh vốn đã biến mất trên thế gian. Nhưng mà Thiên Đảo Đàm Phật Tôn thế hệ trước trong lúc du ngoạn thiên hạ, tại Đồng Lô Sơn, thuộc về 8 đại di chỉ thượng cổ đã gặp được hài cốt kim thân của một vị tiền bối Phật môn đã từng tu luyện qua Kim Tàm Kinh.
vị Phật tôn này ngồi ở trong bộ hài cốt kim thân thì trước đó đã ngộ đạo trăm năm, mới lĩnh hội ra 1/10 kim tàm kinh. Vị Phật tôn này quay trở về ngự thú trai, lại tốn hao thời gian 30 năm tính toán, mới viết ra một quyển bản thiếu chưa trọn vẹn của ích kim tàm kinh. Khi mà bản thiếu chưa trọn vẹn của kim tàm kinh hoàn thành, có người nói rằng vị Phật tôn này cũng do tâm thần kiệt sức mà viên tịch. Phong Phi Vân nheo mắt lại, lầu bầu nói. Kim tàm kinh. Tiểu tử, người không phải là có chủ ý nhằm vào kim tàm kinh chứ, Vu Thanh Họa sẽ giết ngươi. Linh Tê cuối cùng cảm giác được ánh mắt của Phong Phi Vân rất không bình thường, hình như có mưu mô gì đó. Phong Phi Vân cười nói. Làm sao có thể, đối với công pháp Phật môn thì ta không có hứng thú, chỉ là ta đang suy nghĩ biện pháp đối phó Vu Thanh Họa, có rồi. Ngươi có biện pháp đối phó nàng. Linh Tê kích động không thôi, thân thể cao lớn đều bắt đầu rung động. Nhưng mà nó lại nhanh chóng giữ cảnh giác mà hỏi. Vu Thanh Họa mặc dù đáng hận, nhưng dù sao chính là một vị Phật tôn. Nếu như là chúng ta ra tay quá ác, khẳng định sẽ lọt vào sự trấn áp của cường giả ngự thú trai, trai chủ đều không cứu được chúng ta. Yên tâm, chỉ là trừng phạt nho nhỏ, ta cũng không phải người xấu, chỉ là giúp ngươi báo thù mà thôi, hơi chút trừng phạt nữ nhân kiêu ngạo này một phen. Phong Phi Vân cười cười, lấy ra một chiếc ban chỉ nhẫn đen nhánh. Nó có phong cách cổ xưa mà lại khá nặng, chất liệu cực kỳ hiếm lạ. Hắn nói, ở đây ta có một món tam phẩm linh khí ban chỉ, là một món linh bảo, cũng là một kiện tà vật. Nếu như đeo chỉ lên ngón tay chỉ, nó có thể lặng yên không tiếng động trong hút máu tươi của người này. Coi như tu vi nàng cao tới đâu đều không thể phát hiện. Thật sự vẻn vẹn chỉ là hút một ít máu tươi của nàng mà thôi, hơn nữa không bị nàng phát hiện. Linh Tê có hơi không tin. Đương nhiên, tại sao ta phải lừa ngươi, nếu không ngươi đeo nó vào thử xem. Phong Phi Vân lại vỗ vỗ bắp đùi nó, vừa nói vừa đi tìm ngón chân nó. Linh Tê vội vàng lui về phía sau, trong lòng mắng to. Không hổ là một vị yêu ma, lại có được một kiện báu vật nham hiểm thế này. Đây chính là tam phẩm linh khí A, coi như là chân nhân đều sẽ động tâm. Nếu như Vu Thanh Họa chiếm được một kiện báu vật như vậy thì cũng khẳng định sẽ động tâm không thôi. Những điều này đương nhiên đều là Phong Phi Vân lừa nó. Một chiếc ban chỉ này đúng là miểu quỷ ban chỉ, căn bản sẽ không khát máu. Miểu quỷ ban chỉ đã nhận thức Phong Phi Vân làm chủ, nếu như những người khác đeo nó vào thì chắc chắn sẽ bị năm bức vẽ cổ trên ban chỉ cắn trả. Phong Phi Vân thở dài nói. Nhưng mà hiện tại mấu chốt nhất chính là, làm thế nào khiến cho Vu Thanh Họa không hề đề phòng trong lòng mà đeo món ban chỉ này vào ngón tay. Con người Linh Tê quay tròn, nó liền đáp. Ta có biện pháp. Thật sự. Trong lòng Phong Phi Vân vui vẻ, trong đôi mắt hiện lên vằn đỏ, hắn liền cười to mà nói. Chúc mừng ngươi, sắp sửa báo được đại cừu này, đúng là chút hận một chuyến. Linh Tê nghe được tiếng cười của Phong Phi Vân mà toàn thân đều co rúm một cái. Cuối cùng nó cảm giác hắn cười đến kỳ dị cổ quái, khiến cho nó rất không yên tâm. Thiên Đảo Đàm, chính là đệ tam mạch truyền thừa của ngự thú trai, cũng là một trong các truyền thừa cường thịnh nhất. Đây là một chiếc hàn đàm đầm thật lớn, bên trong đảo nhỏ chi chít như sao trên trời. So với việc gọi nó là đầm, không bằng gọi là nội hải. Đứng ở đầu này của Thiên Đảo Đàm, không thấy được đầu bên kia. Đầm lớn như vậy, trong số đầm lầy lớn của dãy núi Tề Thiên Mãng Hoang cũng cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên số đảo nhỏ trong Thiên Đảo Đàm cũng không có đến 1.000 cái, chỉ có 84 hòn đảo nhỏ, 356 tảng đá ngầm. Trong đó một hòn đảo lớn nhất có tên gọi Phật Đảo, trên đảo có một tòa thất cấp phù đồ tháp, chính là chốn Phật tôn tu luyện trên Thiên Đảo Đàm. Trong Phật tháp, một thiếu nữ 15-16 tuổi mặc Phật y trắng tinh, trên cổ có đeo một chuỗi ngọc nhuận Phật châu, đi vào trong Phật tháp bẩm báo. Bái kiến Phật tôn, tiền gia ở phủ Vạn Quáng có dâng lên Phật tôn một số linh thạch và dị bảo, hy vọng Phật tôn vô luận như thế nào cũng đều nhận lấy. Một mảnh liên hoa chỉ ao sen trôi nổi ở giữa không trung, bên trong lá sen xanh biếc, linh tuyền chảy nhỏ giọt. Nó nở rộ được 3 bông linh liên trắng tinh, có một nữ nhân mặc Phật y trắng tinh ngồi ở trên một bông linh liên trong đó, nhìn không rõ lắm hình dáng của nàng, chỉ có thể nhìn thấy một mái tóc đen tự nhiên, một ngón tay thon thả mảnh rẻ đang cầm một quyển kinh Phật, đang lúc tìm hiểu Phật lý. Đây chính là Thiên Đạo Đàm Phật Tôn, Vu Thanh Họa. Chính là một trong 2 nữ nhân thiên tư cao nhất ngự thú trai.
thiếu chút nữa là nàng trở thành trai chủ thế hệ này của ngự thú trai. Vào lúc trai chủ thế hệ trước Viên Tịch, nàng đang trong thời kỳ bế tử quan tu luyện Kim Tằm Kinh, cho nên mới để cho Đàn Thanh Tố làm trai chủ. Phù Thanh Họa một mực đều bất mãn đối với Đàn Thanh Tố, cảm giác tính cách của nàng rất mềm yếu, quá thanh cao. Hơn nữa chủ trương ẩn giật tu luyện lánh đời, hoàn toàn hạn chế sự phát triển của ngự thú trai, khống chế Phật môn thánh pháp truyền bá rộng khắp nhất. Cứ tiếp tục như vậy thì lực ảnh hưởng của ngự thú trai tại tu tiên giới nhất định càng lúc càng yếu. Phù Thanh Họa cho rằng, tu Phật không có một chữ ẩn, mà hẳn là nên bước vào thế gian truyền giáo, phát huy mạnh mẽ Phật hiệu, phổ biến thu hoạch đệ tử tục gia, dựng lên trai môn thế tục. Mở rộng thế lực của ngự thú trai trong đời thường, khiến cho Phật hiệu truyền khắp thiên hạ, nghênh đón thời thịnh thế Phật môn kế tiếp. Hai người có suy tính không giống nhau, do vậy cũng tạo thành quan hệ bất hòa giữa hai người. Cho nên, khi Linh Tê vô ý xông vào Thiên Đảo Đàm mới có thể bị Vu Thanh Họa thiến đi. Những đệ tử này của ngự thú trai đều cho rằng đây là Vu Thanh Họa đang thị uy với trai chủ. Hai vị đại nhân vật rất có thể sẽ ra tay đánh nhau to. Nhưng mà ngoài dự liệu của mọi người, Đàn Thanh Tố đối với điều này lại không có bất cứ thái độ gì, có vẻ cực kỳ thờ ơ. Âm thanh của Vu Thanh Họa cực kỳ trẻ tuổi, lại mang theo vài phần ớn lạnh. Hắn đáp, Minh Mặc, Minh Lạc vì sao không đi cùng với ngươi đến đây? Thiếu nữ mặc Phật y có tên là Minh Mặc kia tức thì vâng dạ rồi nói. Khởi bẩm Phật tôn, Minh Lạc tu luyện gặp sự cố, đang phải nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi cho khá lên thì khẳng định việc đầu tiên là đến đây gặp Phật tôn. Minh Mặc và Minh Lạc đều là thiết thân Phật nữ bên cạnh Vu Thanh Họa, bình thường có chuyện gì đều là bọn họ trước hết bẩm báo với Vu Thanh Họa. Một giọt linh tuyền bay lên, rơi vào trong lòng bàn tay của Vu Thanh Họa. Từ trong những chiếc lá sen xanh biếc ở chung quanh bay ra vô số tinh khí. Chúng tràn vào linh tuyền, làm cho linh tuyền biến thành một viên linh đan màu xanh. Đưa một viên linh đan này cho nàng đi, báo cho nàng biết, cách thức tu luyện của Phật môn chú trọng tuần tự như tiến, không thể chỉ vì cái trước mắt. Tu dưỡng cho khá lên liền lập tức lại đây gặp ta. Vu Thanh Họa vung tay áo lên, viên linh đan này liền bay đến trong tay Minh Mặc. Minh Mặc tiếp nhận linh đan, vui mừng nói. Đa tạ Phật tôn ban thưởng đan, đệ tử liền đưa cho Minh Lạc. Minh Mặc liền kích động chạy đi ra ngoài, trong lòng nghĩ Phật tôn mặc dù lạnh lùng vô tình, nhưng mà đối với môn nhân đệ tử cũng là vô cùng tốt. Mặc dù là một Phật nữ tiểu đồng bị thương thì đều sẽ tự mình đến thăm hỏi. Vu Thanh Họa nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thu lại quyển Phật lý cầm trong tay lại, dáng người thanh tú biến thành một cơn gió thoảng. Nàng bay xuống từ trong khói linh, nhìn qua chiếc bạch ngọc bảo dương vừa rồi kia trên mặt đất một cái. Đây chính là linh thạch và dị bảo do Tiền gia đưa đến. Bất cứ một tiên môn nào đều không có khả năng rời khỏi tài nguyên tu luyện, đây là trụ cột tu luyện. Mặc dù là tu Phật cũng không ngoại lệ. Gia chủ Tiền gia Tiền Thế Nhân, một mực muốn đưa con gái đến ngự thú trai tu luyện, trở thành đệ tử nội môn của ngự thú trai. Nhưng mà đại tiểu thư của Tiền gia có tu vi tâm tình không đạt yêu cầu của đệ tử nội môn, nên Vu Thanh Họa một mực đều không đồng ý. Đây đã là lần thứ 6 Tiền gia gia chủ đưa đến linh thạch và dị bảo. Vu Thanh Họa cũng không phải lão ni cô như trong tưởng tượng của môn nhân đệ tử, ngược lại mặt mũi xinh đẹp, môi hồng răng trắng, nhìn qua cũng áng chừng chỉ có 20 tuổi, tóc dài như sợi tơ khẽ đung đưa rủ thẳng tắp kéo dài tới trên mặt đất. Ở vị trí chính giữa, nàng buộc một sợi dây cột tóc màu trắng đơn giản nhất. Nàng mặc cực kỳ giản dị, ngoại trừ một bộ Phật y trắng tinh mộc mạc ra thì cũng chỉ có một chuỗi mộc châu trong tay. Đối với một dương linh thạch và dị bảo kia thì nàng cũng không liếc mắt nhìn, thật giống như là một đám đá sỏi đặt ở trước mặt. Đàn Thanh Tố không ngờ giữ lại tà ma như Phong Phi Vân này ở trong ngự thú trai. Nếu như chuyện này truyền đi ra ngoài, danh dự vạn năm của ngự thú trai sẽ khó giữ được. Nếu như là bổn tôn, nhất định một đao giết chết tà ma này, há có thể lưu lại tính mệnh cho hắn, để tránh tiếp tục làm ác. Trong đôi mắt nhung của Vu Thanh Họa hàm chứa dáng vẻ nhấp nháy biến ảo, khá là bất mãn đối với cách làm của Đàn Thanh Tố. Tất cả mọi người ở trong ngự thú trai đều là nữ tu Phật môn thuần khiết nhất. Hiện tại lại thu giữ một tên ma đầu tiếng xấu lan xa. Chuyện này một khi truyền đi ra ngoài, tu sĩ thiên hạ sẽ đối xử với ngự thú trai như thế nào? Vào ngày thứ nhất khi mà Phong Phi Vân được đưa đến ngự thú trai, Vu Thanh Họa liền tự mình đi lên đỉnh Thái A để chất vấn Đàn Thanh Tố. Phong Phi Vân chính là tà ma ngoại đạo, ma đầu khát máu, là yêu nghiệt,
khắp người đều là tà vật. Một đại ma đầu như vậy đã rơi vào kết quả như thế, lúc này nên siêu độ hắn, không nên để cho hắn ở lại trên đời này. Đàn Thanh Tố đáp, trên đời này không có ma đầu bẩm sinh, mặc dù là yêu thú cũng có thể cảm hóa, huống chi trong thân thể của hắn vẫn còn một nửa tiên huyết nhân loại đang chảy. Một đao giết chết, tịnh không phải là kết quả truy tìm của những người tu Phật chúng ta. Làm Phật mà trong lòng có ý định giết chóc, thì có cái gì khác nhau với ma đầu? Phu Thanh Họa nói, chúng ta cũng không phải Phật, không cảm hóa được loại ma đầu nghiệp chướng nặng nề. Phương pháp trực tiếp nhất chính là tiễn đưa hắn rời khỏi thế giới này, đến trong địa ngục tự nhiên sẽ có Phật hội cảm hóa ma tính trên người hắn. Đàn Thanh Tố nói, trong lòng có Phật, chúng ta là Phật, nếu như ngay cả chính mình đều cho rằng bản thân mình không cảm hóa được người ta, thì vì sao phải tu Phật đây, ý nghĩa tu Phật ở chỗ nào? Đàn Thanh Tố, chẳng lẽ ngươi quên đi quy củ của ngự thú trai? Quy củ chính là người định, nếu là người định, như vậy người cũng có khả năng sửa đổi. Phu Thanh Họa nói, ngươi phải biết rằng ma đầu này đã phạm phải hành vi phạm tội đáng sợ cỡ nào. Để hắn ở lại ngự thú trai, nếu như chuyện này truyền ra ngoài sẽ phá hủy danh dự vạn năm của ngự thú trai. Nếu như thả hắn đi, bên ngoài khẳng định sẽ càng nhiều người bị chết hơn. So với việc nhân mạng mà nói, danh dự ngự thú trai sẽ được cho là cái gì? Đàn Thanh Tố tử tốn nói tiếp. Giết một ma đầu thì dễ dàng, nếu muốn cảm hóa một ma đầu lại khó khăn hơn. Phu Thanh Họa cười lạnh nói. Cẩn thận không có cảm hóa ma đầu, lại bị ma đầu cắn trả. Mặc dù bản thân thành ma, Phật tâm không hối hận. Đàn Thanh Tố cao giọng tụng niệm Phật âm, có một vẻ thánh khiết đoan trang nói không ra lời. Trong đầu Vu Thanh Họa như đang hồi tưởng lại cuộc biện luận kia một năm trước. Phật tâm của Đàn Thanh Tố, theo nàng xem ra quả thực cực kỳ ngu xuẩn, trong miệng lầu bầu nói. Mềm yếu, không biết gì cả, kiêu căng ngạo mạn. Đàn Thanh Tố người có tính cách như vậy, căn bản không xứng làm trai chủ của ngự thú trai. Đàn Thanh Tố từ nhỏ liền lớn lên tại ngự thú trai, không hề bước ra ngự thú trai một bước. Căn bản không hiểu lòng người hiểm ác ở thế giới bên ngoài. Lại càng không biết ma tâm giống như Phong Phi Vân đã chìm sâu vào yêu ma, căn bản không phải Phật hiệu hèn mọn kia của nàng có khả năng cảm hóa được. Quả thực chính là lấy trứng chọi đá. Đã sống mấy trăm năm, lại vẫn giống như một tiểu cô nương ngây thơ, sớm muộn bản thân thành ma. Phu Thanh Họa tóc dài đung đưa, hàng mi mảnh mai. Nàng vươn một cánh tay ngọc, có hơi nhấc lên, một cơn gió thoảng thổi ra, cái nắp dương ngọc kia lập tức mở ra. Từ bên trong phát ra ánh sáng thần thánh vạn trượng, linh mạch mịt mờ. Linh thạch và dị bảo. Phu Thanh Họa thản nhiên liếc liếc mắt, định sai người trả lại những linh thạch và dị bảo này trở về. Thế nhưng đúng lúc đôi mắt thản nhiên của nàng vừa nhìn vào trong đó, thần sắc lại khựng lại. Nàng thấy trong một góc nhỏ của chiếc dương ngọc kia có một chiếc ban chỉ màu đen đang nằm ở đấy. Chiếc ban chỉ này có phong cách cực kỳ cổ xưa, không nhìn ra là chất liệu gì. Không phải vàng không phải đá, cũng không có linh khí tràn ra từ bên trong. Nhưng mà Vu Thanh Họa lại có thể rõ ràng cảm giác được ban chỉ ẩn chứa được linh tính cường đại ở bên trong, linh khí bình thường căn bản vô phương so sánh với nó. Chiếc ban chỉ nhẫn màu đen nằm ở nơi này, lại cứ như thế thu hút ánh mắt của Vu Thanh Họa. Gót sen như ngọc bạch nhẹ nhàng khẽ di chuyển một cái, như thể vầng trăng lướt giữa đám mây mà dừng ở bên cạnh dương ngọc. Nàng vươn hai ngón tay mảnh rẻ nhón lấy chiếc ban chỉ màu đen này lên. Linh tính thật mạnh mẽ, có thể so với đệ nhất Phật khí, Bạch Ngư Mục của Thiên Đạo Đàm. Đây là báu vật gì, gia chủ Tiền gia chẳng lẽ là đào được dị bảo thượng cổ từ bên trong hầm. Hắn có mắt không tròng nên không cảm giác được khổng lồ linh tính trong ban chỉ, cho rằng chỉ là một kiện dị bảo đặc thù nên mới đưa cho ta. Phu Thanh Họa để ban chỉ màu đen ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng tiếp thu linh tính bên trong. Bên trong tựa hồ có đại đạo thiên âm truyền ra. Trên thành phía bên trong của ban chỉ vẫn còn có khắc năm chữ cổ từ thuở xa xưa, mà ngay cả nàng đã đọc đủ thứ kinh Phật cũng hoàn toàn không nhận ra. Phu Thanh Họa trầm tư thật lâu, sau đó lồng chiếc ban chỉ màu đen vào trên ngón tay của chính mình. Đây là bản năng con người, thật giống như ngươi nhìn thấy trái cây, theo bản năng muốn cắn một cái, ở trên đường nhặt được tiền, bản năng muốn cầm nó lên, có khả năng cất vào ngực mình hoặc là trả lại người mất của. Đây sẽ là lối suy nghĩ có tính quán tính của con người. Giờ phút này Vu Thanh Họa cũng là như thế. Thấy có một món linh bảo ban chỉ cầm ở trong tay, theo bản năng nàng muốn đeo nó vào ngón tay.
Mặc dù cũng không phải nàng ham muốn một kiện linh bảo này, sau khi đeo nó một cái, nói không chừng nàng sẽ lại tháo nó ra. Dầm. Liền trong nháy mắt nàng đeo chiếc ban chỉ màu đen này vào ngón tay, từ bên trong ban chỉ bộc phát ra một cỗ lực bài xích khổng lồ, lao ra vầng ánh sáng lớn đen xì, phá nát đầu khớp xương trên ngón tay của nàng. Năm chữ cổ trên thành ban chỉ mau chóng vận chuyển, biến thành năm bức thần đồ từ thuở xa xưa lao đi ra ngoài, đồng thời đánh vào trên người Vu Thanh Họa. Đây là một cỗ lực lượng khủng bố, xuất phát từ nguồn gốc của miểu quỷ ban chỉ, thuộc về khí linh trong miểu quỷ ban chỉ công kích nhằm vào người nào không phải chủ nhân. Vu Thanh Họa vào lúc đeo không kịp đề phòng, bị miểu quỷ ban chỉ giam cầm nửa thân thể, năm bức thần đồ trực tiếp đánh bay nàng đi ra xa, nện vào trên vách tường của phù đồ tháp. Thân thể của nàng rơi xuống, cứ như vậy mà bị chết ngất. Chiếc miểu quỷ ban chỉ vẫn còn đeo ở trên ngón tay ngọc trắng như tuyết của nàng. Nó đang lóe ra những tia sáng đen lành lạnh. Mà cùng lúc đó, Phong Phi Vân tà khí hào hùng đang đi vào phù đồ tháp. Hắn đóng cửa tháp lại, nhìn Vu Thanh Họa ngã vào phía dưới vách tường, khóe miệng có hơi cong lên một cái. Trong mắt huyết khí bức người, tà tính càng tăng lên. Muốn xông vào Phật đảo, phải trải qua cửa ải nguy hiểm chập trùng, hàng trăm trận pháp cực kỳ hiếm thấy, kết giới của Phật gia. Nhưng mà Phong Phi Vân cuối cùng cũng xông vào được. Muốn giấu giếm được nữ nhân Phật môn trên đảo Phật cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhưng mà Phong Phi Vân hiện tại cũng đã đứng ở trong Phật tháp. Hiện tại đan điền của hắn bị phong bế, đương nhiên không có bản lĩnh lớn như vậy. Đó đều là linh tê giúp hắn dụ những nữ nhân tu vi cường đại đang tu luyện này rời đi chỗ khác, nên hắn mới có thể bình yên vô sự xông đến nơi này. Vu Thanh Họa liền nằm ở dưới một bức tường kia, thân thể nằm sấp, Phật y tán loạn, dây cột tóc trên đầu đứt rời. Mái tóc dài tán loạn, nàng đang hôn mê. Nhìn từ rất xa, làn da trắng như tuyết, đường cong đẹp đẽ, nàng nằm thẳng trên mặt đất, hai chân có hơi mở ra, bên trong loáng thoáng thấy được. Không nghĩ rằng thiên đảo đàm Phật tôn lại trẻ trung xinh đẹp như thế. Tư thế nằm trên mặt đất thật là đẹp mắt. Phong Phi Vân cười cười, liền đi tới. Hắn đứng ở trước mặt Vu Thanh Họa, ngồi xổm người xuống, muốn tháo đi chiếc miểu quỷ ban chỉ từ trên ngón tay nàng. Nhưng liền vào trong nháy mắt thân thể của hắn hơi cúi xuống, một cỗ khí tức nguy hiểm đập vào mặt. Ánh mắt Phong Phi Vân cứng lại, hắn vội vàng bật lui. Ầm. Miểu quỷ ban chỉ bay mạnh ra từ trên ngón tay của Vu Thanh Họa, nó bị một chùm ánh vàng rực rỡ bao bọc mà lao thẳng về hướng Phong Phi Vân. Cự ly thật sự gần quá, Phong Phi Vân chỉ có thể dùng tay để chắn. Bên ngoài miểu quỷ ban chỉ bao bọc một tầng Phật lực, khiến cho bàn tay Phong Phi Vân đụng phải phát đau, cả thân hình bị trượt xa ba trượng trên mặt đất mới có thể làm hao mòn Phật lực bao bọc trên miểu quỷ ban chỉ đến hầu như không còn. Sau khi Phong Phi Vân đứng lại, hai tay vội chụp. Hắn vội cầm chắc miểu quỷ ban chỉ, sau đó đeo vào trên ngón tay rồi cười nói. Không hổ là một vị Phật tôn, thế này mà còn đều không làm cho ngươi ngã xuống. Vu Thanh Họa đã đứng lên, dung nhan cực kỳ xinh đẹp, lông mày trợn ngược. Hai tròng mắt phát lạnh mà hỏi. Phong Phi Vân, ngươi đến nơi này làm gì? Phật y của nàng mặc dù có hơi bừa bộn, nhưng mà một cỗ khí tức thánh khiết đoan trang trên người kia lại làm cho người ta tôn kính. Hai chân khép chặt, không hề có khe hở, người bình thường nếu như nhìn thấy nàng thì hẳn sẽ không nhịn được mà quỳ xuống. Phong Phi Vân cười nói. Vốn là tính toán đến bắt Phật Tôn, sau đó để cho Phật Tôn dẫn ta rời khỏi ngự thú trai. Nhưng mà sau khi thấy dung nhan Phật Tôn, ta quyết định thuận tiện bồi dưỡng tình cảm với Phật Tôn. Lớn mật, ngươi muốn tìm cái chết sao? Xem ra ma đầu nhà ngươi kia thật là ma tính khó thuần. Hiện tại ta liền tiễn ngươi một đoạn đường, siêu độ ngươi xuống địa ngục. Vu Thanh Họa vươn ra một tay, lòng bàn tay ngưng tụ ra một vầng ánh sáng màu vàng, hình thái giống như một vị kim Phật. Ngươi cho là hù dọa được ta sao? Rõ ràng đều đã bị thương nặng. Lại vẫn còn cố giả bộ cứng cỏi. Hôm nay ta sẽ lột sạch trang phục Phật Tôn, ta muốn nhìn bên dưới bộ Phật y này, rốt cuộc che giấu được bao nhiêu cảnh tượng xuân ý giạt rào, cạc cạc. Hai mắt Phong Phi Vân tỏa ra ánh sáng yêu tà, trên người tản ra yêu khí bức người, hắn chủ động tấn công tới. Phong Phi Vân dám khẳng định Vu Thanh Họa đã bị thương nặng. Nếu không với tu vi của nàng thì căn bản không cần té trên mặt đất giả bộ bất tỉnh, để đánh lén Phong Phi Vân. Nếu như nàng không phải đang bị thương nặng, thì một tay nàng là có thể trấn áp Phong Phi Vân. Đan điền Phong Phi Vân mặc dù bị phong bế,
nhưng mà lực lượng thân thể vẫn không phải chuyện đùa, một quyền có thể đánh cho tu sĩ thiên mệnh đệ ngũ trọng bị trọng thương. Phù Thanh Họa hai tròng mắt ngưng lại, tâm tĩnh mà thanh thản. Hắn liền đứng tại chỗ, vươn một cánh tay phải mảnh mai mềm mại, giao đấu 9 lần cùng thiết quyền của Phong Phi Vân. Nhưng ngón tay trắng nõn tựa như ngọc sáp hòa tan vào dung luyện thành lại không tổn hại mảy may. Phật quang bên trên vẫn tỏa ra lấp lánh như linh vũ, tựa như thiên nữ giác hoa. Thân thể của nàng ở trước mặt Phong Phi Vân có vẻ hơi nhỏ nhắn xinh xắn mà lại mảnh mai. Nhưng mà đối diện với công kích của Phong Phi Vân lại vẫn không nhúc nhích, tựa như một gốc cây tiên thụ bám chắc vào trên mặt đất. Ha ha, người quả nhiên đã bị thương nặng, bị miểu quỷ ban chỉ làm vỡ nát kinh mạch, một nửa thân thể đều không thể nhúc nhích, chỉ có thể điều động tay phải của ngươi. Phong Phi Vân nhìn ra khốn cảnh của Vu Thanh Họa, nhiều lần nàng đều có cơ hội xuất một chiêu giết chết Phong Phi Vân, nhưng mà lại bởi vì vô phương di động bước chân, nên chỉ có thể mặc cho Phong Phi Vân chạy thoát khỏi kết cục chết chóc. Phong Phi Vân, tu vi của ngươi không giống như bị đàn thanh tố phong bế, bổn tôn chỉ dùng một tay cũng có thể trấn áp ngươi. Vu Thanh Họa tỏa ra linh khí bức người, như tiên như Phật, thật giống như nàng đang tụ tập linh khí thiên địa vào trong một nàng tiên nước. Mà trên da thịt trắng như tuyết của nàng đang lưu động từng đạo ánh sáng nhà Phật hiền hòa, quả thực so sánh với nước thì đều mượt mà hơn. Môi của nàng tựa như dùng thạch anh hồng ngọc tạo thành, bóng mịn lấp lánh. Nàng mở miệng niệm ra một đoạn kinh Phật, mỗi một chữ niệm ra thì từ trong miệng cũng phun ra theo một đoạn Phật văn vàng óng chói mắt, chúng bay về hướng Phong Phi Vân. Dầm! Phong Phi Vân nện một quyền đánh bay Phật văn vàng óng đi ra ngoài. Thân thể hắn đồng thời lui về phía sau, bởi trên Phật văn kia mang theo một lực lượng lớn lao, có thể đánh nát một người bằng sắt. Lại một mảnh Phật văn vàng chói áp lại, có chừng hơn 100 chữ Phật màu vàng, lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng lực lượng của chúng đều không phải chuyện đùa. Phong Phi Vân không ngừng đánh ra quyền kình, nhưng mà lại vẫn vô phương nện vỡ những đoạn Phật văn này. Hắn chỉ có thể đánh bay bọn chúng rồi tức thì liền lại bay trở về. Phong Phi Vân hai mắt đỏ đậm, hắn gầm lên một tiếng, bàn chân đạp mạnh một cái khiến cho mặt đất bị dẫm đạp đến nứt nẻ. Thân thể hắn mượn lực bắn ra rồi rơi xuống trên Phật đài cao cao. Hắn nhấc lên một pho tượng thật lớn kim Phật nặng đến mấy chục vạn cân, hai tay ôm kim Phật rồi từ phía trên nhảy xuống. Hắn tức thì ném về hướng Vu Thanh Họa. Đây là một vị Phật cao lớn hơn 10 thước, mọc ra 8 tay. Sinh được 9 cái đầu. Vu Thanh Họa trong miệng niệm Phật càng khẩn cấp, một mảnh Phật văn vàng chói bay ra, giống như một làn sóng biển màu vàng đánh vào trên kim Phật, làm phát ra âm thanh bong bong, tựa như những tiếng kim chung khi bị nện vào. Ầm, 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 ầm. Liền trong nháy mắt pho tượng Phật lớn màu vàng rơi xuống đỉnh đầu Vu Thanh Họa, nàng giơ một ngón tay tỏa ra Phật quang trong suốt. Nó điểm vào trên pho tượng Phật lớn. Pho tượng Phật lớn khổng lồ lập tức cứ như vậy mà dừng lại ở giữa không trung. Nàng làm dễ như không, tựa như nếu một mảnh bầu trời hạ xuống thì nàng cũng có thể dùng một ngón tay chống đỡ. Phong Phi Vân toàn thân chấn động, thân thể bay vọt trở nên. Đột nhiên hắn dẫm đạp trên lưng pho tượng Phật lớn, một cỗ lực lượng từ từ hạ xuống, đè về hướng Vu Thanh Họa. Ông ông, ông ông, ông ông. Kim Phật phát ra một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc. Nếu không phải phù đồ tháp có cấm thanh kết giới bao bọc, một tiếng nổ lớn này nhất định đủ sức vang vọng khắp cả đảo nhỏ. Vu Thanh Họa đã bị thương nặng, sau khi lại bị Phong Phi Vân liên tục đạp hơn 20 cái lên trên đỉnh đầu, thì vết thương trên người nặng hơn, ngón tay nâng pho tượng Phật lớn cũng trở nên thu nhỏ, biến thành bàn tay nâng pho tượng Phật lớn. Ông ông, ông ông, ông ông. Phong Phi Vân lại lần nữa đạp mạnh một cước lên trên pho tượng Phật lớn. Lưng của pho tượng Phật lớn trực tiếp bị hắn đạp thủng, bàn chân dẫm đạp lên trên bàn tay của Vu Thanh Họa. Cánh tay ngọc của Vu Thanh Họa có hơi gấp khúc, sau đó lại duỗi thẳng ra. Cạc cạc, Vu Thanh Họa ngươi cứ nói ta là ma đầu. Hôm nay ta liền làm ma cho ngươi xem. Phong Phi Vân nhảy xuống, trên người tà khí hào hùng. Hắn nện một chưởng vỗ vào ngực Vu Thanh Họa, trực tiếp đánh bay nàng đi ra ngoài, lại lần nữa đập vào trên vách phủ đồ tháp. Vừa rồi nàng bị thương quá nặng, giờ phút này không hề còn lực phản kháng. Pho tượng Phật lớn lăn xuống trên mặt đất, phát ra âm thanh kim loại va đập liên tiếp. Phong Phi Vân đi bước một đi tới trước mặt nàng, hai mắt đỏ ngầu, trên mặt lại sinh ra ma vân. Một tay hắn tóm lấy vạt áo trắng bên ngoài lồng ngực tròn căng của nàng, rồi xách nàng lên. Hắn để cho nàng đứng thẳng người dựa vào Phật bích,
cánh tay mạnh mẽ như khổng võ thì ép nàng vào vách tường, vô phương nhúc nhích. Phù Thanh Họa có thân hình yểu điệu, đôi chân thon thả thật dài, lạnh lùng mà cực kỳ xinh đẹp. Một đôi mắt linh lợi trắng đen rõ ràng, hàm chứa ánh sáng rạng ngời, nhìn thẳng chăm chú vào Phong Phi Vân. Cho dù đã bị Phong Phi Vân tóm ở trong tay, trong mắt vẫn không có bất cứ thần sắc kinh hoàng phản đối nào. Những sợi tóc xanh của nàng vần quanh, hàm chứa tâm Phật bên trong. Mấy trăm năm tu hành, khiến cho nàng bớt đi vẻ chưa chín của thiếu nữ, nhưng lại vẫn còn ngọc thể trẻ tuổi, gặp sóng gió không sợ hãi, tâm tình linh hoạt kỳ ảo, tựa như một vị nữ thần không tì vết. Giữa đôi môi nàng có một tia huyết dịch, có hơi ửng đỏ, nàng nói. Phong Phi Vân, người bắt ta thì đối với ngươi không có bất cứ lợi ích gì. Căn bản là ngươi không thoát ra khỏi Phật đảo. Khuyên ngươi sớm thu tay lại, có lẽ ta có khả năng tha cho ngươi một mạng. Phong Phi Vân đều không thèm để ý đến uy hiếp của nàng chút nào, ngón tay sờ sờ vào chiếc cằm ngọc bạch nhẵn mịn của nàng, hắn nhe răng cười nói. Cho ngươi hai con đường lựa chọn. Một, dẫn ta ra khỏi ngự thú trai. Hai, bị ta tiền dâm hậu sát. Nghe được tiếng cười của Phong Phi Vân, thấy vẻ mặt ma tính và yêu dị kia của hắn, mặc dù là tâm tình Vu Thanh Họa vốn sóng gió không sợ hãi, thì trong lòng đều có hơi sinh ra sự lạnh toát. Nàng thanh cao thuần khiết vượt khỏi đời thường, ngọc cốt bẩm sinh, trong đôi mắt tinh tường hàm chứa ánh sáng trí tuệ. Trong lòng nàng đang cấp tốc suy tư đối sách chạy thoát từ trong tay yêu ma. Phong Phi Vân đúng là chờ không kịp, thời gian mà lâu thì nhất định sinh biến, nhất định phải bức nàng đưa ra quyết định. Xoẹt xoẹt. Phong Phi Vân ánh mắt xa sầm, tay nhéo vào vị trí vạt áo của nàng rồi ra sức giật mạnh một cái. Phật y trắng tinh bị xé nát, tựa như một đàn bướm trắng tinh múa lượn rồi rơi trên mặt đất. Nàng lộ ra áo lót bên trong màu xanh nhạt, trước ngực nàng hiện ra mảng lớn trắng như tuyết, phía dưới là đôi chân ngọc thon thả mượt mà đều xuất hiện ra hết, ngon lành mà kích thích. Hai trái đào tiên của nàng vươn cao ngạo nghễ, trong nháy mắt nổi bật trên xương quai xanh. Nhìn xuống phía dưới, có khả năng thấy rõ một khe rãnh duyên dáng đẹp đẽ. Mặc dù vẫn còn chưa cởi hết đến áo lót tận cùng bên trong, nhưng vẫn đều có thể cảm giác được hai trái đào tiên vỉnh cao căng tròn ở bên trong. Quả thực sinh động thơm phức, làm cho người ta nuốt nước bọt. Phù Thanh Họa vào lúc trẻ tuổi còn có mỹ danh tiên tử, khi còn tự do đi ở thiên hạ thì tất cả anh tài thiên hạ đều cho là tiên nữ hạ phàm. Sau này trở thành nhất mạch Phật tôn ngự thú trai thì càng là thánh khiết đoan trang, cao cao tại thượng, không người có thể ngưỡng mộ nàng. Mà lúc này một vị Phật môn mỹ nữ như thế lại trước ánh mắt tất cả kim Phật trong Phật tháp, bị Phong Phi Vân xé nát Phật y, áp sát vào trên vách tường, vô phương nhúc nhích mà nghe công bố muốn tiền dâm hậu sát. Điều này nếu như bị các nữ đệ tử khác của ngự thú trai thấy một màn như vậy, nếu không bị hù dọa ngất xỉu thì không thể. Phong Phi Vân đây là bất chấp thiên hạ không gì không làm, quả thực chính là hắn đang thực hiện hành động làm cho người và thần đều cùng công phẫn. Phật muốn hàng ma. Ma muốn đẻ Phật. Ngươi rốt cuộc gật đầu, hay không gật đầu? Phong Phi Vân nhỏ giọng khe khẽ cười, môi cơ hồ đều phải dán vào trên mặt Phù Thanh Họa. Một cỗ khí tức nam nhân điên cuồng với sự áp đảo ập vào mặt nàng, khiến cho mấy trăm năm Phật tâm của nàng thiếu chút nữa thất thủ. Bản thân thành ma, cũng tuyệt không thả cho ma vào thế gian. Phù Thanh Họa khẽ giọng thở gấp, bị Phong Phi Vân làm cho hô hấp dồn dập, mà cái tay kia của ma đầu lại đang khẽ vuốt trên mặt của nàng. Trên ngón tay Phong Phi Vân mang theo một cỗ ma lực, tựa như dòng điện khiến cho da thịt nàng nhẹ nhàng rung động, những giọt mồ hôi li ti lăn xuống. Đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng nhúc nhích, đứt quãng mà nhớ tới kinh Phật, âm thanh cực thấp. Nhưng mấy lần lại bị Phong Phi Vân cắt đứt, khi hắn mò tới những chỗ cấm địa mẫn cảm nhất trên ngọc thể nàng. Nghe được những lời của Phong Phi Vân lọt vào trong tai, nàng không còn giống như là đang niệm kinh trước Phật, mà lại giống như đang uyển chuyển nũng nịu. Như một đứa trẻ phóng túng đang rong chơi dưới mưa. Không hổ là tu sĩ Phật môn, thật sự là vĩ đại. Ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Phong Phi Vân gian tà cười một tiếng, ngón tay hắn dọc theo khuôn ngực như ngọc bạch của nàng mà một mực lướt xuống phía dưới. Nó vuốt qua làn da thịt ngọc ngà trắng như tuyết rồi nắm ở trên yếm lót màu xanh nhạt che ngực nàng. Hắn dùng sức giật xoẹt xoẹt một cái, hai trái tuyết lê căng tròn trắng nõn lộ ra. Trông vô cùng mê người với những đường cong như nửa quả đồi, làm cho người ta nhìn mà lóa mắt. Nàng là Vu Thanh Họa, có thể so với Phật tôn trai chủ ngự thú trai, giờ phút này lại trần như nhộng bị Phong Phi Vân túm vào trong tay, tựa như một thiên nữ tiên giới bị ma đầu bắt,
sắp sửa lọt vào sự nhào nặn dày vò vô tình nhất. Cho dù là ai cũng đều không đành lòng nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp như vậy bị ma đầu hủy hoại. Tu vi của nàng vốn so với Phong Phi Vân thì cao hơn rất nhiều, nhưng mà lại bị ám toán nên giờ phút này xa vào cảnh bị làm tù nhân. Phong Phi Vân, chuyện này còn có chỗ để thương lượng. Ta có thể cho ngươi linh khí tối cao nhất. A, à, Phu Thanh Họa không nhận ra mà hạ giọng kêu một tiếng, nàng cảm giác được một bàn tay rộng rãi mà sần sùi vuốt đến trước ngực của nàng, nắm lấy ngọc thỏ bên trái gây ra cảm xúc cực kỳ mãnh liệt. Đây là vùng cấm cho tới ngày nay đều không ai chạm qua, vậy mà bị Phong Phi Vân nhéo vào trong tay, ma đầu kia. Ma đầu. Phu Thanh Họa giống như bị dòng điện lướt qua một phen, toàn thân co rúm lại. Rốt cục nàng nhắm tịt một đôi mắt nhung thanh tú, hàng mi nhẹ nhàng rung động, nàng không muốn thấy tay của Phong Phi Vân đang vuốt ve trên người của nàng. Linh khí, ở trong mắt ta thì 10 món linh khí so ra đều kém thân thể ngọc ngà của Vu Thanh Họa ngươi. Nếu có thể đè ngự thú trai Phật Tôn dưới hông, tùy ý chà đạp, khiến cho nàng nửa chết nửa sống. Nói như vậy khi đi ra ngoài thì mới có cảm giác thành tựu. Âm thanh của Phong Phi Vân lạnh lùng, ngón tay ra sức nhào nặn cặp thỏ ngọc trắng như tuyết của Vu Thanh Họa thành ra đủ các loại hình dạng, lưu lại khắp nơi những vết dấu tay. Có thể thấy được hắn sử dụng lực đạo cũng khá lớn. Cái gì, Phong Phi Vân ngươi muốn nói ra? Hai tròng mắt Vu Thanh Họa chợt mở ra, lộ ra hai tia sáng trắng. Trong mắt tràn đầy sự kiên quyết sắc lạnh. Nàng có khả năng chịu được việc bị Phong Phi Vân hành hạ và giao phối, nhưng mà cũng tuyệt đối không cho phép danh dự của ngự thú trai bị hao tổn. Nếu như Phong Phi Vân thật sự trốn ra khỏi ngự thú trai, vẫn còn tùy ý khoe khoang với tu tiên giới rằng chính mình đã cướp đi trinh tiết của một vị Phật tôn ngự thú trai. Như vậy coi như Vu Thanh Họa tự vẫn, đều không có khả năng cứu vãn được danh tiếng của ngự thú trai. Những người đó ở tu tiên giới sẽ nghĩ rằng nếu như Phong Phi Vân đã ngủ với một vị Phật tôn của ngự thú trai. Như vậy các nữ đệ tử khác của ngự thú trai, sẽ lại có bao nhiêu người bị hắn ngủ đây? Càng nghĩ càng khiến cho Vu Thanh Họa cảm thấy sợ hãi. Nàng tuyệt không cho phép phát sinh chuyện như vậy. Ánh sáng trong đôi mắt tinh anh của nàng càng tăng lên, biến thành một mảnh Phật hỏa màu vàng. Từ trong đôi mắt tinh tường phóng ra hai tòa thất phẩm liên thai, đài sen 7 tầng, vàng chói, trên đó đều tự sinh trưởng một tòa tiên tháp. Không ngờ trong đôi mắt nàng lại phong ấn được hai tòa tiên tháp, bên trong có hỏa diễm thiêu đốt. Một tòa tiên tháp thiêu đốt hỏa diễm màu đen, một tòa tiên tháp thiêu đốt hỏa diễm màu trắng, bên trong có vô số dị thú chiến hồn gầm giống. Có rất nhiều dị thú chiến hồn đều bị nhốt ở bên trong. Đây là phép cấm tà đạo, hắc bạch âm dương tháp. Phong Phi Vân rất là kinh ngạc, không ngờ Phật tôn ngự thú trai lại tu luyện phép cấm tà đạo, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn vội vàng bật lui mạnh, nhưng vẫn đã muộn. Hắc bạch âm dương tháp biến thành hai tòa tháp lớn chấn áp Phong Phi Vân ở bên dưới tháp. Phong Phi Vân dùng hai tay ra sức muốn nâng hắc bạch âm dương tháp lên, nhưng mà cuối cùng cũng vẫn đành thất bại, thân thể bị đè xuống phía dưới. Hắc bạch âm dương tháp tựa như hai quả núi thần đen trắng, nặng đến dọa người. Lực lượng của Phong Phi Vân cũng không cách nào nâng nổi bọn chúng lên. Đây là bản thể của hắc bạch âm dương tháp, là chí bảo cổ xưa. Vì phép cấm tà đạo cũng chỉ là công pháp lĩnh hội ra từ trên hắc bạch âm dương tháp mà thôi, nhưng do nó lại đi lên con đường sai trái, lấy thuật âm dương song tu để tu luyện ra hắc bạch âm dương tháp, căn bản là không hề lĩnh hội đến cốt tủy thực sự của hắc bạch âm dương tháp. Phu Thanh Họa ngọc thể mịn màng, dẫu trần như nhộng nhưng mà lại vẫn thánh khiết như tiên nữ, thật giống như trong thân thể ẩn chứa một vầng trăng. Vừa rồi nàng cũng là liều chết đánh cược một lần. Mới xuất ra một kiện chí bảo cổ xưa hắc bạch âm dương tháp này. Sau khi trấn áp được Phong Phi Vân, đôi chân ngọc của nàng giao nhau, liền ngồi xếp bằng trên mặt đất mà bắt đầu dưỡng thương. Hắc bạch âm dương tháp, chính là do sư phụ của Vu Thanh Họa tình cờ nhặt được từ trong di tích thượng cổ Đồng Lô Sơn, phải sử dụng đại thần thông mới đem ra khỏi Đồng Lô Sơn được. Vào trước khi chết đã kiệt sức dùng tu vi từ lúc sanh ra mới có thể cấy được vào trong hai tròng mắt của Vu Thanh Họa. Chỉ có điều là hai món chí bảo cổ xưa này, coi như là lấy cảnh giới hiện nay của Vu Thanh Họa thì cũng rất khó khống chế. Cho nên nàng một mực giấu ở chỗ sâu trong đồng tử, đây là lần đầu tiên xuất ra. Sau nửa canh giờ, Vu Thanh Họa bắt đầu đứng lên, dáng người rong ròng cao, ngọc thể không tì vết. Nàng khoác một bộ Phật bào trắng tinh ở trên người, chỉ là mái tóc dài vẫn còn rối loạn,
dạng mây đỏ trên mặt cũng không hoàn toàn biến mất. Nàng bị Phong Phi Vân cưỡng bức cởi hết quần áo, lại bị đùa bỡn ngọc thể, nên căm giận tới cực điểm đối với ma đầu kia. Phong Phi Vân tuy bị trấn áp, nhưng mà lại vẫn đang cười, hắn nói. Vào lúc Phật Tôn không mặc Phật y, so với khi đã mặc Phật y vào thì càng mê người. Nói đi, tận tình nói đi, dù sao lúc này ta nói rằng ngươi khó thoát khỏi cái chết. Dung nhan như ngọc của Vu Thanh Họa xa sầm lạnh đi. Tóc nàng rối tung, bên trong Phật y đều không mặc thêm thứ gì. Nếu như giờ phút này có người xông vào phủ đồ tháp, khẳng định là nàng vừa mới bị Phong Phi Vân ngủ. Đệ tử Ngọc Tĩnh, có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Bên ngoài phủ đồ tháp truyền vào một âm thanh thiếu nữ gấp gáp. Sắc mặt Vu Thanh Họa thoáng biến đổi, thân thể khẽ động liền biến thành một đạo khói trắng, rơi xuống trên liên chỉ đang treo lơ lửng giữa trời kia. Thân thể cực kỳ tao nhã lại ẩn trong màn khói linh trong, như ẩn như hiện, tràn ngập sự thần bí và mờ ảo. Trong lòng Phong Phi Vân cười lạnh, Vu Thanh Họa sợ hãi bị đệ tử của mình nhìn thấy dáng vẻ giờ phút này của bản thân, nên chỉ có thể che giấu vào trong liên chỉ ao sen kia, thật sự là một nữ nhân chết vì sĩ diện. Cửa của phù đồ tháp mở ra. Đến khi Ngọc Tĩnh đi vào, bên trong cũng vẫn là một cảnh hỗn độn như trước. Kim Phật sụp đổ, tràn đầy dấu vết đã từng chiến đấu. Ngọc Tĩnh cả kinh không thể ngậm miệng lại nổi. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chốn thanh tu của Phật Tôn lại sẽ biến thành tình trạng thế này. Phật Tôn, có. Ngọc Tĩnh quỳ ở trên mặt đất, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Ma đầu Phong Phi Vân xông vào phù đồ tháp, muốn đánh lén bổn tôn, đã bị bổn tôn nhanh chóng trấn áp. Vu Thanh Họa tiên âm minh mông, tựa như một trận Phật âm đại đạo. Ngọc Tĩnh lúc này mới nhìn đến Phong Phi Vân bị xích sắt trói vào cột. Với tà khí hào hùng hắn nhìn tiểu cô nương này mà cười một tiếng, lập tức khiến cho Ngọc Tĩnh sợ đến không dám nhìn nữa, vội vàng thu hồi ánh mắt. Thì ra hắn chính là đại ma đầu Phong Phi Vân, kẻ xấu không chuyện ác nào không làm. Có điều hắn cũng dám đánh lén Phật Tôn, khẳng định bị Phật Tôn dùng một ngón tay liền trấn áp thôi. Ngọc Tĩnh mặc dù thân ở ngự thú trai, nhưng mà đã nghe qua hung danh của Phong Phi Vân nên căn bản không dám nhìn Phong Phi Vân lần thứ hai nữa. Nàng lập cập mở miệng thưa dạ. Phật Tôn, đệ tử có chuyện quan trọng bẩm báo. Chuyện gì? Vu Thanh Họa đứng ở trong làn khói linh cao mấy chục thước, từ trên cao nhìn xuống. Quả thực trông thánh khiết đoan trang vô cùng. Ngọc Tĩnh vẫn còn do dự mới nói. Vừa rồi đệ tử đi qua chỗ Ngọc Mặc và Ngọc Lạc tu luyện, ở ngoài cửa nghe được lời bọn họ đàm luận. Ngọc Lạc, nàng. Có cái gì cần nói thì nói thẳng cũng không sao, ấp a ấp úng đâu có giống như là đệ tử cửa Phật. Vu Thanh Họa nói với âm thanh lạnh lùng. Ngọc Tĩnh bị dọa đến hoảng sợ, vội vàng nói. Ngọc Lạc đã mang thai 2 tháng. Ầm. Đây tuyệt đối là những lời mang tính bùng nổ, không chỉ có làm Vu Thanh Họa ngơ ngẩn, mà ngay cả Phong Phi Vân bị trói vào cột đều kinh ngạc. Vu Thanh Họa nổi giận lôi đình, lập tức truyền âm điều động 8 vị đệ tử nội môn đời thứ 3 Thiên Đảo Đàm tự mình bắt Ngọc Lạc đến phủ đồ tháp. Ngọc Lạc chính là thị nữ Phật Đồng kề cận nàng, chỉ có 15 tuổi. Từ nhỏ liền lớn lên tại ngự thú trai, thuần khiết tựa như một tờ giấy trắng. Nhưng mà hiện tại nàng đang mang thai. Hơn nữa đã mang thai 2 tháng, đứa nhỏ này là của ai? Một nữ nhân muốn mang thai, sau lưng tất nhiên có một người đàn ông. Ngự thú trai là vùng cấm nam nhân, vậy thì nam nhân của nàng là ai? Trong lòng Phong Phi Vân cũng mừng rỡ, lập tức có trò hay để nhìn. Ngự thú trai ngoại trừ hắn ra, lại còn có một người đàn ông khác trà trộn chui vào, vẫn còn làm cho thị nữ Phật Đồng bên cạnh Vu Thanh Họa to bụng, thật sự là rất bản lĩnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 35.